Ngươi đã đến ngũ trọng thiên đỉnh phong, hắn mới bắt đầu tứ trọng thiên, thực lực là không ngang nhau, nhưng ngươi có thể dùng những phương thức khác. Ví dụ như ngươi đánh hắn một quyền, đánh không chết, ngươi đi, đánh chết, cái gì cũng đều thuộc về ngươi. Chu Thanh Thọ vừa muốn cảm kích ca ngợi Na Yêu, kết quả lại bị nàng một câu tiếp theo kích thích đến trợn trắng mắt. Tiểu cô nương này sao lại có chút giống cô Khương Tuyền của Khương Phàm vậy, cả nói chuyện hay làm việc đều mạnh mẽ như thế. Ta không chơi, cũng sẽ không dùng trò chơi đến quyết định thứ ta muốn. Tô Triệt bất phi sở động, nhắc nhở Dạ An Nhiên lần nữa. Thú Nguyên, là tình thế bắt buộc của ta. Ngươi có thể đưa bất kỳ điều kiện gì, dù là điều kiện cao hơn viên Thú Nguyên thanh bằng này. Thú Nguyên không phải của ta, ngươi có thể đợi Đường Diễm ra rồi hỏi lại. Dạ An Nhiên nhìn Na Yêu trước mặt, thể hiện hơi kinh ngạc, công tử văn nhã phía sau nàng kia là Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ trừng mắt nhìn nàng, xem như là chào hỏi. Bây giờ còn chưa thuận tiện ở ngay trước mặt đông đảo thí luyện giả trực tiếp cho thấy thân phận, như thế chẳng khác nào khiến mọi người biết bọn người Khương Phàm đến từ La Phù Sơn Mạch. Vô hồi thánh địa cô nương, không nên nhúng tay. Hôm nay ta chỉ cần Thú Nguyên, sẽ không dễ dàng làm tổn thương ai. Tô Triệt nhắc nhở Na Yêu, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đừng xúc động, ta thấy người ta rất có thành ý. Chờ Khương Phàm đột phá, để hắn đến trả lời. Chu Thanh Thọ lặng lẽ nhắc nhở Na Yêu. 2 giờ sau đó, Khương Phàm hoàn toàn luyện hóa xong hạt sen địa tâm hỏa liên, cảnh giới thuận lợi bước vào linh nguyên cảnh tứ trọng thiên. Giống như Đan Hoàng nói vậy, hoàn toàn thay đổi. Từ huyết nhục đến xương cốt đều hiện ra tia sáng, như là vừa từ bên trong kim thân dịch đi ra, toàn thân khuấy động mênh mông lực lượng. Kinh mạch khỏe mạnh cường tráng, linh văn cường thịnh. Linh nguyên trong khí hải đều giống như càng chân thực càng cường đại hơn chút. Nhất là khí hải, đã phát triển hơn 2 lần, quy mô. Tương đương với những võ giả linh nguyên cảnh lục trọng thiên khác. Khương Phàm phấn chấn, kích động, có thể rõ ràng cảm giác được mình đã không giống với lúc trước. Tô Triệt. Khương Phàm còn chưa kịp kiểm tra thân thể thì đã nhận ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Ta muốn Thú Nguyên trong tay ngươi. Tô Triệt đứng ở trên lưng kim xí đại bằng. Ở trên cao nhìn xuống Khương Phàm trong hẻm núi. Khương Phàm đi ra khỏi hẻm núi, quét mắt nhìn xung quanh, ý định là quan sát tình huống, không nghĩ tới lại nhìn thấy Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ lặng lẽ chỉ Na Yêu bên cạnh, ý là đây là đệ tử của Vô Hồi Thánh Địa. Gia hỏa này bị bắt lại rồi sao? Khương Phàm trở nên đau đầu. Chu Thanh Thọ chú ý thấy Khương Phàm nhăn mày lại, lập tức dọc theo dáng người Na Yêu tìm kiếm ngón tay. Ý là thấy dáng người tiểu nương tử này nóng bỏng cỡ nào. Khương Phàm hiểu rõ, gia hỏa này tạm thời không có gì nguy hiểm. Ngươi làm gì đấy? Lỗ tai dài nhỏ của Na Yêu khẽ động, quay đầu nhìn Chu Thanh Thọ. Ta thế nào? Hô hấp ngươi vừa rồi đột nhiên dồn dập, muốn chạy trốn sao? Chu Thanh Thọ bỗng nhiên cứng đờ, ta còn không có chú ý đến mình có hô hấp dồn dập, tai thỏ tinh như vậy sao? Thú Nguyên là đang trên tay của ta. Khương Phàm đụng đụng Dạ An Nhiên bên cạnh, chỉ vào thanh đồng tiểu tháp của mình. Dạ An Nhiên tản ra linh lực, đi đến cạnh Khương Phàm, sau một khắc, nàng bất chợt bị thanh quang nồng đậm bao phủ, sau đó được thu vào trong thanh đồng tiểu tháp. Đao Hoàng gáy to, chở Khương Phàm nhảy vọt lên tới phía trước kim xí đại bằng. Đao Hoàng dương cánh 7-8 mét, đầu rắn dữ tợn, nhìn kim xí đại bằng rít gào. Mặc dù thừa nhận áp lực huyết mạch cường thịnh, nhưng nó cũng không lùi bước. Con mắt tinh hồng gắt gao nhìn chằm chằm kim bằng, vĩ đao hiện ra cường quang hừng hực. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Kim xí đại bằng nói tiếng người, vỗ cánh gáy to, kim quang ngập trời, uy thế kinh khủng cuồn cuộn cả trời cao, bao phủ khắp các dãy núi. Số lượng lớn mãnh thú run lẩy bẩy, không phải đang kiếm chỗ nấp thì chính là hốt hoảng rút đi. Ngươi đang khi dễ nó không biết nói chuyện. Khương Phàm gánh vác được uy thế của kim xí đại bằng, trực tiếp giằng co với Tô Triệt. Hướng đông 15 dặm, có một sơn động bí ẩn, là lối vào hầm đá của yêu hầu. Nếu như ngươi không rõ hầm đá yêu hầu là cái gì, có thể tùy tiện hỏi thăm một chút. Sở dĩ ta ở chỗ này bế quan là bởi vì ta tùy thời có thể thoát thân. Mà cửa ra vào hầm đá yêu hầu có rất nhiều, ta chỉ cần đi đến đó, ngươi cũng đừng nghĩ lại tìm được ta. Ta nói lời này có ý là, ta không sợ ngươi, ngươi không uy hiếp được ta. Những người thí luyện trong rừng rậm hai mặt nhìn nhau. Cũng không phải là bởi vì, Đường Diễm, nhắc đến hầm đá yêu hầu,
mà là kinh ngạc, Đường Diễm, vậy mà lại có thể trực tiếp đối kháng như thế. Đây chính là thiên tài thánh địa vang danh thiên hạ, đây chính là siêu cấp anh tài cưỡi kim xí đại bằng. Những người khác bị yêu cầu này nọ, có kẻ nào không phải ngoan ngoãn dâng lên, cái tên, Đường Diễm, này thật đúng là quá nghiêu bức rồi. Đây không phải là làm bộ không sợ, phụ mẫu nó, đây quả thật là không sợ. 15 dặm, người đánh giá cao mình rồi, ta có thể để ngươi lập tức nằm nhoài tại nơi này. Tô Triệt nhìn thiếu niên trước mặt thật sâu, hắn không có tức giận, ngược lại cảm giác có ý tứ. Đừng nói người bên ngoài thánh địa, xem như những thiên tài trong thánh địa kia, đều không có ai dám ở trước mặt hắn cường ngạnh như vậy. Ngươi cũng đánh giá cao mình rồi, 15 dặm với ta mà nói cũng không khó. Dực Văn sau lưng Khương Phàm nhúc nhích, đầu tiên là đâm ra cốt thứ, tiếp đó là chấn mở hỏa diễm mãnh liệt. Nhiệt độ liệt diễm so với trước đó càng cường thịnh hơn rất rất nhiều, không gian cũng đều bị nướng đến vặn vẹo, càng tràn ngập uy thế phi phàm. Hai tay biến thành móng vuốt tráng kiện, bên trái cuồn cuộn liệt diễm, một tòa đỉnh lô đẹp đẽ lơ lửng, tràn ngập uy thế cường đại giống như thiên nhạc, vuốt phải là tàn đao tranh minh, đao khí màu tím cùng liệt diễm giao hòa, khuấy động uy thế khai sơn liệt địa. Khương Phàm cường thế rằng co với Tô Triệt, cuồn cuộn liệt diễm mơ hồ như muốn hình thành hình dáng chu tước ở xung quanh. Hai mắt giống như vòng xoáy của kim xí đại bằng gắt gao tiếp cận thiếu niên trước mặt, vậy mà lại cảm nhận được uy hiếp. Thánh phẩm thú linh văn của ngươi là loài chim gì? Tô Triệt kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên này thay đổi, cũng lưu ý đến vũ khí bên trong móng vuốt. Những người thí luyện cũng hơi có phản ứng. Vừa kinh sợ vừa nghi ngờ nhìn đến thiếu niên ở giữa không trung kia, trong đầu lại lần nữa có nghi vấn, hắn thật sự là người bình thường của một thế lực bình thường sao? Nhưng sao lại không thể tin được chứ? Na Yêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó chỉ là nghe nói Khương Phàm, có chút mạnh, có chút dã, nhưng thân ở thánh địa nên luôn luôn không tự chủ được mà đem những cường giả bên ngoài được xem là mạnh kia, giảm xuống nhất đẳng. Không nghĩ tới Khương Phàm lại có khí thế cường thịnh như vậy. Chúng ta không phải là bằng hữu, nhưng hình như cũng không cần trở thành là kẻ địch, không cần phải nói kỹ càng như vậy. Ngươi muốn thú nguyên, ta có thể cho. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đọ sức. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, ta không sợ ngươi, ta nguyện ý đem thú nguyên cho ngươi, đơn giản là bởi vì ngươi so với những đệ tử thánh địa ta gặp phải đây còn có thể nhìn ra là con người. Ha ha, có thể nhìn ra là con người. Đây coi như là đánh giá cao nhất mà ngươi cho thánh địa đệ tử rồi. Tô Triệt cũng nhìn không được cười, tiểu gia hỏa này quả thật có chút ý tứ. Ta muốn 5 giọt thánh huyết. Khương Phàm mới mở miệng, rất nhiều thí luyện giả phía dưới đều suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi, trừng to mắt nhìn lên bầu trời. Đây là muốn điều kiện. Cái này, con mẹ nó, là đang dọa dẫm sao? 5 giọt, hắn mở miệng được thật sao? Na Yêu đều không còn gì để nói, một giọt thánh huyết cũng có thể làm cho cường giả các phương tranh đến điên cuồng, đi đâu tìm 5 giọt. Ta chỗ này chỉ có 3 giọt. Tô Triệt lấy ra một cái hộp gấm, bên trong lẳng lặng nằm đó 3 cái bình ngọc, trong mỗi cái bình ngọc đều là tinh ngọc thánh huyết. Có thật sao? Trong rừng rậm rối loạn tưng bừng, ánh mắt rất nhiều người đều đỏ lên. Không hổ là nam tử cưỡi kim bằng, vậy mà lại có thể sưu tập được 3 giọt. Khương Phàm cũng thật bất ngờ, vậy mà lại thật có. Ngươi lấy được thi thể thanh bằng sao? Lấy được. Vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng giá trị của viên thú nguyên này, ta muốn 5 giọt, không đủ. Thánh huyết có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta ở thiên khải bí cảnh tìm 100 ngày, mới tìm được 3 giọt. 3 giọt thánh huyết trong tay Tô Triệt là hắn cho chuẩn bị muội muội bảo bối kia. Ta muốn 5 giọt, 1 giọt cũng không thể thiếu, ngươi có thể lại đi tìm. Tìm được tới đổi, ta chờ ngươi. Khương Phàm không khách khí, vốn định cò kè mặc cả, có thể muốn cái 3 giọt cũng không tệ rồi, không nghĩ tới hắn có 3 giọt, vậy thì cứ kiên trì 5 giọt đi. Chu Thanh Thọ, Tiêu Phượng Ngô, Yến Khinh Vũ, Khương Uyển Nhi, còn có Cổ La, người người đều có phần. Mặc dù thú nguyên thanh bằng cường đại, nhưng lại có chút quá cường đại, cảnh giới Yến Khinh Vũ bây giờ chưa hẳn có thể hàng phục được, còn không bằng dùng thánh huyết cải thiện thể chất. Kích phát tiềm lực. Tô Triệt nắm chặt hộp gấm, thánh huyết rất quý giá, không chỉ có thể điều trị thân thể mà còn cải thiện thể chất, thậm chí là luyện đan, đều là vật liệu thượng đẳng. Nhưng muội muội vừa ra đời, thánh huyết cũng không dùng ngay được, thú nguyên thanh bằng lại có thể tầm bổ quả trứng thanh bằng kia. Một tháng sau,
ta sẽ tìm đến ngươi, giữ thú nguyên thanh bằng cho ta. Tô Triệt mang theo kim sĩ đại bằng bay lên không vài trăm mét, rất nhanh đã biến mất vào trong tầng mây. Đồng ý thật sao? Năm giọt thánh huyết đó. Trong rừng rậm lại phát ra một trận thổn thức. Cao thủ. Ngưu bức thật. Vậy mà thật muốn dùng năm giọt thánh huyết làm điều kiện. Khương Phàm nhìn Na Yêu phía dưới, chỉ về phía trước. Khương Phàm, Dạ An Nhiên, Đao Hoàng ở trong u cốc ngoài hơn 20 dặm chờ Na Yêu đến. Thả bằng hữu của ta ra, ta thay hắn nói lời xin lỗi. Khương Phàm rất bất đắc dĩ, chỉ mong Chu Thanh Thọ không làm chuyện quá đáng con gái nhà người ta. Hắn là người của ta. Na Yêu nhìn nháy mắt Chu Thanh Thọ. Các ngươi, ở cùng nhau. Khương Phàm và Dạ An Nhiên hơi kinh ngạc, cái tên này lại có thể hàng phục được cô nương thánh địa. Cái miệng nước tắm này, uống quá đáng giá. Đừng hiểu lầm, hắn là nô của ta. Na Yêu nhìn chằm chằm Chu Thanh Thọ. Nói chuyện đi. Chu Thanh Thọ lúng túng nhếch nhếch miệng, đi đến phía trước. Đây là ta, nữ vương bát. Na Yêu khẽ giật mình, một chân đạp tới. Ngươi nói lại cho ta nghe. Không cần cứ kích động như thế. Không phải đã nói sao. Ở trước mặt người ngoài đều chừa chút mặt mũi cho nhau, không thể gọi là chủ nhân, sau đó chính ngươi nói phải gọi nữ vương bát. Chu Thanh Thọ cau mày, sờ cái mông. Ngọc Thỏ Linh Văn không phải hẳn là rất dịu dàng sao? Ta nói chính là nữ vương. Đúng vậy mà, nữ vương bát. Ngươi cố ý. Thế nào? Ta nói chính là, nữ vương. Nữ vương, phía sau đó là, có phải trí thông minh của ngươi có vấn đề hay không? Nữ vương, không có, bát. Chu Thanh Thỏ cũng sửng sốt một chút, xấu hổ cười nói. Ta còn nghĩ có ý là trường thỏ. Ngươi. Na Yêu có chút run run. Các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa đều méo mặt, gia hỏa này nếu không phải cố ý, thật sự chính là đầu hắn có vấn đề. Khương Phàm Dạ và An Nhiên đều dở khóc dở cười. Nữ vương bát, thật không thể nào nghĩ được như hắn cả. Chu Thanh Thọ ho nhẹ vài tiếng. Giới thiệu lần nữa một chút, đây là nữ vương nhà ta. Khương Phàm nói với Na Yêu. Hắn quả là đã mạo phạm ngươi. Nhưng biến thành nô lệ có phải có chút quá mức hay không? Na Yêu nói. Chính hắn nguyện ý, 8 năm, không nhiều. Chu Thanh Thọ cũng gật đầu. Ta là tự nguyện, ta muốn phụng dưỡng nữ vương nhà ta 8 năm. Hả, nữ vương 8 năm, nữ vương 8, 5, nữ vương bát. Sắc mặt Na Yêu hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm cái ót Chu Thanh Thọ. Ngươi đang nói cái gì? Ta muốn cùng nữ vương nhà ta về Vô Hồi Thánh Địa. Ta phải phụng dưỡng nữ vương nhà ta thật tốt. Khụ khụ, 8 năm. Chu Thanh Thọ dùng sức ho khan, tách câu ra. Đệ tử Vô Hồi Thánh Địa đen mặt lắc đầu, bỗng nhiên hối hận vì đã thu ra hỏa này, nhìn phong độ nhẹ nhàng, bộ dáng tuấn tú, không nghĩ tới lại là một kẻ ngu. Ngươi xác định. Khương Phàm quái dị nhìn Chu Thanh Thọ, đây là bị uy hiếp, hay là thật? Vạn lần là sự thật, ta quyết định. Chu Thanh Thọ quyết định. Nhân sinh gặp một nữ tử đầu tiên, không chỉ dáng dấp mỹ lệ, thiên phú đủ cao, phương thức theo đuổi càng phải đặc biệt. Nô lệ xoay người, hàng nữ vương. Ha ha, thoải mái, kích thích. Ta hỏi lần nữa, ngươi xác định. Khương Phàm nhìn thẳng mắt Chu Thanh Thọ, xác định không phải là bị uy hiếp. Không cần lo lắng cho ta, không phải cô Khương Tuyền của ngươi đang ở tại thánh địa sao, có nàng bảo bọc, nữ vương nhà ta sẽ không khi dễ ta. Chu Thanh Thọ cũng không ngốc, dám vào thánh địa chủ yếu là bởi vì nơi đó có người. Chiếu cố huynh đệ của ta thật tốt, hắn có thể làm nô của ngươi, nhưng nếu như ngươi thật coi hắn là nô dịch thì ta không nguyện ý. Khương Phàm lắc đầu, tùy hắn vậy. Hắn chỉ cần trung thành bảo vệ, ta sẽ không bạc đãi hắn. Ngược lại là ngươi, chuẩn bị làm thế nào? Na Yêu là đệ tử thân truyền của Khương Tuyền, rất rõ ràng địa vị của Khương Phàm ở trong lòng sư tôn. Nếu gặp nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nói Ly Hỏa Thánh Địa, hay là Hồn Thiên Thánh Địa? Cả hai. Tùy cơ ứng biến đi. Na Yêu đưa ánh mắt quái dị nhìn hắn. Ngươi thật không sợ. Mới 13 tương đương 14 tuổi cả cái này cũng sợ, vậy ta còn đi lên phía trước thế nào được? Trước 20 tuổi, tinh thần thanh xuân phấn chấn, không sợ hãi. Na Yêu lại á khẩu không trả lời được, không hổ là người của Khương gia. Từ trong lòng đều lộ ra khí phách. Khương Phàm nói với Chu Thanh Thọ.
tìm đủ những người khác, chuẩn bị nghênh đón thánh huyết, một người một giọt. Hai mắt Chu Thanh Thọ tỏa sáng, toàn thân nhấc lên nhiệt huyết. Ta cũng có phần. Năm người, một người một giọt. Thật tốt, ha ha, bạn chí cốt. Chu Thanh Thọ kích động kêu to, thánh huyết đó, nói cho liền cho. Thời gian một tháng. Khương Phàm mang theo Dạ An Nhiên muốn rời khỏi, bỗng nhiên Na Yêu gọi bọn họ lại. Người ở trước mặt mọi người muốn năm giọt thánh huyết, tin tức chẳng mấy chốc sẽ gây nên oanh động. Ta dám cam đoan, chờ ngày Tô Triệt giao cho người thánh huyết, người sẽ gặp phải mấy trăm cường giả vây quét. Còn có, hồn thiên thánh địa ở Thiên Khải Bí Cảnh có ba chi đội ngũ, ngoại trừ Thác Bạt Hoàng và U Dương Yên thì còn có Úy Thiên Lang. Đệ tử thánh địa mới đầu không xem ngươi là uy hiếp, cũng không tin ngươi dám thật săn giết bọn hắn, cho nên từ đầu đến cuối đều rất bất cẩn. Bây giờ không giống với lúc trước. Người bắt sống Diêm Lâu, chém giết 19 tên đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa, ai cũng biết ngươi là làm thật, hồn thiên thánh địa sau đó sẽ chính thức xem ngươi thành đối thủ. Một khi những đệ tử thánh địa này nghiêm túc, so với ngươi tưởng tượng là càng cường đại, càng đáng sợ hơn. Na Yêu nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm. Đệ tử thánh địa chưa từng ở Thiên Khải Bí Cảnh lọt vào săn giết, lại tăng thêm cao ngạo tự phụ, nhưng lại bị Khương Phàm tùy tiện đắc thủ. Nhưng Khương Phàm săn giết đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa tương đương với việc gõ cảnh báo cho tất cả đệ tử Thánh Địa. Sư tôn cô là ai? Khương Phàm thật bất ngờ, vị này Na Yêu hình như rất quan tâm hắn, không giống Thương Hàn Nguyệt lạnh lùng như vậy. Sư tôn ta là Khương Tuyền. Ồ, ra là người một nhà. Khương Phàm cười cười, hắn huy động hỏa dược bay lên không. Cảm ơn đã nhắc nhở, ta cũng sẽ nghiêm túc đối đãi. Na Yêu nhìn bóng lưng Khương Phàm rời khỏi, khẽ nhíu mày. Hắn rốt cuộc có nghe lời ta nói không vậy? Không phải hắn đã nói rồi sao? Trước 20 tuổi, tinh thần thanh xuân phấn chấn, không sợ hãi. Chu Thanh Thọ nhún nhún vai, tên điên này đã dám một mình xông vào Lang Gia Hoàng Triều bắt sống đại hoàng tử, còn có cái gì không dám làm? Hắn xác thực không thích hợp với thánh địa. Na Yêu lắc đầu, thánh địa rất nhiều quy củ. Tiểu tử này đi đến có thể sẽ nghẹn điên mất. Hắc hắc, nữ vương à, hỗ trợ tìm bằng hữu của ta được không? Trên mặt Chu Thanh Thọ lộ ra nụ cười sán lạn, bây giờ càng hạ quyết tâm phải vào Vô Hồi Thánh Địa. Sư tôn Khương Tuyền. Ha ha, đúng vậy, chính là người một nhà thôi. Để Khương Tuyền hỗ trợ tác hợp, nói không chừng lão nhân gia nàng sẽ chủ động kín đáo đưa Na Yêu cho hắn. Khương Phàm ở trong rừng rậm săn giết vài con mãnh thú. Luyện thành huyết đan, bái phỏng yêu hầu hầm đá. Đám yêu hầu mới đầu còn có chút do dự, nhưng sau khi thưởng thức được tác dụng kỳ diệu của huyết đan thì ánh mắt nhìn về phía Khương Phàm lập tức thay đổi. Ta cam đoan không còn đụng những thứ kia nữa, ta chỉ ở nhờ mấy ngày, tu luyện võ pháp. Khương Phàm mỉm cười cam đoan. Cảnh giới đột phá, lại có thay đổi lớn, hắn cần cảm nhận thân thể thay đổi thật tốt, thuận tiện tu luyện võ pháp hoàn toàn mới. Chúng ta chỉ cần ở nhờ nửa tháng. Dạ An Nhiên dùng thánh huyết, cũng chưa kịp cẩn thận cảm nhận. Tiểu Kim Hầu thương lượng với nhau một chút, liền thể hiện ra vẻ hoan nghênh. Tuy nhiên có một điều kiện, cần Khương Phàm lại cho bọn hắn luyện chút huyết đan. Các ngươi phụ trách bắt, trước khi đi ta sẽ luyện cho các ngươi. Khương Phàm vừa nói xong, toàn bộ Tiểu Kim Hầu liền lao ra ngoài, vào tới ngọn cây, đỉnh núi, phát ra những tiếng hô to phấn chấn. Sau đó không lâu, hầm đá dưới mặt đất oanh động, có đến 500 con yêu thú tuôn ra cửa hang, lao về phía rừng rậm. Khương Phàm méo mặt, không đến mức như thế chứ. Đường Diễm săn giết Ly Hỏa Thánh Địa, một trong ngũ đại thiên kiêu hiện tại của Ly Hỏa Thánh Địa, Diêm Lâu đã bị bắt sống, hai chi đội ngũ điên cuồng săn giết. Đường Diễm kết giao với tuyệt thế thiên tài đại diễn Thánh Địa, Tô Triệt, lấy thú nguyên thanh bằng trao đổi 5 giọt thánh huyết. Thời điểm Khương Phàm mượn nhờ hầm đá của yêu hầu dốc lòng tu luyện võ pháp, phía ngoài bí cảnh lại lâm vào oanh động. Mọi người rung động sự gan dạ và điên cuồng của Khương Phàm, từ xưa đến nay, người trêu chọc thánh địa đã ít càng thêm ít, trực tiếp ở bí cảnh săn giết thánh địa đệ tử lại càng là trăm năm khó gặp một lần. Nhưng chuyện khiến mọi người càng cảm thấy hứng thú chính ước định về năm giọt thánh huyết. Bọn hắn không tin Tô Triệt sẽ cùng Đường Diễm kết giao thành bằng hữu. Dùng thánh huyết đổi thú nguyên chẳng qua là vì Tô Triệt khinh thường việc dùng sức mạnh trộm cướp đoạt thú nguyên, cho nên đã đồng ý trao đổi. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tô Triệt chỉ để ý có thể đổi được thú nguyên hay không, sau đó tuyệt sẽ không để ý sống chết của Đường Diễm.
hơn vạn dặm bí cảnh đều oanh động. Mọi người tán loạn khắp nơi đi giải tin tức, cũng đợi chờ đến thời khắc Tô Triệt và Đường Diễm trao đổi. Năm giọt thánh huyết, Tô Triệt vậy mà đồng ý thật. Sau khi Thác Bạt Hoàng xác định chính xác, mới tin đây là sự thực. Thời điểm trước đó Tô Triệt tìm tới bọn hắn là vô cùng ngạo mạn, sau khi bọn hắn cường ngạnh rằng co mới nguyện ý dùng một viên ngũ hành thạch trao đổi. Nói là trên trời rơi xuống, nhưng tình huống cụ thể thì phải về tông môn cẩn thận nghiên cứu. Bởi vì hồn đao bị hủy nên sắc mặt U Dương Yên vô cùng tái nhợt. Tô Triệt cao ngạo, khinh thường cướp đoạt, bên ngoài truyền tin cũng có đạo lý, sau khi Tô Triệt giao phó thánh huyết thì cũng sẽ không xen vào sống chết của Đường Diễm nữa. Úy Thiên Lang còn ở bí cảnh, tìm tới hắn, ba bên chúng ta liên thủ, nhất định có thể khống chế cục diện. Năm giọt thánh huyết, toàn bộ sẽ thuộc về hồn thiên thánh địa chúng ta. Thác Bạt Hoàng rất không nguyện ý tìm cái tên gia hỏa cao ngạo Úy Thiên Lang kia hỗ trợ, nhưng cũng có thể tưởng tượng được cảnh hỗn loạn khi thánh huyết được chuyển giao đến trong tay Đường Diễm. Bọn hắn muốn giết Đường Diễm, đoạt thánh huyết, đành phải buông xuống cao ngạo, toàn lực hợp tác. Bằng vào ba bên chúng ta liên thủ, hẳn là có thể chèn ép các thánh địa và thí luyện giả khác, bắt lấy Đường Diễm, nhưng... Nhưng cái gì? Ta lo lắng Tô Triệt sẽ chờ chúng ta giết Đường Diễm, lại đoạt lại thánh huyết từ trong tay chúng ta. Hắn dùng thánh huyết trao đổi thú nguyên, chỉ cần thánh huyết trên tay Đường Diễm, hắn sẽ không tiện ra tay, nhưng nếu như thánh huyết thuộc về người khác, hắn cũng không có cái gì phải lo lắng cả. Điều này cũng đúng, chúng ta cần có càng nhiều giúp đỡ hơn. Tìm khác thánh địa hợp tác. Thánh địa khác sẽ không làm nền cho chúng ta đề nghị tìm một số thí luyện giả. Thực lực bọn hắn không yếu, lại không dám mạo phạm chúng ta, chỉ cần đồng ý hợp tác, liền sẽ toàn lực phối hợp. Ngươi đi tìm Úy Thiên Lang, ta đến triệu tập thí luyện giả. Không cần quá nhiều, 20 tên là đủ. Trong hầm đá của yêu hầu, Khương Phàm một lần nữa nghiên cứu, liệt hỏa phần thiên, của huyền cấp võ pháp, từ liệt diễm tam trọng kích đến liệt hỏa kim liên, từ hỏa thương đến tinh thuẫn. Một lần nữa nghiên cứu, một lần nữa cảm ngộ. Ví dụ như hình thái, số lượng của liệt diễm tam trọng kích có thể hình thành trưởng ấn, liên phát ngũ trọng kích hay không. Ví dụ như phương thức thi triển liệt hỏa kim liên, có thể không chỉ là từ toàn thân nở rộ, mà là ngưng tụ trong lòng bàn tay hay không. Ví dụ như độ cứng hỏa thương, uy lực đâm xuyên. Lại ví dụ như số lượng cùng hình thái tinh thuẫn, không chỉ là một tấm chắn, mà là hai, là ba. Liệt hỏa phần thiên, có thể truyền thừa võ pháp gần với vạn thú thiên hoàng quyền của Khương gia, không chỉ ở uy lực cường thịnh, càng là bởi vì ẩn chứa cách thay đổi ảo diệu. Khương Phàm đắm chìm trong nghiên cứu, không có chút nào để ý tới tình huống bên ngoài. Sau 5 ngày, Khương Phàm rốt cuộc cũng thông suốt. Bắt đầu nghiên cứu một thức sau cùng của liệt hỏa phần thiên, kim tinh hỏa vũ. Dạ An Nhiên cũng đắm chìm trong nghiên cứu bia đá, trước đó khi bởi vì các loại hạn chế nên nàng không thể thi triển uy lực chân chính của bia đá. Bây giờ thánh huyết luyện thể, các vấn đề đều toàn diện thăng hoa, nàng đều đem toàn bộ tinh lực bỏ vào trong nghiên cứu, binh, tự phù. Tự phù này không chỉ là có thể tăng cường thực lực chiến đấu của nàng, còn ẩn chứa rất nhiều ảo diệu phi phàm. Đối với thiên thư thánh văn nàng có dẫn dắt rất lớn. Giống giống. Ngày thứ 8, tiểu kim hầu xông vào sơn động mà Khương Phàm bế quan, kéo hắn đến bên ngoài. Nhiều như vậy. Khương Phàm trực nhìn mãnh thú trồng chất như núi ở bên ngoài, hỏa vũ thương sư, kiếm sỉ hổ, ám ảnh báo, tê giác thú, hắc hỏa nghĩ. Đủ các loại, đủ loại kiểu dáng, trọn vẹn 3-500 con. Giống giống. Tiểu kim hầu nhảy tung tăng. Thúc giục Khương Phàm tranh thủ thời gian luyện hóa. Khương Phàm đến gần bầy mãnh thú, ở bên trong phát hiện có vài con hỏa diễm mãnh cầm. Những con này có thể cho ta hay không? Giống giống. Tiểu kim hầu rất hào khí phất tay, tùy tiện dùng, bầy khỉ bọn chúng vẫn còn ở bên ngoài đây. Cho ta thời gian một ngày, ta luyện toàn bộ cho các ngươi. Khương Phàm chọn lựa lựa, từ bên trong lôi ra mười mấy con hỏa diễm mãnh cầm, thu vào thanh đồng tiểu tháp. Giọng của linh hồn đan hoàng lại xuất hiện trong đầu Khương Phàm. Ngươi là muốn chuẩn bị luyện bách linh đan sao? Không phải ngài nói ba viên cửu chuyển linh nguyên đan thì có thể mượn dùng địa tâm hỏa liên luyện ra bách linh đan sao? Khương Phàm đã trải nghiệm công dụng kỳ diệu của hạt sen, đối với địa tâm hỏa liên, hắn càng mong đợi luyện ra bách linh đan. Bình thường bách chuyển linh nguyên đan là cần 99 con hỏa diễm mãnh cầm mà luyện chế thành,
nhưng muốn tập hợp đủ 99 loại hỏa diễm chim muông cùng cảnh giới quá khó khăn. Có địa tâm hỏa liên, chỉ cần 3 viên cửu chuyển linh nguyên đan là tốt rồi. Tuy nhiên hiệu quả địa tâm hỏa liên quá mạnh, cửu chuyển linh nguyên đan dùng bình thường không nổi, người cần hỏa diễm linh điểu linh nguyên cảnh đỉnh phong mới có thể. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Phàm không nên coi thường hiệu quả của địa tâm hỏa liên. Là vậy sao, là ta quá sốt ruột rồi. Linh nguyên của ngươi có thể dùng cửu chuyển linh nguyên đan, dược hiệu của bách linh đan quá cường liệt, ta đề nghị là dùng tại thời điểm đột phá linh anh cảnh. Linh hồn đan hoàng lại nhắc nhở một câu. Bây giờ cửu chuyển linh nguyên đan, tương lai bách trăm chuyển, thiên ngàn chuyển, thậm chí vạn chuyển linh nguyên đan, đều đối với linh văn và linh nguyên của ngươi có hiệu quả tầm bổ rất tốt, còn có thể quan hệ đến việc ngươi có thể thuận lợi lột xác thành chu tước yêu hỏa hay không. Tiền bối, tạ ơn ngài, có ngài ở đây thật tốt. Khương Phàm rung động trong lòng, không tự chủ được mà cất giọng nói tạ ơn. Không cần cảm ơn ta, ngươi rất ưu tú, nhưng ngươi có thể ưu tú hơn. Ta chỉ là một sợi hồn niệm mà thôi, có thể chứng kiến cũng là may mắn. Linh hồn đan hoàng nhẹ giọng một câu, yên lặng ở trong đầu Khương Phàm. Tiền bối, ngài đã từng có di nguyện gì chưa hết không? Mặc dù bây giờ còn ta không thể vì ngài mà làm được gì, nhưng tương lai có lẽ sẽ có thể. Khương Phàm nói xong, thật lâu, linh hồn đan hoàng mới truyền ra một giọng ôn hòa. Ngươi có tâm như thế hẳn là có thể. Ta chết đi đã 30.000 năm, ân oán từng có. Đã sớm không ở đây nữa rồi. 30.000 năm. Khương Phàm rốt cuộc cũng xác định được thời gian mai táng của cổ thành dưới mặt đất. Thời gian quá dài. Đúng vậy, 30.000 năm. Tiền bối, nơi đó rốt cuộc là cái gì? Nơi đó, đã từng là mộ tràng, chôn cất anh hùng đã mất, chôn giấu. Linh hồn đan hoàng trầm mặc thật lâu, hai chữ kia cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là quanh quẩn thăm thẳm ở bên trong hồn niệm của mình, thanh thiên. Khương Phàm dùng cửu hoàng luyện thiên đỉnh đem hơn 300 con mãnh thú toàn bộ đều luyện thành đan. Huyết đan để cho bầy khỉ, hồn đan để cho yêu đồng, linh đan mình nhận lấy. Thuận tiện luyện một viên cửu chuyển linh nguyên đan, tư dưỡng linh văn, tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau khi Khương Phàm thuần thục nắm giữ kim tinh hỏa vũ thì đã bắt đầu nghiên cứu vạn thú thiên hoàng quyền, quyền thứ 5, bạo hùng quyền. Đây vốn là nghiên cứu bình thường, với tình huống Khương Phàm bây giờ. Không chỉ có thể nghiên cứu ra quyền thứ 5, còn có thể nghiên cứu quyền thứ 6, Man Ngưu Khai Sơn. Nhưng trước khi Khương Phàm tu luyện, theo thường lệ lại một lần nữa thuần thục mãnh hổ quyền, cự tượng quyền trước, hắn phát hiện ngoài ý muốn, đối với khống chế liệp lang quyền là vô cùng dễ dàng. Khương Phàm có thể tùy tiện phóng xuất ra 5 con liệp lang, đồng thời chắc chắn nắm trong tay phương hướng và tốc độ mỗi con liệp lang. Thập thú bá thế quyền. Khương Phàm đột nhiên có một ý tưởng. Có thể sớm nếm thử 10 quyền hay không? Vạn thú thiên hoàng quyền trưởng thành chia làm nhiều vấn đề. Ban đầu cũng là đơn giản nhất, phóng thích một quyền. Chờ sau khi tu luyện tới quyền thứ 10, chính là đồng thời đánh ra mãnh hổ, cự tượng, hỏa mãng trước 10 quyền, sau đó khống chế liên hợp bạo kích, uy lực cực kỳ bá đạo. Lại sau này, sau khi tu luyện tới quyền thứ 100 thì có thể đồng thời phóng thích trăm đạo thú quyền, gọi là bách thú kinh thế quyền. Sau ngàn quyền thì là thiên thú hoàng quyền, và sau đó là vạn thú thiên hoàng quyền. Tiên tổ hình như không có tu luyện tới cấp bậc vạn thú, cực hạn cao nhất là 5 đạo thiên hoàng quyền. Khương Phàm do dự có nên tu luyện 10 quyền bá thế quyền hay không? Dựa theo giới thiệu trong vạn thú thiên hoàng quyền, nhất định phải tu luyện tới quyền thứ 10 mới có thể nghiên cứu. Bởi vì sau quyền thứ 10, cảnh giới phải đến linh nguyên cảnh thất trọng thiên trở lên, thuộc về cao giai linh nguyên cảnh, bất luận là linh văn. Linh nguyên hay là sức thừa nhận của thân thể đều phải đến vấn đề nhất định mới có thể khống chế ở 10 quyền. Ta là đại thừa thánh văn, là thú linh văn, lại được kim thân dịch, địa tâm liên tử tôi thể luyện thể. Huống chi không tính là 10 quyền, mà là gia tăng liệp lang quyền đến 5 con. Khương Phàm hạ quyết tâm, cũng phấn chấn. Nếu quả thật có thể đánh ra 10 quyền, uy lực vạn thú thiên hoàng quyền sơ kỳ xem như đã được bày ra. Ta muốn 2 giọt thánh huyết. Úy Thiên Lang bị U Dương Yên mời đến trước mặt Thác Bạt Hoàng, đi thẳng vào vấn đề chào giá trực tiếp. Hắn và Thác Bạt Hoàng từ đầu đến cuối là đang cạnh tranh, sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ. U Dương Yên cũng cho thấy thái độ. Ta cần điều trị linh hồn, ta muốn 2 giọt. Ý là, ta 1 giọt. Thác Bạt Hoàng chau mày,
hai người này rõ ràng đã sớm thương lượng xong. Sớm biết như thế này thì mình tự mình đi mời Úy Thiên Lang. Ta có thể rời khỏi, thế này hai người các ngươi tự phân chia năm giọt. Úy Thiên Lang trông rất gầy gò, bởi vì linh văn nên con mắt hiện ra màu lục quang, vô cùng tà ý. Ta đã triệu tập 23 người, có thể không cần Úy Thiên Lang. Thác Bạt Hoàng kéo U Dương Yên đến bên cạnh. Ngươi muốn 3 giọt, ta để 2 giọt, như thế nào? U Dương Yên nhìn các nam nữ tử tụ tập nơi xa. Ta đề nghị hợp tác cùng Úy Thiên Lang. Vì cái gì? Thứ hơn 20 tên thí luyện giả chính là hiệu quả trấn nhiếp, muốn bảo đảm không được phạm sai lầm, mấu chốt là xem lực lượng thánh địa chúng ta. Nếu như ta rời khỏi, sắc mặt Thác Bạt Hoàng trở nên khó coi, hai người này khẳng định là đã sớm thương nghị. Ngươi sẽ không rời khỏi, mặc dù chúng ta muốn 2 giọt thánh huyết, nhưng linh bảo trong tay Đường Diễm, ngươi có thể ưu tiên lựa chọn. U Dương Yên đi đến trước mặt những người thí luyện. Các ngươi đều rõ ràng sứ mạng của mình. Hỗ trợ các ngươi, vây bắt Đường Diễm, thời khắc tất yếu, liên thủ trấn nhiếp những người thí luyện khác. Chính là nghe lệnh của các ngươi, tùy cơ ứng biến, bảo đảm các ngươi thuận lợi lấy được mạng Đường Diễm. 26 vị thí luyện giả lập tức hô to. Rất tốt, chỉ cần chuyện thuận lợi, Hồn Thiên Thánh Địa tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. U Dương Yên hài lòng gật đầu. Có thể vì Hồn Thiên Thánh Địa làm việc là vinh hạnh của chúng ta. Một nam tử đến từ Thập Vạn Đại Sơn lập tức đi về phía trước, dùng sức đập mạnh lồng ngực, tỏ rõ trung thành. Trong các ngươi ai là Ngũ Trọng Thiên? U Dương Yên quét mắt nhìn, từng người nhìn qua long tinh hổ mãnh, khí thế bất phàm, nhưng muốn khống chế lại tràng diện thì còn phải có cấp bậc Ngũ Trọng Thiên. Trong đám người lập tức đi ra 4 người. U Dương Yên hài lòng gật đầu. Tính cả 6 người của 3 chi đội ngũ bọn hắn vừa vặn 10 người. Tứ Trọng Thiên có ai? Trong đám người lập tức đứng ra 9 người. Rất tốt, có các ngươi tương trợ, chúng ta có thể xử lý được Đường Diễm. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần thay chúng ta ngăn lại những người thí luyện khác, lại phối hợp chúng ta trấn nhiếp thánh địa khác. Tự các ngươi phân phối một chút, Ngũ Trọng Thiên làm đội trưởng, số lượng mỗi đội cũng tự mình phân phối. Sau khi U Dương Yên sắp xếp đơn giản thì đi tới chỗ Úy Thiên Lang, cùng bọn hắn thương lượng làm thế nào truy bắt Đường Diễm. 26 người rất nhanh đã náo nhiệt lên, bên trong không thiếu một vài con em thế gia, tự nhiên mà tụ thành đoàn. Trong 4 vị Ngũ Trọng Thiên chỉ có một thiếu niên không có bối cảnh đặc thù, bên cạnh tụ tập cũng đều là một số người bình thường. Ta tên Thanh Phong, ngũ phẩm linh văn, linh nguyên cảnh Ngũ Trọng Thiên. Đội ngũ chúng ta mặc dù không mạnh, nhưng là nhiều người nhất. Tất cả mọi người tự giới thiệu chút. Nam tử theo thứ tự nhìn qua 8 người trước mặt, dừng lại ở trước mặt 2 nữ hài một hồi, nói thầm một tiếng thật xinh đẹp, chỉ là cảnh giới có chút thấp, cũng chỉ là nhị trọng thiên. Cũng không cần giới thiệu, việc này cho qua đi, chúng ta chưa chắc sẽ gặp nhau. Huống chi, người nói Thanh Phong là tên thật sao? Một vị nữ hài xinh đẹp lạnh lùng một câu, lập tức bỏ đi hào hứng giới thiệu của đám người. Chúng ta phải phối hợp Hồn Thiên Thánh Địa đối kháng không chỉ là những người thí luyện khác, còn phải ngăn cản khác thánh địa, chẳng may bị thánh địa tập trung vào, chúng ta còn không trở về được chỗ mình rồi. Một thiếu niên gầy gò cũng không thay đổi sắc mặt mà nói. Thanh Phong khẽ nhíu mày, đây là phá đám sao? Dù sao chúng ta cũng phải làm quen với nhau một chút, đến lúc đó mới có thể phối hợp tốt hơn. Ở chung mấy ngày, từ từ sẽ quen. Nữ hài xinh đẹp không để ý đến hắn nữa, ngồi vào bên cạnh, 3 vị đồng bạn khác cũng đều gom lại bên cạnh nàng. Thanh Phong có chút bất mãn, nhưng cũng nhìn ra được 4 người bọn hắn là cùng một bọn, không dễ trêu chọc. Tiêu Phượng Ngô, không phải ngươi trà trộn vào sao? Yến Khinh Vũ chính là nữ hài nhi nói chuyện, rất bất mãn nhìn chằm chằm mắt nam hài nhi hùng tráng bên cạnh. Hắc hắc, Tiêu Phượng Ngô lạnh lẽo cười hung tàn 2 tiếng. Liếc nhìn mắt Úy Thiên Lang ở xa xa. Cái tên ngu xuẩn kia rất cao ngạo, từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới nơi này một chút. Khương Uyển Nhi nói khẽ. Đến đều đã đến, nếu rời khỏi ngược lại sẽ làm người khác chú ý. Hay là Uyển Nhi hướng về ta? Tiêu Phượng Ngô nháy mắt với Khương Uyển Nhi. Cổ La ho nhẹ một tiếng. Đừng đùa nữa, suy nghĩ xem làm sao quấy rối. Ngươi có ý kiến với ta sao? Tiêu Phượng Ngô trợn mắt chừng một cái, lão tử đây gọi là tán tỉnh, đã thỉnh giáo với Chu Thanh Thọ. Đừng hiểu lầm, ta là đơn giản là không quen nhìn ngươi.
Cổ La cẩn thận quan sát đội ngũ xung quanh. Chu Thanh Thọ dùng 20 ngày đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ cũng không phải hồ nháo, mà muốn làm loạn cái gọi là liên minh này. Đơn giản, thừa dịp loạn đánh lén Úy Thiên Lang, giống như Khương Phàm, bắt giặc trước bắt vua, bắt lấy Úy Thiên Lang, lại xử lý bọn hắn. Tiêu Phượng Ngô bị Úy Thiên Lang truy sát đã hơn 2 tháng, hắn vẫn đang kìm nén phần ác khí này đây. Người rốt cuộc làm sao lại chọc tới Úy Thiên Lang vậy? Khương Uyển Nhi còn chưa kịp hỏi. Ta đem hắn cho con rùa ăn, đáng tiếc con rùa kia lại không đến ăn hắn. Tiêu Phượng Ngô lại lặng lẽ quan sát nơi xa, sau khi xác định Úy Thiên Lang không có nhìn tới nơi này, mới tiếp tục nói. Một đám thủy thích đang vây bắt một con kim cương quy, hoàn cảnh lúc đó. Khá rối loạn, kim cương quy kia tối thiểu dài đến 50 mét, nó khởi xướng công kích điên cuồng chấn động đám rừng rậm kia đều lay động. Ta thấy bọn nó đánh náo nhiệt, liền chạy tới trong đầm lầy bờ sông, phát hiện nơi đó có cái lỗ lớn, bên trong chất đống mười mấy trái trứng. Thời điểm ta đang chuẩn bị lấy những quả kia trứng, thình lình có người đi ra, thái độ vô cùng phách lối, nói là bọn hắn tới đại chiến, trứng. Này đều đã bị nhìn chằm chằm mấy ngày, lừa gạt cháu trai sao? Ta đương nhiên không vui, lấy trứng xong liền cùng hắn đánh nhau, tên kia vậy mà cũng là lục phẩm thú linh văn. Đánh qua đánh lại, kim cương quy lại trở về, ta nắm lấy cơ hội, ném hắn tới trong miệng kim cương quy. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai. Ta nào biết được hắn là cái gì thiên tài hồn thiên thánh địa. Thổ phỉ ơi là thổ phỉ, Cổ La không còn gì để nói. Cho dù ngươi biết ngươi cũng làm vậy thôi. Trứng kim cương quy đâu? Ăn rồi. Bằng không sao bây giờ ta có thể lên tam trọng thiên. Tiêu Phượng Ngô tiến vào đây đã gần nửa năm, không giống Chu Thanh Thọ xui xẻo như vậy, ngược lại cơ duyên liên tiếp cơ duyên. Đầu tiên là đạt được một viên huyết xâm thần kỳ được chôn sâu dưới mặt đất, hấp thu số lượng lớn huyết khí thi hài thai nghén mà thành, để hắn tiến vào nhị trọng thiên. Lại đạt được trứng kim cương quy, phối hợp số lượng lớn dược liệu, tiến vào tam trọng thiên. Hắn đơn giản là yêu mảnh bí cảnh này. Bây giờ càng chờ mong Khương Phàm chuẩn bị thánh huyết cho hắn. Khương Phàm chờ đợi ở hầm đá yêu hầu trọn vẹn một tháng, luyện cho đám yêu hầu hơn 700 viên huyết đan, thuận tiện lại luyện cho mình 2 viên cửu chuyển linh nguyên đan. Chúng ta còn có việc, nên đi rồi. Khương Phàm từ biệt đám yêu hầu lưu luyến không rời, ra khỏi hầm đá. Tuy nhiên sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, tiểu kim hầu trong bầy khỉ lại tổ chức một lần. Đại hội tộc đàn quyết định thả tiểu kim hầu đã Khương Phàm được cứu kia rời khỏi. Số lượng yêu thú trong thiên khải bí cảnh vô cùng khổng lồ, phạm vi 50 vạn dặm, giống loài cũng có hơn 100 vạn loại, số lượng càng khó mà đoán được. Nhưng tất cả bọn hắn lại bị một loại lực lượng thần bí nào đó áp chế, mặc kệ thiên phú như thế nào, huyết mạch như thế nào, sau khi trưởng thành đến ngũ trọng thiên liền lại khó tiến lên một bước nữa, mà sau khi mà đến ngũ trọng thiên thì sẽ nhanh chóng già yếu. Rất nhiều yêu thú muốn thoát khỏi đây nhưng lại không nỡ chia cách tộc đàn của mình, mà muốn rời khỏi thì cũng cần nhận chủ với con người, ký kết huyết khế ước thuộc về thiên khải bí cảnh. Khế ước rất tàn khốc, đối với yêu tộc hoàn toàn bất công. Một khi ký kết, sinh mạng sẽ gắn kết với nhau, nếu như chủ nhân gặp nạn, yêu thú khế ước phải dâng mạng ra trước. Mà quá trình ký kết lại còn có nguy hiểm, nếu như hai bên không thể hoàn toàn tự nguyện, yêu thú sẽ chết ngay tại chỗ. Cho nên từ xưa đến nay, cực ít có yêu thú nào cùng con người ký kết huyết khế ước. Nhưng lần này không giống như thế, chúng nó đã quan sát một nam một nữ này thật lâu. Hai người đều là thánh linh văn, tính cách cũng không tệ lắm, nhất là thiếu niên kia, lại còn có thể luyện chế huyết đan thần kỳ. Hiệu quả của huyết đan cơ hồ còn tương đương với thú nguyên, nếu như mỗi ngày có thể dùng huyết đan, tất nhiên sẽ thay ra đổi thịt, rèn luyện huyết mạch. Giống. Tiểu tiểu kim hầu đứng ở trên tế đàn trong tộc phát ra tiếng hò hét hùng hậu. Hơn vạn yêu hầu vờn ở xung quanh chúc phúc. Một tháng, hẳn là Tô Triệt đã có được thánh huyết rồi. Khương Phàm đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn rừng mưa tươi tốt. Làm sao tìm được Tô Triệt? Dạ An Nhiên mang theo nụ cười thản nhiên trên mặt gương xinh đẹp, lần đầu tiên có một cảm giác chờ mong muốn thể hiện ra thực lực của mình. Để Tô Triệt tới tìm chúng ta. Khương Phàm hướng về dưới núi phóng tới. Tiếp tục thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, chúng ta không thể đợi quá lâu trong này, một tháng nên trở về, nắm chặt thời gian. Hắn có thể tưởng tượng được, trong rừng rậm có rất nhiều cường giả đang chờ hắn ở cánh rừng đầu kia.
hắn sẽ không đi qua đó, hắn nhất định phải rời xa nơi đó hơn mấy ngàn vạn dặm, chờ Tô Triệt nghĩ hết biện pháp tìm kiếm hắn. Dựa theo tốc độ của kim sĩ đại bằng, bay hơn vạn dặm hoàn toàn có thể bỏ rơi cái đám gia hỏa vọng tưởng ngồi mắt ăn bát vàng kia. Dạ An Nhiên theo sát phía sau Khương Phàm, nụ cười trên mặt không tự chủ lại càng sâu hơn. Càng ở chung lại càng kinh ngạc. Tư tưởng tiểu gia hỏa này rất sinh động để cho người ta ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng lại khiến cho người ta dễ chịu, cũng có thể trong lúc lơ đãng để cho hai mắt ngươi tỏa sáng. Dạ An Nhiên cũng không biết đây rốt cuộc là năng lực bẩm sinh, hay là thuở nhỏ ma luyện ra được. Đi mau, cứ thẳng về phía trước. Khương Phàm nhảy vọt giữa khu rừng, cảnh giác mãnh thú, cũng tìm kiếm linh quả đặc thù. Thiên khải bí cảnh tồn tại đã lâu, người tiến vào tương đối thưa thớt, cho nên nói không chừng ở chỗ nào đó liền có ẩn giấu bảo bối thần kỳ chăng. Đây cũng là một trong những điểm mê người của thiên khải bí cảnh. Đó là thanh xuân quả. Dạ An Nhiên bỗng nhiên dừng ở trước một thác nước, khí ẩm bao phủ sơn cốc, phồn hoa như gấm, cây xanh rậm rạp. Một loại trái cây nhìn không có gì đặc biệt lại để Dạ An Nhiên chú ý tới. Thanh xuân quả là cái gì? Khương Phàm bước nhanh tới. Thanh xuân quả, hay còn gọi là M nữ quả. Dạ An Nhiên đi đến sơn cốc, đến phía trước một gốc thực vật mảnh khảnh màu sắc rực rỡ. Cây nhỏ cao không quá 1 mét, dọc theo cây là 12 trái cây màu sắc khác nhau, những trái cây nhỏ ở phía trên kết cũng có màu sắc khác nhau. Thật đúng là thanh xuân quả. Loại linh quả này ở chợ đen La Phù có tiền mà cũng không mua được. Xanh cầm đầu, tím là cuối, dùng theo thứ tự, có thể khiến người ta mãi mãi thanh xuân, còn có thể để thân thể theo thứ tự bày biện ra 12 loại mùi thơm khác biệt. Dạ An Nhiên mặc dù còn nhỏ, nhưng lòng thích cái đẹp thì mọi người đều có, huống chi là kiều nữ như nàng đây. Người nhỏ như vậy mà đã chú ý cái này. Khương Phàm rất im lặng, còn tưởng rằng phát hiện bảo bối gì. Loại linh quả này đối với phụ nữ mà nói là bảo bối, đối với nam tử mà nói là thuốc độc. Là thế nào? Nó sở dĩ lại gọi M nữ quả, chính là chỉ thích hợp với nữ tử. Nếu như nam tử từ xanh đến tím, theo thứ tự ăn hết 12 quả sẽ ở trong 12 ngày ngắn ngủi, hoàn toàn biến thành nữ tử. Cái gì? Khương Phàm kinh ngạc, còn có loại linh quả như thế này. Không tin sao, ngươi lấy Diêm Lâu ra, để hắn lần lượt nếm thử. Dạ An Nhiên đem cả cây thanh xuân quả chuyển vào nhẫn không gian của mình, chờ tương lai lại dùng, nàng cũng không muốn thân thể dừng lại tại tuổi 14. Tìm một chút thứ hữu dụng. Khương Phàm rời khỏi sơn cốc, tiếp tục tìm kiếm linh quả linh thảo khó gặp ở bên ngoài. Ngươi nên thành thật một chút cho ta, nếu là dám hổ nháo, ta sẽ vụng trộm cho ngươi ăn thanh xuân quả. Dạ An Nhiên đuổi theo Khương Phàm, khó toát ra mấy phần thiếu nữ hồn nhiên hoạt bát. Khương Phàm lại kỳ quái nhìn nàng. Không thành thật, có ý gì? Không có ý gì, đi đường của ngươi đi. Dạ An Nhiên bất đắc dĩ. Linh khí thiên địa thật nồng nặc. Đợi hơn 3 giờ, Khương Phàm lại đi đến một mảnh mê vụ. Vừa muốn cảnh giác lui ra ngoài thì lại phát hiện mê vụ lại là linh khí thiên địa nồng đậm. Nơi này hẳn là bảo địa. Dạ An Nhiên đối với linh khí vô cùng mẫn cảm, sương mù hoàn toàn là do linh khí ngưng tụ nên. Khí hậu hay gió, linh khí đều rất cân đối. Không thể nào là do người làm nên. Tụ linh hoa. Khương Phàm đi giữa màn sương mù rất nhanh đã phát hiện được bí mật. Trong này vậy mà mọc ra rất nhiều linh hoa linh khí tự nhiên tụ tập. Một hai gốc chỉ tụ tập linh khí có hạn, nếu như tụ linh hoa lại xuất hiện thành đám thì có thể dẫn dắt linh khí tự nhiên hội tụ một chỗ trong phạm vi lớn. Răng rắc. Dạ An Nhiên dẫm lên một mảnh xương cốt nằm ở phía dưới lá khô. Hẳn là chết lâu rồi. Có thể là nơi này đã bị yêu thú nào đó chiếm đoạt. Khương Phàm cẩn thận từng ly từng tí hái tụ linh hoa trên mặt đất, chuẩn bị mang về Thiên Sư Tông bồi dưỡng. Nhẹ nhàng thôi, đừng gây ra thanh âm, chúng ta hái chút sẽ liền rời khỏi. Dạ An Nhiên cũng lặng lẽ hái tụ linh hoa, nếu quả thật có thể nuôi dưỡng được, 10 năm 8 năm sau, tụ linh hoa sẽ mọc đầy dược sơn, những ngọn núi của Thiên Sư Tông kia sẽ trở thành bảo địa. Làm ít công to tu luyện. Phạm vi sương mù còn lớn hơn so với bọn hắn tưởng tượng, linh lực thiên địa nồng đậm để Dạ An Nhiên đều có chút xúc động muốn ở lại bế quan. Nơi này cây rừng vô cùng tươi tốt, quanh năm thấm vào trong linh vụ, còn hiện ra tia sáng tự nhiên, giống như là đi đến tiên cảnh. Có chút là lạ. Khương Phàm bắt đầu cảnh giác, nơi này vô cùng an tĩnh,
an tĩnh giống như một tử địa. Mặc dù trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được xương cốt mãnh thú, còn có di hài của thí luyện giả, nhưng thời gian hình như đều đã rất lâu. Ở đó có một cái hẻm núi. Dạ An Nhiên chỉ vào thâm cốc như có như không trong sương mù. Đao Hoàng đi tới nơi đó thăm dò trước, lại đột nhiên chạy qua. Hẻm núi rất sâu, khắp nơi đều có tụ linh hoa. Một con cự mãng tráng kiện màu sắc rực rỡ đã gục ở chỗ này, thân nó dài chí ít 30 mét, vô cùng kinh người, nhưng đầu lại bị đâm thủng, đã chết rất lâu. Khương Phàm và Dạ An Nhiên hai mặt nhìn nhau. Đao Hoàng tiến vào bên trong cái đầu to lớn kia lấy ra thú nguyên to như nắm đấm, trở lại bên cạnh Khương Phàm giống như đang tranh công. Ta thay người giữ, ra ngoài lại dùng. Khương Phàm thu thú nguyên vào thanh đồng tiểu tháp, tiểu gia hỏa đã là ngũ trọng thiên đỉnh phong, không thể lại ăn bậy được. Thải mãng hẳn là lãnh chúa khu rừng này, bị người khác giết chết, linh quả. Dạ An Nhiên có chút tiếc nuối, trong hẻm núi treo đầy dây leo, nhưng linh quả phía trên lại bị hái được sạch sẽ, một quả cũng đều không còn. Hái nhiều tụ linh hoa một chút. Khương Phàm vừa muốn xoay người, Đao Hoàng đột nhiên phát ra rít nhẹ. Trong bóng tối sâu trong hẻm núi có một bóng người đang đứng đấy. Ai ở nơi đó? Khương Phàm và Dạ An Nhiên cảnh giác. Bóng người nhẹ nhàng đi tới, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, hoảng hốt nhìn bọn người Khương Phàm ở trước mặt mình. Ngươi làm sao thế? Khương Phàm khẽ nhíu mày, là bị thương sao? Ngươi làm sao, ta, thế nào? Thiếu niên thì thào nói nhỏ, con mắt ảm đạm không ánh sáng nhìn hẻm núi trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn ánh sáng lượn lờ giữa tầng mây. Ta, là ai? Con thải mãng này là ngươi giết? Khương Phàm quái dị nhìn thiếu niên trước mặt. Thải mãng, giết. Thiếu niên giật giật khóe miệng, đi về phía trước mấy bước. Đừng tới đây, đứng ở nơi đó. Khương Phàm cảnh giác thiếu niên, cũng ra hiệu Dạ An Nhiên và Đao Hoàng đề phòng nơi khác. Thiếu niên hoảng hoảng lảo đảo mấy bước, hít linh khí nồng nặc trong hẻm núi một hơi thật dài, nhắm mắt lại. Trên người hắn là thứ gì? Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Phàm. Thiếu niên mặc một bộ thân y phục bạc màu, toàn thân dính đầy dịch nhờn, tóc cũng đều ướt nhẹp dính chung một chỗ. Đây là thế nào? Từ trong bụng mãng xà bò ra sao? Khương Phàm nói với thiếu niên trước mặt. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên mở mắt, lần này không còn ảm đạm như vậy nữa, dần dần đã có chút sáng lên. Ta, hình như tên là, Lý Dần. Hình như, ngươi, mất trí nhớ rồi. Ta hẳn là tên Lý Dần, những thứ khác đều không nhớ rõ. Thiếu niên lại hít sâu linh khí trong không khí. Các ngươi là ai? Chúng ta đi ngang qua, tiện tay hái chút hoa cỏ. Đây là nơi nào? Nhà vị huynh đệ kia. Khương Phàm chỉ thải mãng bên cạnh. Nó chết rồi. Trên mặt thiếu niên không hề có chút ngạc nhiên hay cảm thấy kỳ lạ nào, khi thì hoảng hốt, khi thì mê mang, khi thì lại có mấy phần đau đớn, giống như đang cố gắng nhớ cái gì đó. Nơi này rất an toàn, người từ từ nghỉ ngơi, qua mấy ngày thì sẽ nhớ ra rồi. Khương Phàm cảnh giác thiếu niên, cũng tiện tay hái tụ linh hoa trên mặt đất. Thiếu niên nhìn động tác của Khương Phàm, cũng cúi người hái được vài đóa. Có thể ăn không? Ăn thì có chút lãng phí, tuy nhiên cũng có thể ăn. Ta quả thật rất đói. Thiếu niên đưa tụ linh hoa vào trong miệng, nếm nếm thử thì cảm thấy mùi vị không tệ, lại nắm lên một tay nhét vào trong miệng. Khương Phàm và Dạ An Nhiên hai mặt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhau quan sát thiếu niên trước mặt. Thiếu niên này hình như đói bụng thật, lấy từng bó lớn tụ linh hoa ăn như hổ đói. Những thứ này cũng có thể ăn sao? Thiếu niên nhìn thấy rất nhiều dây leo treo trên vách đá, cũng mở ra chút hoa. Chưa từng ăn, ngươi nếm thử hương vị thế nào? Thiếu niên vồ vài đóa xuống nhét tới trong miệng, lại lập tức phun ra. Đắng quá! Ta ở đây có một ít trái cây. Dạ An Nhiên lấy ra một ít linh quả hái được ở trên đường ở trong nhẫn không gian ném tới. Thiếu niên bắt được, từng ngụm ăn hết, sắc mặt tái nhợt rốt cuộc cũng khôi phục một chút huyết sắc, tinh thần cũng không còn uể oải nữa. Cảm ơn các ngươi. Ngươi thật là cái gì cũng đều không nhớ sao. Khương Phàm tiếp tục hái tụ linh hoa, nhìn không giống như là đang nói dối, hẳn là mất trí nhớ thật, mà ánh mắt rất tinh khiết, nhưng cũng rất bình thường. Không hề tà khí, trước khi mất trí nhớ hẳn là cũng không phải kẻ ác gì. Thiếu niên lắc đầu. Ta hình như có nhớ chút gì đó, lại hình như cái gì cũng đều không nhớ rõ.
đừng nôn nóng, từ từ sẽ nhớ thôi. Khương Phàm hái xong tụ linh hoa liền chào hỏi rồi rời khỏi hẻm núi. Sau này còn gặp lại, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Các ngươi muốn đi đâu? Nơi này là Thiên Khải Bí Cảnh, chúng ta đương nhiên là đi tìm bảo bối. Thiên Khải Bí Cảnh, tên rất quen. Ngươi tốt nhất là nên nghỉ ngơi mấy ngày ở nơi này trước đi, chớ nóng vội ra ngoài. Chờ một chút, các ngươi, có thể mang ta theo không? Ta có chút. Thiếu niên nhìn xung quanh hẻm núi, có chút khẩn trương, cũng có chút bất an. Chúng ta đang bị người khác truy sát đây, người đi theo sẽ không an toàn. Nhưng ta không muốn ở một mình. Nơi này rất an toàn, đi theo chúng ta ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Khương Phàm không muốn gây phiền toái, hắn đi ra khỏi sơn cốc, một bên hái tụ linh hoa, một bên rời khỏi mê vụ. Nhưng, hắn còn đang đi theo ở phía sau. Dạ An Nhiên quay đầu nhìn một chút, thiếu niên tên Lý Dần kia đang ở phía sau cách đó không xa. Một bên vừa hiếu kỳ lại mờ mịt nhìn rừng rậm xung quanh, một bên thì theo sát. Khương Phàm bất đắc dĩ. Mang theo hắn trước không? Nhìn cái dáng vẻ đần độn này, nói không chừng lúc nào cũng sẽ liền bị yêu thú ăn. Vậy thì mang hai ngày. Dạ An Nhiên vừa muốn quay đầu chào hỏi, sắc mặt hơi biến. Không được đụng nó. Lý Dần đang kỳ lạ nhìn Thực Nhục Hoa Kiều Diễm bên cạnh, tư thế kia giống như đang nghiên cứu xem ăn có ngon hay không. Hả? Lý Dần vừa muốn nhìn sang, đóa hoa trước mặt đột nhiên nuốt Lý Dần vào. Oa! Khương Phàm lần đầu tiên nhìn thấy Thực Nhục Hoa ăn người, lại có thể mở lớn như vậy. Oa cái gì mà oa, cứu người. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười. Khương Phàm chạy tới, đem toàn bộ Thực Nhục Hoa rút lên đến, móc Lý Dần ở bên trong ra. Bên hồ trong rừng cây, Khương Phàm nhìn Lý Dần đang rửa sạch thân thể. Ngươi không chú ý. Hắn đang tắm, ta chú ý cái gì? Dạ An Nhiên đưa lưng về phía hồ nước, có đôi khi nàng thật rất bất đắc dĩ, gia hỏa này giống như chưa từng xem nàng như nữ hài tử. Hắn không có linh văn. Ồ, dạ An Nhiên vô ý thức muốn quay đầu nhưng kịp nhịn được. Thời điểm hắn mới xuất hiện trên thân không hề có chuyển động của linh lực, sau khi ăn linh quả mới có phản ứng. Mấy quả linh quả ta cho hắn ăn kia đều không đơn giản, nó có thể lấp đầy linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Nhưng, hắn hình như vẫn chưa ăn no. Khương Phàm nhẹ giọng nói nhỏ. Ngươi muốn nói cái gì? Gia hỏa này có gì đó quái lạ. Đệ tử thánh địa đệ tử sẽ không hành động đơn độc. Vậy hắn, trước tiên cứ quan sát. Lý Dần tắm rửa xong, Khương Phàm cho hắn y phục sạch, mang theo tinh thần thoải mái đi đến trước mặt bọn hắn. Thoải mái hơn rồi. Khương Phàm và Dạ An Nhiên đều tỏa sáng hai mắt. Thiếu niên tuấn tú khá lắm, da thịt trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ, nhất là cặp mắt kia, sáng tỏ lại tinh khiết, giống như là hài nhi vậy. Có nhớ thêm được chút gì hay không? Khương Phàm tin tưởng cảm giác của mình, người này mặc dù có gì đó rất quái lạ, nhưng bản tính hẳn là cũng không tệ lắm. Vẫn là không có. Lý Dần lắc đầu, trong đầu trống rỗng. Đối với hai chữ thánh địa có ký ức không? Không có. Vậy đi thôi. Mấy ngày nay cứ đi theo chúng ta trước. Khương Phàm gọi Lý Dần đi cùng bọn hắn. Các ngươi tên là gì? Lý Dần bước nhanh đuổi theo, đối với hai người này dần dần có một loại cảm giác rất thân cận, ấm áp. Ta tên Đường Diễm, đây là Đường Linh. Phiền các ngươi rồi. Giờ khắc này, chỗ sâu hơn trong hẻm núi mà bọn hắn đã rời khỏi có một thiếu niên đang chống thân thể mệt mỏi lên, trong mắt thâm thúy lóe ra u quang màu xanh lá. Nếu như Khương Phàm Dạ An Nhiên về lại đây thì nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện người này và Lý Dần mà bọn hắn mang đi giống nhau như đúc. Thiếu niên lắc lắc cái đầu căng đau, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười. Thương Huyền Thiên Khải, ba vị thánh nô toàn bộ phân liệt hoàn tất. Không biết Thiên Khải Bí Cảnh đại lục khác đã tiến hành thế nào. Thiếu niên chống người lên, sau khi nhắm mắt lại hơi cảm nhận chút liền đi ra khỏi hẻm núi. Người gặp phải đều cũng không tệ lắm. Chúc các ngươi thuận lợi. 10 năm sau, ta lại tới tìm các ngươi. Ha ha, ha ha, ha ha. Khương Phàm mang theo Lý Dần trèo đèo lội suối, bôn ba rừng rậm, săn giết mãnh thú, cũng tìm kiếm linh bảo. Lý Dần cứ như là hài nhi mới sinh vậy, cái gì cũng không biết, ngạc nhiên nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh ở trước mặt, cũng chú ý cử động của Khương Phàm, thần thái, thậm chí là thả ra võ pháp. Sau 5 ngày, khi Khương Phàm đánh lui đàn sói đi mất,
Lý Dần trốn ở một bên từ từ mở tay phải ra. Hình như yêu thú nơi này càng ngày càng nhiều. Khương Phàm vừa muốn bảo Dạ An Nhiên rời khỏi lại phát hiện mặt mũi Dạ An Nhiên đang không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lý Dần bên cạnh. Lý Dần hiếu kỳ lại mừng rỡ nhìn hỏa diễm đang nhảy lên trên tay. Nho nhỏ, lại vàng óng ánh, giống như là tinh linh, mỹ diệu lại linh động. Khương Phàm khẽ nhíu mày, vừa nhìn đến trên trán Lý Dần, nơi đó lại xuất hiện từng đường vân màu vàng. Rất nhạt, cũng rất đơn giản, tựa như là chỉ mới vừa thức tỉnh, còn không có hình thành hình thái cụ thể. Ta cũng có thể ngưng tụ hỏa diễm. Lý Dần huy động năm ngón tay, dẫn dắt ngọn lửa màu vàng nhảy lên đầu ngón tay, trên khuôn mặt trắng nõn đầy kích động mà cười tươi. Dạ An Nhiên nhìn về Khương Phàm, vẻ mặt nghiêm trọng. Kim viêm, trùng hợp sao? Không chỉ có ngưng tụ ra hỏa diễm, còn ra hiện linh văn. Đây là cái tình huống quỷ dị gì đây? Khương Phàm đi tới, nhìn linh văn của Lý Dần ở khoảng cách gần. Nói đơn giản thì rất đơn giản, chính là mười mấy kim văn đan vào một chỗ, nói phức tạp là bởi vì hoàn toàn nhìn không ra đấy là cái gì, giống như còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, linh văn còn chưa hoàn chỉnh. Ngươi vẫn không có nhớ được cái gì sao? Khương Phàm càng ngày càng cảm giác kỳ quái. Vừa mới đầu còn có chút mơ hồ, bây giờ trong đầu ngay cả vết tích cũng không có. Ngươi có thể dạy ta võ pháp không? Lý Dần mở tay trái ra, cũng phóng xuất ra một ngọn lửa màu vàng. Ngươi nhớ lại rồi nói sau. Bọn hắn lại tiếp tục đi, Lý Dần ngưng tụ hỏa diễm không biết mệt, thử phóng thích ra bên ngoài. Mỗi khi Khương Phàm chiến đấu, hắn luôn luôn chăm chú nhìn, nhìn đến mức không hề nháy mắt một cái, sau đó lại thử nghiệm khống chế hỏa diễm cũng hình thành hình dáng mãnh hổ. Lại qua 5 ngày, bọn hắn đi tới phía trước một tòa đại sơn nguy nga. Núi cao 5.000 mét, thẳng đến mây xanh, như muốn tiếp xúc với bầu trời, khí tức bàng bạc tràn ngập thiên địa, đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng đều cảm thấy nhỏ bé. Quang huy bao phủ trên núi tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí cuồn cuộn. Cách rất xa đều có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm. Thảm thực vật ở đó đều tươi tốt xa so với nơi khác, cây rừng cao lớn không gì sánh được, cao đến mấy trăm mét cũng đều có thể thấy được ở khắp nơi. Phía trước núi có một tấm bia đá khí phái đứng vững, phía trên khắc lấy bốn chữ lớn Hồn Thiên Thánh Địa. Nơi này là lãnh địa của Hồn Thiên Thánh Địa. Khương Phàm ngước nhìn ngọn núi nguy nga này. Nơi Chu Thanh Thọ là uống trộm nước tắm, chính là linh tuyền trong lãnh địa của Vô Hồi Thánh Địa. Nơi này dựng cả bia đá Hồn Thiên Thánh Địa, hẳn là thuộc về Hồn Thiên Thánh Địa. Trên núi hình như có rất nhiều người. Dạ An Nhiên chỉ vào mây mù lượn lờ trên núi cao, khắp nơi có thể thấy được năng lượng cường thịnh khuấy động toàn thân. Hộ giả của Hồn Thiên Thánh Địa. Khương Phàm khẽ nhíu mày, Hồn Thiên vậy mà lại đưa vào nhiều người như vậy. Lúc này, bên cạnh trong cánh rừng đi ra mấy nam nữ tử, đi thẳng tới ngọn núi đó. Các ngươi là người của Hồn Thiên Thánh Địa. Khương Phàm đứng cách rất xa quát lên. Bọn hắn lần lượt dừng lại. Chúng ta làm sao có tư cách vào Hồn Thiên Thánh Địa? Các ngươi đây là muốn đến Dược Sơn sao? Nơi này đã từng là lãnh địa của Hồn Thiên Thánh Địa tại Thiên Khải Bí Cảnh, là vườn thuốc của bọn họ, hơn trăm năm trước lại đột nhiên từ bỏ. Vì sao? Thánh Địa làm việc, làm sao lại giải thích với người ngoài? Trên Dược Sơn có pháp trận đặc biệt. Linh lực vô cùng nồng đậm, rất nhiều người chuẩn bị đột phá đều muốn tới nơi này. Bọn hắn nói xong cũng đi đến Dược Sơn. Dược Sơn vô cùng hùng vĩ, phạm vi đã hơn 3.000 mét. Người đi đến đều tự giác tìm một chỗ an tĩnh, yên lặng ngồi đấy, phun ra nuốt vào linh khí và dược khí. Nơi tốt như vậy tại sao lại từ bỏ? Khương Phàm cảm thấy kỳ lạ liền đi đến Dược Sơn. Trên núi tỏa ra ánh sáng lung linh, khắp nơi có thể thấy được các loại bảo dược. Nhưng đều là thường gặp ở bên ngoài, cho đến khi đi đến độ cao ngàn mét, rốt cuộc cũng không giống với lúc trước. Mùi thuốc thật nồng. Bọn người Khương Phàm nhìn không được mà thở sâu. Mùi thơm ngát xông vào mũi, xung quanh đều là linh khí, như mây như khói, linh quang như mang, khí lãng cuồn cuộn thật chói mắt. Linh quả ở nơi đây lại càng nhiều, còn có rất nhiều loại vô cùng hiếm thấy. Tuy nhiên đều đã bị hái đi. Không hổ là vườn thuốc của Thánh Địa. Khương Phàm nhận ra tên của rất nhiều loại thực vật đặc biệt, đều là thiên tài địa bảo cả, hẳn là Hồn Thiên Thánh Địa tự phân chủng loại. Tại sao Hồn Thiên Thánh Địa lại muốn từ bỏ? Dạ An Nhiên tiện tay triển khai mây mù trước mặt, đang muốn đi tới phía trước nhưng bất chợt sửng sốt một chút.
Đây là... Khương Phàm rung động nhìn một màn trước mắt. Bọn hắn đứng ở độ cao 2.000 mét, nơi này mây mù dày đặc bao quanh ngọn núi, bọn hắn vốn cho rằng có thể tiếp tục đi lên, lại phát hiện trước mặt lại là một gốc cây. Một cây đại thụ thật cao khủng bố thẳng đến trời đang cắm sâu rễ tại đỉnh núi Dược Sơn. Nói cách khác, Dược Sơn này thật sự chỉ có 2.000 mét, 3.000 mét phía trên lại là một cái cây to lớn. Từ dưới núi nhìn không ra là bởi vì phía trên quấn đầy dây leo tráng kiệt, treo nhiều loại linh quả, che đậy bộ dáng lúc đầu. Mà, cái cây này là cây chết, độ cao 3.000 mét cũng chỉ là thân cây, ở có một số bị một loại lực lượng kinh khủng nào đó đánh vỡ nát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là Dược Sơn, hay là núi chôn giấu lấy cái cây này đây? Nó đã từng hùng vĩ đến mức nào chứ? Dạ An Nhiên đứng ở gần bên, khó có thể tưởng tượng được quy mô của nó. Xung quanh tất cả đều là rễ già tráng kiệt, giống như là cự mãng đang uốn lượn, lại cắm sâu rễ vào Dược Sơn. Thân cây đều to đến ngàn mét, rễ cây sẽ là quy mô gì đây? Nói không chừng bên trong Dược Sơn 2.000 mét dưới chân tất cả đều là rễ già. Đây là thiết thụ sao? Khương Phàm dùng sức gõ gõ thân cây đang hiện ra ô quang, đều đã chết không biết bao nhiêu năm tháng rồi mà vẫn còn cứng rắn như sắt. Ta chưa nghe nói qua cây cối có thể dài đến quy mô như vậy. Dạ An Nhiên lắc đầu, cây cối cao ngàn mét ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, nhưng lại cao hơn nữa thì là vô cùng hiếm thấy, còn thân cây to ngàn mét giống như vậy thì khó có thể tưởng tượng được. Khương Phàm ngước nhìn bầu trời, có một suy đoán. Lúc trước, thời điểm Thiên Khải Bí Cảnh vừa xác lập quy tắc, từ trên trời giáng xuống lực lượng hủy diệt tiêu diệt vô số sinh linh mạnh mẽ. Cái cây này vô cùng có khả năng là chết ở thời kỳ đó. Chết trên vạn năm rồi. Khương Phàm đi dọc theo vết nứt trên cây chết. Chỉ là một cái khe mà thôi liền cho người ta một cảm giác đang đi đến hẻm núi thâm sơn. Trong này cũng trải rộng nửa sợi đằng già, sinh trưởng lên những đóa hoa xinh đẹp và những loại linh quả hiếm thấy. Đây không phải Dược Sơn, đây là vườn ươm giống. Linh hồn đan hoàng đột nhiên nhắc nhở Khương Phàm. Có ý gì? Khương Phàm khẽ giật mình, không hiểu rõ ý của đan hoàng. Hồn thiên thánh địa hẳn là muốn phục sinh cái cây này. Cây này còn chưa có chết. Hẳn là chết rồi, nhưng loại đại thụ thông thiên này, sinh mạng lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù chết, cũng sẽ giữ lại một chút hy vọng sống. Linh hồn đan hoàng trầm mặc một lát, lại nói. Ngọn núi này trồng linh quả linh thảo, ngoại trừ tụ linh thì chính là dưỡng hồn, khác một chút chỉ là che giấu thôi. Bọn hắn lập xuống bia đá hồn thiên thánh địa, nghiêm cấm người ngoài tiến vào, nhưng thật ra là muốn mượn danh nghĩa xây dựng Dược Sơn để phục sinh cổ thụ. Nhưng, trải qua vô số đời cố gắng thì vẫn thất bại. Khương Phàm rung động lắc đầu, thánh địa thật biết tính toán, đại thụ như vậy nếu như trùng sinh tất nhiên sẽ có năng lực thông thiên. Cũng có thể là đã thành công. Làm sao ngài biết? Nếu bọn hắn đã cố gắng mấy trăm năm thậm chí càng lâu hơn thì không có khả năng dễ dàng buông tha. Coi như từ bỏ, cũng không cần thiết cả tòa Dược Sơn này cũng không cần. Bởi vì nơi này là ở Thiên Khải Bí Cảnh, Dược Sơn lại bố trí pháp trận, không cần bao nhiêu người đóng giữ, cứ giữ lại là được rồi. Ánh mắt Khương Phàm lấp lóe. Trừ phi bọn hắn thật đã đạt được mục đích, nhưng không phải phục sinh cả cây đại thụ, mà là nuôi dưỡng ra mầm cây mới. Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Linh hồn đan hoàng mặc dù chỉ là hồn niệm, nhưng lại có rất nhiều ký ức, cũng có được ý nghĩ của riêng mình. Cũng có thể chính là mầm cây, nếu như có thể một lần nữa nuôi dưỡng được nhất định có thể trở thành hộ giả của toàn bộ thánh địa, mà còn có thể tồn tại mấy ngàn năm hoặc trên vạn năm. Khương Phàm nói xong liền muốn rời khỏi, trong đầu lại chợt toát ra một ý nghĩ. Hồn thiên thánh địa từ bỏ nơi này trăm năm rồi. Cự linh trận ở nơi này vẫn tồn tại. Có thể còn có mầm cây mới hay không? Khương Phàm lập tức vùi đầu kiểm tra thảo linh hoa trong cái khe linh, không có phát hiện mầm mống đặc biệt nào, hắn lại nhảy đến bên ngoài bắt đầu đào hố. Ngươi đang tìm cái gì? Dạ An Nhiên kỳ lạ nhìn Khương Phàm, làm sao đột nhiên có tinh thần thế này? Lý Dần quay đầu nhìn Khương Phàm một chút, lại tiếp tục hái linh quả linh thảo xung quanh, không quan tâm mà cứ đưa vào trong miệng. Hắn rất đói, vô cùng đói. Giống như ăn thế nào cũng đều không đủ no. Khương Phàm chọn lấy một cái rễ già vô cùng to lớn mà đào hố, nhưng đào không bao lâu thì lại phát hiện vấn đề. Rễ ở trong ngọn núi này đã gãy mất. Khương Phàm leo ra, dọc theo một sợi rễ khác mà đào.
Sau khi đào mấy chục mét thì cũng phát hiện cái rễ này cũng đã đứt. Liên tiếp thử mười mấy lần, tất cả những sợi rễ chôn sâu ở trên núi này đều bị vô tình chặt đứt. Hồn Thiên Thánh Địa hẳn là đã nuôi được mầm mống rồi. Bọn hắn hao phí thời gian lâu đến như vậy là để đại thụ sẽ được sinh trưởng mới, nhưng không muốn lại có người đánh chú ý tới cổ thụ, trước khi từ bỏ dược sơn thì đã chặt đứt tất cả rễ cây, triệt để phế nó đi. Linh hồn Đan Hoàng khẳng định suy đoán của mình. Nếu có thể nuôi dưỡng ra được một mầm, nói rõ đại thụ còn có sinh cơ, nói không chừng sẽ có cái thứ hai thì sao? Khương Phàm chợt có tinh thần hơn, tiếp tục ra sức đào. Linh hồn Đan Hoàng rất bất đắc dĩ. Dạng cây cối này có thể nuôi dưỡng ra mầm cây mới chẳng khác nào là luân hồi trùng sinh, cũng hao hết chút sinh cơ còn sót lại sau cùng trước khi chết, là không thể nào lại có cái thứ hai, nếu không tại sao Hồn Thiên Thánh Địa lại muốn từ bỏ nơi này, bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp tục nuôi dưỡng mà. Ta đào để xem. Tình huống kỳ diệu như vậy cũng không thấy nhiều, đụng phải thì cứ thử một chút. Nếu như đào được coi như kiếm lời, không đào được thì dù sao cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian. Khương Phàm ở trong ngọn núi tiếp tục đào, đào đến đào đi, làm không biết mệt, mười phần nhiệt tình. Đứa nhỏ như ngươi thật là. Linh hồn Đan Hoàng rất bất đắc dĩ, có đôi khi thật không biết nên nói là nên nể phần sức lực của này Khương Phàm hay nên nói tính tình Khương Phàm quá quật cường. Giống thời điểm lúc ấy hắn mạo hiểm trở về Tây Cương, khư khư cố chấp, không tiếc đem cô giam lại, càng trực tiếp từ bỏ lời mời chào của Thánh Địa. Giống như khi luyện đan. Vì nghiên cứu đan thuật mà hắn hơn 100 ngày không ngủ không nghỉ. Còn có, chính là Khương Phàm tự mình nói, lúc trước vị Diêm Bá thần bí kia trước khi đi đã để hắn xông xáo rừng rậm, đem sinh tồn lắng đọng thành bản năng. Chỉ một câu như vậy mà đứa nhỏ này lại thật ở đại hoang huyết luyện 8 năm. 8 năm, lúc đó vẫn chỉ là hài tử mấy tuổi. Linh hồn Đan Hoàng đoán chừng trong lòng Khương Phàm đã mang theo cái phần cường quật kia rồi. 8 năm huyết luyện không chỉ có lắng đọng bản năng sinh tồn, còn tăng thêm cái phần chấp nhất kia. Nhưng, lúc linh hồn Đan Hoàng đang thở dài Khương Phàm quật cường, Khương Phàm đột nhiên ngừng tay. Tiền bối, người đã nghe chưa? Ánh mắt Khương Phàm lấp lóe trong bóng đêm, cẩn thận lắng nghe cái gì đó. Có âm thanh, thanh âm rất non nớt. Linh hồn Đan Hoàng sờ nhẹ vào linh hồn Khương Phàm, cảm nhận được tình huống bên ngoài. Khương Phàm tiếp tục đào xuống một thời gian, âm thanh đã biến mất. Phương hướng không đúng. Khương Phàm tranh thủ thời gian lại đào đến những phương hướng khác. M thanh yếu ớt kia lại xuất hiện. Đào. Đan Hoàng lập tức thúc giục. Khương Phàm hất ra móng vuốt, ra sức đào lấy. Mấy chục mét, mấy trăm mét. Rốt cuộc âm thanh cũng trở nên rõ ràng, đang cứng rắn khuếch tán trong nham thạch. Phía dưới có cái gì đó. Hảo tiểu tử. Riêng ta thì nể cái phần kiên trì này của ngươi đấy. Đào đi, nhanh nhanh nhanh, cố giữ vững tính cách này, ngươi có thể thành đại sự. Linh hồn Đan Hoàng hoàn toàn quên đi mình trước đó đang rất rung động, thúc giục Khương Phàm tiếp tục đào hướng. Hắn kỳ thật mơ hồ đoán được thân phận cái cây đại thụ thông thiên này, nếu quả thật có thể tìm kiếm được mầm non, lại bồi dưỡng cho trưởng thành, tương lai vậy đơn giản. Khương Phàm đào lại đào, âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc cũng. Khương Phàm cố gắng đào ra một cái, hố nhỏ, ở trong ngọn núi. Bên trong hố nhỏ là một đầu rễ cây cuối cùng nhất. Phía trên đầu rễ cây này đã bị chém đứt, nhưng nó đâm xuống quá sâu, giống như đâm xuyên qua cả tòa dược sơn này, sâu dưới lòng đất, ven đường sinh ra vô số sợi rễ. Tại vị trí cuối cùng này vậy mà lại xuất hiện một đoạn rễ tươi mới. Toàn thân sợi rễ phát sáng, trên dưới phân nhánh, giống như là hình người. Tiểu gia hỏa vô cùng có sức sống, vậy mà phát ra tiếng kêu kỳ lạ, trùng kích hai bên tạo ra một cái hố nhỏ. Thật đúng là đã sinh ra rễ mới. Cái này mặc dù không phải là mầm mống, nhưng sợi rễ đã thành hình, xem như là một sinh mạng độc lập. Linh hồn Đan Hoàng khó có thể tin, đây chính là kỳ tích của sinh mạng. Rốt cuộc đây là cây gì? Khương Phàm kích động càng rung động. Chỉ là một sợi rễ mà thôi. Vậy mà tại muốn, độc lập, tốn sức muốn tránh ra từ trên rễ. Ta đoán chừng là thiết long cổ thụ, cũng có thể gọi là thiết huyết chiến thụ, còn có tên khác là thông thiên long cốt, là thụ yêu trời sinh trong hoàng tộc. Tại thời đại chúng ta đã từng xưng bá qua. Trời sinh hoàng tộc. Khương Phàm có thể nghe ra được phần cảm thán trong giọng điệu của linh hồn Đan Hoàng,
nhưng trong trí nhớ hắn lại không có mảy may vết tích nào liên quan tới đại thụ này. Ngươi nghe tên thì biết, chỉ cần bọn chúng có thể trưởng thành liền có thể khống chế cả một mảnh rừng rậm, tính tình bọn chúng dữ dằn, vô cùng hiếu chiến. Rễ của bọn chúng có thể biến thành chân, tùy ý đi đây đi đó, nhánh cây có thể làm cánh tay, cuồng chiến bát phương. Tốt thay cho một gốc chiến thụ. Khương Phàm kinh ngạc, cái này so ra còn hung mãnh hơn cả yêu thú. Bọn chúng có thể cao dài vạn mét, còn có thể hấp thu tinh hoa đại địa, thân thể khỏe mạnh. Tại thời đại của ta, thiết long cổ thụ mạnh nhất, trạc cây có thể mở ra thiên khung, thân thể có thể ngạnh kháng vạn đạo thần binh. Tuy nhiên cái gì? Khương Phàm ngạc nhiên nhìn tiểu gia hỏa, quả là bảo bối tốt. Tiểu gia hỏa này không dễ nuôi, quá trình trưởng thành của nó cần hút số lượng lớn, kim, nguyên lực, tốt nhất là trực tiếp trồng ở quặng sắt, hoặc có thể là mỏ kim loại. Tiền kỳ hấp thu, kim, nguyên lực càng nhiều, càng quý giá, càng đặc biệt, tiềm lực của nó sẽ càng lớn. Cái này dễ thôi. Khương Phàm không để ý, nếu đã tới tay thì có thể cam đoan cho ăn no mây mẩy. Linh hồn đan hoàng cũng không có nói thêm nữa, chẳng quản nó có thể trưởng thành đến tình trạng gì, nếu đụng phải loại hoàng tộc nguyên thủy thì chính là thiên đại cơ duyên, lấy đi rồi lại nói sau. Khương Phàm cẩn thận từng ly từng tí cố kéo đứt rễ thân. Tiểu gia hỏa sững sờ, giơ đầu, lên nhìn Khương Phàm trước mặt, bộ dáng vô cùng linh tính. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở. Chớ nóng vội ra ngoài, trước hết để cho nó quen thuộc với người đã. Toàn thân tiểu gia hỏa tản ra huỳnh quang màu xanh biếc lại tinh khiết như nước, nó run run người, nhảy đến trên người Khương Phàm, phát ra âm thanh chi chi. Khương Phàm nhìn kỹ, từ chỗ nào phát âm thanh vậy? Khương Phàm, người thật, đã đào được bảo bối rồi. Linh hồn đan hoàng rất rung động, cảm thấy may mắn vì Khương Phàm đã kiên trì, nếu không cơ duyên to lớn như thế này sẽ sượt qua người mất. Khương Phàm nhẹ nhàng điểm tiểu gia hỏa một chút, cười nói. Ta chính là muốn chạm tìm vận may, nhân sinh mà, xác thực cần phải kiên trì. Linh hồn đan hoàng rất tán thưởng, hoàn toàn quên đi những cái, bất đắc dĩ, trước đó của mình. Ngoại trừ hiếu chiến ra nó còn có năng lực gì khác không? Công dụng kỳ diệu của thiết long cổ thụ nhiều lắm, ngươi cứ từ từ phát hiện đi, ta cũng không muốn nói nhiều. Linh hồn đan hoàng không nói thêm lời, rốt cuộc ở trong lòng cũng đã làm quyết định. Hắn phải bồi đứa nhỏ này trưởng thành. Hắn phải chứng kiến tương lai của đứa nhỏ này, hắn càng phải tự mình nhìn một chút, khung cảnh thiết long cổ thụ mở ra thiên khung, gào thét khiến cho hoàng tộc thiên hạ rung động. Đây là cái gì? Lúc Dạ An Nhiên nhịn không được muốn leo đến trong hố tìm Khương Phàm thì cuối cùng Khương Phàm cũng đi ra. Nhặt được bảo bối. Khương Phàm đụng đụng tiểu gia hỏa trên vai, kích cỡ chỉ tương đương ngón cái, không nhìn kỹ còn không nhìn thấy. Cảm ơn. Lý Dần mỉm cười. Đưa tay bắt lấy, nhét vào trong miệng. Ngươi, chết tiệt, ngươi phun ra cho ta. Khương Phàm sững sờ, luồn một chân lên, đá vào trên bụng Lý Dần. Oa a! Lý Dần vội vàng không kịp chuẩn bị, quỳ trên mặt đất, đem, sợi rễ, vừa nuốt xuống phun ra. Ai nói cho ngươi là cái gì cũng đều có thể ăn. Khương Phàm tranh thủ thời gian nhặt, sợi rễ, lên, cẩn thận từng ly từng tí lau đi dịch nhờn phía trên. Không phải đào cho ta sao? Lý Dần đau đến ngoác mồm. Đây là cái gì? Lần đầu tiên Dạ An Nhiên nhìn thấy Khương Phàm khẩn trương như vậy. Con ta. Sau khi Khương Phàm xác định sợi rễ không việc gì, liền vui vẻ cười nói. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, làm nửa ngày, người ở bốn chỗ đào hố là đi đỡ đẻ cho Dược Sơn sao? Hồn Thiên Thánh Địa tính sai rồi, hắc hắc, rời khỏi nơi này trước. Trên đường đi ta giải thích cho cô nghe. Khương Phàm lấp xong hố liền mang theo Dạ An Nhiên và Lý Dần rời khỏi Dược Sơn. Ta cần làm sao mới cho nó ăn được đây? Trên đường, Khương Phàm thỉnh giáo Đan Hoàng. Linh hồn Đan Hoàng đạo. Mỏ kim loại làm món chính, vũ khí làm điểm tâm. Đừng sợ lãng phí, chỉ cần có thể nuôi nấng nó lớn lên, tất cả lãng phí của ngươi đều là đáng giá. Nó đây là coi như rễ, hay là mầm cây? Chỉ có thể coi là dễ, chờ ngày nào đó nó mọc ra mầm non, mới có thể xem như là mầm cây. Nói như thế nào đây, thật giống như tương lai ngươi để Dạ An Nhiên hoài. Khương Phàm đang khiêm tốn thỉnh giáo thì Đan Hoàng lại ngừng lại. Được rồi, tự ngươi hiểu đi. Hoài cái gì? Khương Phàm kỳ quái,
ngược lại là hỏi lại. Không có gì, tự mình hiểu đi. Ta không hiểu được, ngài kiến thức rộng rãi, các vấn đề đều có nghiên cứu. Vấn đề này ta không có nghiên cứu. Vậy thì giới thiệu đơn giản thôi, tự ta hiểu. Linh hồn đan hoàng trầm mặc một hồi. Ngươi coi nó như là quả trứng, là sinh mạng, nhưng còn không có phá xác. Thế này sao, đã hiểu. Khương Phàm chạy ra rất xa, sau khi xác định bốn phía không có nguy hiểm, liền đem, sợi rễ, từ trong ngực ra. Dạ An Nhiên, Đao Hoàng, Lý Dần đều tiến đến phía trước, ngạc nhiên nhìn tiểu gia hỏa, hoạt bát, trên tay Khương Phàm. Cái này gọi thiết long cổ thụ, cũng có tên là thiết huyết chiến thụ, thông thiên long cốt. Khương Phàm hưng phấn giới thiệu tình huống của tiểu gia hỏa cho bọn hắn. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nó tương lai cũng sẽ trưởng thành đến mấy ngàn mét cao sao? Nó còn có thể mình đi lại sao? Cao mấy ngàn mét, mấy ngàn nhánh cây, còn có thể đi tới khắp nơi. Dạ An Nhiên khó có thể tưởng tượng hình ảnh kia, lại có thể cảm nhận được thật sâu tiềm lực của loại thụ yêu này, trách không được Khương Phàm lại kích động đến như thế. Lý Dần kinh ngạc trừng to mắt, tiểu gia hỏa chỉ lớn chừng ngón cái, tương lai có thể phá tời sao? Thế giới này quá điên cuồng. Chuyện ta biết rất nhiều. Khương Phàm bưng lấy tiểu gia hỏa, cười tươi như hoa. Bảo bối, đây thật sự là đại bảo bối. Ngươi biết nhiều lắm. Dạ An Nhiên im lặng, đụng phải loại chuyện đó liền xem như giả vờ ngây ngốc sao. Có phải cô có một thanh kiếm hay không? Khương Phàm ngẩng đầu nhìn Dạ An Nhiên. Làm gì? Thức ăn của nó là sắc, cho nó ăn. Khó mà làm được, đó là kiếm của mẫu thân ta. Vậy sao? Khương Phàm gãi gãi đầu, nhớ tới Hoa Vị Ương và Diêm Lâu trong Thanh Đồng Tiểu Tháp, lập tức luồn ý thức vào. Đem nhẫn không gian của ngươi ra đây. Khương Phàm tìm được Diêm Lâu đang tạm giam một mình. Nằm mơ. Diêm Lâu khôi phục khí sắc không ít, mặt âm trầm ngồi ở trong góc. Nhẫn không gian của hắn không phải phàm phẩm, không chỉ có không gian 300 mét, còn có thể tự hấp thu linh khí trong thiên địa. Bên trong có núi có hồ có thác nước, hoa cỏ cây cối. Linh điểu ngư trùng, tựa như là một tòa sơn cốc tĩnh mịch. Bên trong còn có rất nhiều đan dược, linh bảo, đấy là bảo khố của hắn. Thả ta ra, ta muốn cùng ngươi quyết đấu công bằng. Diêm Lâu chống người lên, bị bại quá oan uổng, uất ức đến mức mỗi khi hắn nhớ tới đều có thể tức đến nội thương. Đường đường Thánh Linh Văn, một trong ngũ đại thiên kiêu Ly Hỏa Thánh Địa lại bị người khác ngược nửa chết nửa sống. Nếu như là luận võ bình thường thất bại thì cũng có thể chịu được. Mấu chốt là hắn từ đầu đến cuối ngay cả sức phòng thủ cũng đều không có, ngay cả cơ hội thi triển thực lực chân thật đều không có, còn ngay trước mặt vài trăm người. Cái này khó tránh khỏi sẽ khiến cho hiểu lầm người khác, Diêm Lâu hắn không có gì hơn cái này, Thánh Linh Văn không có gì hơn cái này. Ngươi không xứng bàn bạc công bằng, đem chiếc nhẫn giao cho ta, nếu không, hình như ngày đó ngươi tự mình nói, phương thức giải trừ liên hệ trực tiếp nhất chính là ngươi chết đi. Khương Phàm đối với gia hỏa này không hề cảm tình, cũng không cần thiết phải khách khí. Giết ta, ha ha, ngươi dám không? Bây giờ ngươi còn sống phóng khoáng tự tại, nhưng chỉ cần rời khỏi Thiên Khải bí cảnh, Ly Hỏa Thánh Địa sẽ lập tức giải lệnh truy sát đầy thiên hạ. Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta là thánh địa luyện đan, số lượng luyện đan sư là nhiều nhất trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, cũng là cường đại nhất. Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta kết giao bằng hữu nhiều vô số kể, chỉ cần chúng ta mở miệng. Bọn hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp điều tra thân phận của ngươi, diệt sạch gia tộc, tông môn ngươi. Lực ảnh hưởng của Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta vượt xa vô hồi, linh kiếp và hồn thiên. Ngươi, gây nhầm người rồi. Diêm Lâu đứng ở trong lồng giam mờ tối tìm kiếm lấy bóng dáng Khương Phàm. Hắn là cao ngạo, nhưng hắn có vốn liếng cao ngạo, Ly Hỏa Thánh Địa làm việc cường thế, nhưng xác thực có vốn liếng cường thế. Lồng giam lâm vào an tĩnh. Sợ sao? Ha ha, muộn rồi, ngươi phải chết, toàn tộc ngươi đều phải chết, bọn hắn đều sẽ bởi vì ngươi mà chết, coi như ngươi quỳ ở trước mặt Ly Hỏa Thánh Địa, hô ra ra gọi tổ tông, cũng sẽ không được tha thứ. Diêm Lâu cao ngạo đứng đấy, không cầu xin tha thứ, cũng không có để Khương Phàm thả hắn ra ngoài. Bởi vì không bao lâu nữa, Khương Phàm liền sẽ nhận chế tài của Ly Hỏa Thánh Địa, mình sẽ được Thánh Địa đón về một lần nữa. Nhưng, Diêm Lâu đã đợi lại đợi. Hơn nửa ngày đều không có lại truyền đến Khương Phàm thanh âm. Người đâu? Gương mặt Diêm Lâu có chút run rẩy, hỗn đản này lại không nhìn đến hắn rồi.
Khương Phàm xác thực không tiếp tục để ý tới Diêm Lâu, mà là đem ý thức phóng tới trong lồng giam bên cạnh. Hoa Vị Ương bị Khương Phàm giày vò sợ đã ngoan ngoãn giải trừ liên hệ với nhẫn không gian. Nàng là đệ tử thiên tài trong Xích Tiêu Cung, thân phận lại đặc biệt, vũ khí linh đan bên trong cũng không kém. Thanh kiếm này hình như không tệ. Khương Phàm đem đồ trong nhẫn không gian đều tung ra đến, nhặt lên một thanh trường kiếm. Tiểu gia hỏa đã nhận ra khí tức kim loại, vui sướng nhảy tới trên thân kiếm. Hai cái chân nhỏ như sợi rễ thăm dò mấy lần ở phía trên, từ từ, dính, ở bên trên, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của bọn người Khương Phàm và Dạ An Nhiên thì liền, đâm, vào. Toàn thân, sợi rễ, lấp lóe huỳnh quang, thân thể, thẳng tắp, vui sướng lay động, chậm chạp lại mạnh mẽ hấp thu chất liệu kim loại bên trong lợi kiếm. Lợi kiếm oanh động, tia sáng dần dần ảm đạm. Đại khái qua nửa giờ, một thanh bội kiếm của đệ tử thân truyền Xích Tiêu Tông liền biến thành một mảnh sắt vụn, nhẹ nhàng đụng một cái thì đã rơi đầy ra trên đất. Dạ An Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, vậy mà cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Đây mới chỉ là một sợi rễ thôi. Thật là lợi hại. Khương Phàm vừa mừng vừa sợ, nhỏ như vậy mà đã có uy lực này, sau khi lớn lên còn cao đến đâu đây, không hổ là hoàng giả trời sinh. Tiểu gia hỏa giống như vẫn chưa thỏa mãn. Vòng quanh Khương Phàm nhảy tới nhảy lui. Khương Phàm dứt khoát đem đồ sắt trong nhẫn không gian của Hoa Vị Ương thu vào thanh đồng tiểu tháp, cũng đưa tiểu gia hỏa vào bên trong. Tùy tiện ăn đi. Chuyến này ngươi tới Thiên Khải bí cảnh quá đáng giá. Dạ An Nhiên rung động không thôi, mặc dù xác thực đã chọc phải kẻ địch, nhưng thu hoạch lại quá lớn. Ngươi còn không có nhớ được chút gì sao? Khương Phàm hỏi Lý Dần ở bên cạnh. Đầu trống rỗng. Lý Dần lắc đầu. Thật sự không nhớ nổi cái gì. Chúng ta qua mấy ngày nữa sẽ rời khỏi, ngươi làm sao bây giờ? Có thể mang ta cùng rời khỏi không? Vậy không được. Vì sao? Kẻ địch của ta rất nhiều, đi theo ta không có chỗ tốt. Ta có thể giúp ngươi, ta cảm giác các ngươi rất thân thiết, có một cảm giác không nói được. Thiên Khải bí cảnh rất nguy hiểm, nếu không cứ mang hắn về đi. Mặc dù Dạ An Nhiên cảm thấy Lý Dần cổ quái. Nhưng ở chung được vài ngày như vậy, hẳn là có thể xác định không phải kẻ xấu gì. Nếu như giống Diêm Lâu hay Lục Thanh Tuyệt như thế, cho dù mất trí nhớ thì kiêu ngạo vẫn còn tận trong xương tủy, cũng sẽ làm cho người ta chán ghét. Huống chi, bọn hắn còn có Nạp Lan Thanh Cảnh mà. Để Nạp Lan Thanh Cảnh và Lý Dần ở chung mấy ngày, nếu quả thật có vấn đề thì đuổi đi cũng không muộn. Khương Phàm cũng nghĩ đến Nạp Lan Thanh Cảnh. Tốt thôi, giới thiệu cho ngươi mấy người bạn. Có thể gặp được các ngươi, thật tốt. Lý Dần lộ ra nụ cười sán lạn, chân thành lại tinh khiết. Khương Phàm và Dạ An Nhiên cũng nhịn không được mà lộ ra nụ cười, gia hỏa này ngoại trừ có chút cổ quái, nhưng kỳ thật lại cho người ta cảm giác rất dễ chịu. Khi bọn hắn đang nhàn nhã thoải mái trong rừng rậm, Tô Triệt đi hơn vạn dặm bí cảnh, lấy được hai giọt thánh huyết, về tới nơi chạm mặt với Khương Phàm lúc trước. Cùng lúc đó, số lượng lớn đệ tử thánh địa, còn có hơn 300 vị thí luyện giả, đều đã tụ tập đến gần đó. Trên danh nghĩa là chứng kiến, trên thực tế là chuẩn bị đoạt lấy. Nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy Khương Phàm xuất hiện. Tô Triệt nhớ lại hầm đá yêu hầu Khương Phàm đề cập tới, hắn đi qua hỏi thăm, được cho biết vài ngày trước đã rời khỏi. Tô Triệt không có nhiều thời gian chờ như vậy, hắn cưỡi kim sĩ đại bằng rời khỏi, tự mình tìm kiếm Khương Phàm. Đuổi theo, nhanh nhanh nhanh, đuổi theo. Khẳng định là Đường Diễm nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, cố ý chạy đến những nơi khác. Theo sát Tô Triệt, chỉ cần Đường Diễm tìm được hắn, chúng ta liền đi tới. Đi theo Tô Triệt chuẩn không sai, hắn nhất định có thể tìm được Đường Diễm. Đám người bạo động, phóng tới trong rừng rậm giữa các dãy núi, có một số liền dứt khoát cưỡi lên mãnh cầm, đuổi theo ở trên không. Ta đã nói rồi. Khương Phàm không thể nào đần độn tới giao dịch. Chớ nhìn hắn bình thường dữ dằn, nhưng kỳ thật rất xảo quyệt. Tiêu Phượng Ngô theo sát ở phía sau, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa. Thánh địa đệ tử thật cao ngạo, đều đã vài ngày như vậy, vậy mà Úy Thiên Lang đều không có nhìn thẳng những người bọn hắn đây một chút chớ nói chi là phát hiện ra hắn. Hắn hận không thể đến phía trước Úy Thiên Lang đi hai vòng, hỏi một câu, huynh đệ, nhìn quen mắt không? Hai ngày sau. Sau khi Khương Phàm liên tiếp đào mấy chục hố đất, rốt cuộc cũng đào được một quặng sắt, chôn rất sâu, mà phạm vi thì lại rất lớn.
Tiểu gia hỏa vui sướng đâm sợi rễ xuống. Hai sợi rễ tinh tế lại non nớt, còn có thể tùy tiện tiến vào bên trong sắt đá cứng rắn, thật sự là kỳ diệu. Đặt tên cho nó đi. Dạ An Nhiên ngồi trong hố sâu, thưởng thức dáng vẻ tiểu gia hỏa hấp thu khoáng thạch. Thiết Long. Cái khác đi. Cái tên này cũng không tệ. Ngươi là thật lười. Lúc này, một tiếng gáy to rõ đột nhiên từ bầu trời phương xa truyền đến, thanh âm mát lạnh chói tai, vang động núi sông, rõ rõ ràng ràng truyền vào hố sâu dưới mặt đất này. Đao Hoàng cảm nhận được kích thích huyết mạch quen thuộc, nó nhìn về phía hư không nơi xa rít gào. Tô Triệt tới, các ngươi ở lại, ta đi nghênh đón thánh huyết. Khương Phàm rời khỏi hố sâu, nhìn qua bầu trời phương xa. Kim Sí Đại Bằng giống như mặt trời nở rộ, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, từ bầu trời xa xôi bay tới. Phía sau mặc dù đi theo một vài con linh cầm nhưng lại ở tận mấy chục dặm, cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng. Khương Phàm xông vào rừng rậm, sau khi phóng tới hơn 10 dặm liền vươn ra hỏa rực, xông về không trung. Năm giọt thánh huyết. Tô Triệt đứng ở trên lưng Kim Sí Đại Bằng thần tuấn, đem hộp gấm chứa năm giọt thánh huyết ném cho Khương Phàm. Khương Phàm mở hộp gấm ra lần lượt cẩn thận kiểm tra. Tô Triệt nhắc nhở Khương Phàm. Mặc dù thánh huyết quý giá, nhưng không cần quá ỷ lại, một giọt là đủ. Ta không cần thánh huyết, năm bằng hữu, một người một giọt. Đây chính là thánh huyết, cho bằng hữu sao? Ngươi, không có bằng hữu sao? Tô Triệt ta, có gia tộc, có thánh địa, không cần bằng hữu. Ngươi là không giao tiếp được bằng hữu sao? Khương Phàm cười lắc đầu. Tiếp tục kiểm tra thánh huyết. Kẻ yếu, mới cần bằng hữu. Thật sao, ý nghĩ rất đặc biệt nha. Khương Phàm cất hộp gấm vào thanh đồng tiểu tháp, cũng đem thú nguyên thanh bằng to lớn ném cho Tô Triệt. Chúc mừng, thi thể thanh bằng phối hợp thú nguyên thanh bằng, nhất định có thể để cho huyết mạch kim bằng của ngươi thay đổi lớn. Ta chuẩn bị vì muội muội ta. Tô Triệt kiểm tra thú nguyên, sau khi xác định không có gì không trọn vẹn thì cũng thu vào. Gia giáo đại diễn thánh địa không sai, so với những thánh địa như Ly Hỏa thánh địa kia mạnh hơn nhiều. Chờ một chút, người đi ngay sao? Còn muốn làm giao dịch khác à? Ta chỉ cần thú nguyên thanh bằng, những thứ khác không cần. Ta chỉ là hiếu kỳ, người làm sao chuẩn bị rời khỏi thiên khải bí cảnh? Cái này không đơn giản sao? Thiên khải bí cảnh của Thương Huyền Đại Lục tổng cộng có 5 nơi, thông hành thời gian là dịch ra. Chờ khi ta muốn rời khỏi thì sẽ đến thông đạo khác rời khỏi. Khương Phàm cười cười, nói. Bọn hắn cho rằng ta cái gì cũng không biết, kỳ thật, thứ ta biết càng nhiều hơn so với bọn hắn. Sau một tháng, đúng là thời điểm bên chúng ta mở ra thiên khải bí cảnh, ngươi có thể mượn đường nơi đó. Ngươi là đang mời. Khó được đụng phải người có ý tứ, chết quá đáng tiếc. Nếu có hứng thú, ngươi có thể đến ta đại diễn thánh địa ngồi một chút. Tô Triệt cưỡi Kim Sí Đại Bằng bay lên không mấy ngàn thước, trong nháy mắt đã biến mất ở sâu trong tầng mây. Một ngày ngắn ngủi, Thiết Lung cổ thụ vậy mà đã hút hết năng lượng quặng sắt cứng rắn biến thành đá bình thường. Tiểu gia hỏa giống như có chút thay đổi, nhưng cũng lại hình như không có thay đổi gì. Lý Dần, ngươi vào trong thanh đồng tiểu tháp của ta ở trước một thời gian. Chúng ta có hành động, khả năng không chiếu cố không ngươi được. Khương Phàm đem Thiết Long cổ thụ và Lý Dần thu vào thanh đồng tiểu tháp, nhanh chóng rời khỏi hố đất. Tính toán thời gian, Chu Thanh Thọ hẳn đã đều gom bọn người Tiêu Phượng Ngô lại với nhau rồi, hắn muốn xem tình huống, nên xử lý đám người hồn thiên thánh địa kia như thế nào. Số lượng lớn những người thí luyện vượt qua các dãy núi, lướt qua các cánh rừng đuổi theo Kim Sí Đại Bằng. Nhưng Kim Sí Đại Bằng càng ngày càng xa, rất nhiều người đều lần lượt từ bỏ. Còn đuổi sao? Bọn người Thác Bạc Hoàng Kiên chỉ tới cuối cùng. Thấy đám người xung quanh càng ngày càng ít, bọn hắn đều không có lòng tin lại đuổi tiếp. Rất có thể Đường Diễm lộ mặt ở trên không ngay lập tức đã lấy thú nguyên ra giao dịch, sau đó lặng yên không tiếng động rời khỏi. Ta hoài nghi bọn hắn đều đã giao dịch rồi. U Dương Yên bỗng nhiên cảm giác bọn hắn có chút ngu xuẩn, làm sao lại như vậy tự cho là Đường Diễm sẽ ở ngay trước tất cả mọi người mà giao dịch chứ. Ta lãng phí thời gian dài như vậy. Cũng không phải muốn cùng các ngươi hồ nháo. Úy Thiên Lang tức giận, dày vò lâu như vậy, ngay cả bóng dáng Đường Diễm cũng không thấy. Nếu quả như thật mất dấu, thánh huyết cơ bản coi như vô duyên. Thác Bạt Hoàng cau chặt lông mày. Ngươi đuổi theo cái tên Tiêu Phượng Ngô kia 2 tháng, không phải đang lãng phí thời gian sao?
Thác Bạt Hoàng, ngươi không phục. Ta chỉ cảm giác ngươi không cần thiết quá kiêu ngạo. Không sai, là chúng ta mời ngươi tới, nhưng mời ngươi tới là muốn cùng một chỗ chia sẻ thánh huyết, không phải xin ngươi đến bố thí trợ giúp, đến chế giễu chúng ta. Thác Bạt Hoàng trực tiếp đối đầu với Úy Thiên Lang, hỏa khí nhẫn nhịn mấy ngày cũng nhịn không được nữa. Ngươi hẳn là nên cảm tạ chúng ta lúc này còn muốn nhận ngươi, không phải ngửa đầu quệt miệng, nhận định chúng ta muốn cúng bái ngươi. Tốt, rất tốt. Úy Thiên Lang vung tay lên. Đã có người không chào đón, chúng ta đi. Dừng lại, bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Chúng ta đều đã đuổi tới nơi này, lại kiên trì thêm mấy ngày nữa, nói không chừng có thể đuổi theo bọn hắn. U Dương Yên lập tức ngăn cản. Úy Thiên Lang nghiêm mặt, đang muốn rời đi. Thác Bạt Hoàng lại hừ lạnh. Hắn là cảm giác không đuổi kịp, không có hy vọng, mới tìm lấy cớ muốn rời khỏi, nếu như thánh huyết đang ở trước mắt, người bổ hắn hai đao hắn cũng sẽ không đi. Không có ta, các ngươi càng không có hy vọng. Úy Thiên Lang không để ý U Dương Yên đang ngăn cản, hắn lập tức mang theo các đệ tử thánh địa rời khỏi. Nhất định phải náo thành thế này. Hắn đi, chúng ta còn đuổi thế nào? U Dương Yên rất bất mãn thái độ Thác Bạt Hoàng. Không đuổi kịp. Mặc dù Thác Bạt Hoàng không cam tâm, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng đã sớm rời khỏi tầm mắt bọn hắn rồi. Rất có thể Đường Diễm vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó, chờ Kim Sĩ Đại Bằng hất đuổi tất cả mọi người sau đó mới xuất hiện. Còn có hy vọng. U Dương Yên nhìn qua phương xa, đau đớn lại xoắn xuýt. Thánh huyết, nếu như có thể có được toàn bộ, nhất định có thể để linh hồn trọng thương của nàng nhanh chóng khôi phục. Không có hy vọng. Thác Bạt Hoàng lắc đầu. Kỳ thật vào cái ngày khi Kim Sĩ Đại Bằng rời khỏi truy tìm Đường Diễm là hắn đã biết không có hy vọng. Ngươi dễ nổi giận như vậy rồi. Ý của ta là, không cần thiết lại đuổi, phải có những cách khác dẫn Đường Diễm xuất hiện. Ngươi có cách? Không có, nhưng chúng ta có thể từ từ suy nghĩ, cũng có thể chậm rãi chờ đợi. Đường Diễm không phải đệ tử thánh địa thật vất vả với tiến đến một lần, không đến ngũ trọng thiên đỉnh phong là sẽ không dễ dàng rời khỏi. U Dương Yên xoắn suýt trong chốc lát, thở dài nói. Chỉ có thể như thế thôi. Đường Diễm muốn đến ngũ trọng thiên, không thể nào chỉ trong vòng nửa năm. Chúng ta từ từ đuổi, luôn có thể đợi cơ hội. Thác Bạt Hoàng bình phục cảm xúc, vừa muốn trấn an U Dương Yên, nơi xa lại truyền đến tiếng oanh động kịch liệt cùng với tiếng gầm gừ tức giận. Đó là giọng của Úy Thiên Lang. Bọn người U Dương Yên hơi biến sắc, lập tức cùng các đệ tử thánh địa tiến lên. Sau khi Úy Thiên Lang rời khỏi không bao lâu liền bị người khác cản lại. Ta là Thanh Phong, đội trưởng phân đội thứ tư, các ngươi sẽ không biết ta. Thanh Phong từ trong rừng rậm đi ra, vừa cười vừa nói. Úy Thiên Lang khẽ nhíu mày, không biết. Từ đầu đến cuối đều không có chú ý bọn thí luyện giả này. Có chút ấn tượng, chuyện gì? Các đệ tử bên cạnh miễn cưỡng gật đầu, bọn hắn cũng không chú ý, nhưng nhìn thì lại thấy hơi quen mắt. Đây là đội chúng ta, đây là vừa rồi mới. Thanh Phong vừa muốn giới thiệu, chợt phát hiện, đội viên, cùng người, mới tới, phía sau đều mang mặt nạ lên. Chuyện gì? Các đệ tử nhíu mày đánh giá hai người, mang cái mặt nạ là có ý gì? Người, mới tới, nói. Chúng ta có chuyện tìm Úy Thiên Lang. Chuyện gì? Úy Thiên Lang đánh giá người, mới tới. Người, mới tới, hạ giọng nói. Ta biết người các ngươi truy sát là ai? Đường Diễm? Không phải, một người khác. Cái kia, Tiêu Phượng Ngô. Úy Thiên Lang mừng rỡ, cái tên phá sự này đã giày vò hắn 2 tháng. Chính là hắn. Người, mới tới, đi lên phía trước, lại bị đệ tử khác ngăn lại. Người, mới tới, đẩy đệ tử đó ra. Nhường một chút, cảm ơn. Các đệ tử lại ngăn hắn lại. Bỏ mặt nạ xuống. Ta thật không tiện. Bỏ xuống. Ta thật không tiện. Bỏ xuống. Người, mới tới, do dự một lát, tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt thanh tú. Không phải người nào khác, chính là Khương Phàm. Sau khi Khương Phàm vụng trộm cùng bọn người Tiêu Phượng Ngô chạm mặt đã thực hiện kế hoạch mạo hiểm, sau đó cứ như vậy mà Đường Hoàng đứng ở trước mặt bọn hắn, lại còn mỉm cười. Bởi vì, hắn đã đoán trước được đám người này chưa thấy qua hắn. Đừng nói là Úy Thiên Lang. Ngay cả Thác Bạt Hoàng và U Dương Yên chỉ đều là gặp qua Khương Phàm 1-2 lần mà thôi, hơi thay đổi dung nhan lại mặc giày thêm chút y phục, có đứng ở trước mặt bọn hắn thì bọn hắn cũng đều chưa hẳn có thể kịp phản ứng được.
Khương Phàm đẩy tên đệ tử còn chưa kịp phản ứng kia ra, trực tiếp đi tới trước mặt Úy Thiên Lang. Còn tên gia hỏa mang theo mặt nạ ở phía sau không phải người lạ, hắn chính là Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô theo sát Khương Phàm, xuyên qua các đệ tử. Không phải những đệ tử này chủ quan, là bọn hắn thật không nghĩ tới, Đường Diễm, sẽ trực tiếp tới tìm bọn hắn, càng không có nghĩ tới cái tên hỗn đản bọn hắn đau khổ đuổi bắt 2 tháng quá cứ như vậy mà xuất hiện. Có phải người đuổi giết tên Tiêu Phượng Ngô hay không? Khương Phàm đứng ở trước mặt hắn, lưu ý linh văn của Úy Thiên Lang. Lại là một con đầu sói toàn thân quấn lôi điện màu tím, cái này tương đương với song linh văn. Trách không được có thể lấy lục phẩm linh văn, cùng 2 vị thánh văn Thác Bạt Hoàng, U Dương Yên kia đặt song song làm đại biểu thiên tài của Hồn Thiên Thánh Địa. Không sai, hắn lúc ấy tự xưng là Tiêu Phượng Ngô. Ngươi nhận rõ ràng được hắn không? Lúc ấy hắn đánh lén, nhìn không rõ ràng, nhưng nếu như gặp lại, ta nhất định có thể nhận ra hắn. Tự tin như vậy, ngữ khí đây của ngươi là thế nào? Ngươi biết mình đang nói chuyện cùng ai không? Úy Thiên Lang rất cao ngạo, bình thường ngay cả đệ tử trong thánh địa hắn đều không để ý tới, cái tên không biết từ nơi nào xuất hiện này lại còn dám nói chuyện với hắn như thế. Ta thật phục những đệ tử thánh địa các ngươi đây, có phải có chút quá cao ngạo rồi hay không? Các ngươi nên rời khỏi thánh địa đi ra bên ngoài lịch luyện mấy năm. Mỗi ngày ở trong thánh địa, hưởng thụ các tài nguyên, hưởng thụ sự ủng hộ của một đám người, ngoại trừ tu luyện thì chính là luận võ, các ngươi đã trải qua khảo nghiệm sinh tử chân chính chưa? Khương Phàm đều thay bọn hắn đáng thương, tự cao tự đại, cuồng ngạo phách lối, tự cho rằng lưng tựa tên thánh địa thì không có bất cứ kẻ nào dám khiêu khích. Chết tiệt, người bị đổ nước vào não rồi sao? Úy Thiên Lang cau chặt lông mày, không biết từ đâu lại xuất hiện một tên ngu xuẩn. Đây là đang giáo huấn hắn sao? Xem mình là cái gì rồi? Ta à, là vì tốt cho ngươi thôi. Khương Phàm đưa tay tháo mặt nạ của Tiêu Phượng Ngô bên cạnh xuống. Quen biết không? Hắc hắc, đã lâu không gặp. Tiêu Phượng Ngô nhe răng cười, mặt đất dưới chân băng liệt, đá vụn loạn tung tóe, 2 chân hắn ép chặt mặt đất. Nháy mắt đã tấn công, hắn nắm chặt trọng quyền đánh thẳng đến Úy Thiên Lang. Là ngươi? Sắc mặt Úy Thiên Lang đại biến, nhưng căn bản không kịp né tránh. Bành! Nắm đấm của Tiêu Phượng Ngô mang theo lực lượng bạo tạc kinh khủng đánh vào phần bụng Úy Thiên Lang. Thân thể Úy Thiên Lang bỗng nhiên cong lên, phía sau lưng đều nhô ra cả một đường cong, miệng mở lớn, nước bọt văng ra, bị đánh bay một đường. Khương Phàm triển khai hỏa dược trong nháy mắt mang theo liệt diễm nóng hổi đưa tay bóp lấy Úy Thiên Lang, kéo hắn phóng tới không trung. Tiêu Phượng Ngô phóng lên bắt lấy mắt cá chân Khương Phàm, nhìn các đệ tử thánh địa phía dưới hô to. Mấy ca, đừng tiễn nữa. Các ngươi là... Úy Thiên Lang đau đến méo mặt, không đợi hắn phản kháng tránh thoát, Khương Phàm đã nâng móng vuốt bên trái bỗng nhiên đập vào trên gáy của hắn. Con mắt Úy Thiên Lang đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Bọn họ là ai? Các đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa đều sửng sốt một chút, một hồi sau mới bỗng nhiên biến sắc. Đường Diễm. Đó chính là Đường Diễm. Hỗn đản này có bệnh sao? Phụ mẫu nó, có thể bắt người như thế sao? Cái này thì ai phòng được? Quá phách lối rồi. Thánh Địa đệ tử vừa sợ vừa giận, hoang mang rối loạn đuổi theo. Thanh Phong cứ thế đứng nguyên tại chỗ, nhìn đệ tử Thánh Địa phóng đi xa. Lại nhìn lại đoàn liệt hỏa lao vùn vụt giữa bầu trời kia. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Hỏa rực màu vàng, biểu tượng của Đường Diễm. Hắn ép buộc thiên tài thánh địa. Trong đầu hắn nhét gan hổ sao? Quá độc ác, không có ai chơi như hắn vậy cả. Thanh Phong gian nan nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trái phải một cái, nhanh chân phóng đi. Xảy ra chuyện gì? Bọn người Thác Bạc Hoàng vội vã đuổi tới. Ở đối diện chặn ngăn Thanh Phong đang kinh hoàng thoát khỏi hiện trường. Mặt mũi Thanh Phong trắng bệch, gấp gáp hô to gọi bậy. Không liên quan đến ta, thật không liên quan đến ta. Là một tên trong đội chúng ta, đột nhiên kéo bằng hữu tới, mời ta dẫn bọn hắn đuổi kịp Úy Thiên Lang. Nói cái gì, đúng rồi, nói là bọn hắn biết người Úy Thiên Lang truy sát ở đâu, có thể lĩnh thưởng. Ta không muốn nhiều như vậy, ta chỉ mang bọn hắn tới, ai biết. Thanh Phong đều muốn khóc. Nói điểm chính. Ai đưa bằng hữu tới, kéo bằng hữu tới làm gì? U Dương Yên lớn tiếng quát tháo. Chính là một tên trong đội ngũ chúng ta, từ ban đầu đã có ở đó rồi.
Ta không biết tên là gì, ta thật không biết. Không, bây giờ biết. Hắn rất có thể chính là Tiêu Phượng Ngô, chính là cái tên khiêu khích Húy Thiên Lang kia. Thanh Phong cảm giác đầu lưỡi mình đều có chút không bị khống chế. Thác Bạt Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Phong. Hắn kéo bằng hữu nào tới? Thanh Phong đưa vẻ mặt cầu xin. Nếu ta không có đoán sai, thì chính là Đường Diễm. T. Các đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa hít vào ngụm khí lạnh. Đường Diễm. Đường Diễm phối hợp tên Tiêu Phượng Ngô kia bắt sống Úy Thiên Lang. Cứ quang minh chính đại đi đến trước mặt như vậy, rồi bắt đi. Tên này thật đúng là điên. Còn có thể bắt người như thế sao? Bọn hắn đối với Thánh Địa không có kính sợ dù chỉ là một tơ nào sao? Tiêu Phượng Ngô cùng Đường Diễm là một đám. Thác Bạt Hoàng cau chặt lông mày, lại nói, tên gia hỏa không muốn mạng kia không thấy xuất hiện ở chỗ nào, thì ra là kéo đoàn đến đây. Đuổi! U Dương Yên lập tức kêu gọi đám người đuổi theo. Tuyệt đối không thể để Đường Diễm mang theo Úy Thiên Lang đi, bằng không khi bọn hắn trở về sẽ không có cách nào bàn giao với sư tôn trong Thánh Địa. Đây chính là liên quan đến mặt mũi của Thánh Địa. Ngươi sẽ xử lý Úy Thiên Lang như thế nào? Na Yêu mang theo bọn người Chu Thanh Thọ tìm được Khương Phàm. Ánh mắt các nữ đệ tử Vô Hồi Thánh Địa phức tạp nhìn Khương Phàm. Thiên tài Thánh Địa, nói bắt liền bắt, dễ dàng như vậy sao? Sẽ không liên lụy Vô Hồi Thánh Địa. Khương Phàm mở hộp gấm ra, đem bình ngọc chứa 5 giọt thánh huyết đưa cho Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ, Tiêu Phượng Ngô, Cổ La, còn có Chu Thanh Thọ. Cảm ơn ca ca. Khương Uyển Nhi kích động hung hăng ôm lấy Khương Phàm, thánh huyết, trước đó đã tận mắt nhìn thấy qua thánh huyết từ trên trời giáng xuống, nhưng bị cường giả các phương điên cuồng cướp đi, bọn hắn ngay cả tư cách nhúng tay đều không có. Không nghĩ tới, ca ca vậy mà lại thay nàng chuẩn bị một giọt. Cổ La kích động hai mắt tỏa ánh sáng, thánh huyết, nghe nói linh nguyên cảnh sơ kỳ có thể được đến một giọt sẽ được gột rửa linh hồn, khỏe mạnh thân thể, kích phát tiềm lực linh văn, công dụng kỳ diệu vô tận. Ngươi cứ như vậy phân. Các nàng Na Yêu giật mình nhìn một màn này. Ta không cần. Khương Phàm dùng hạt sen địa tâm hỏa liên, thân thể đã được rèn luyện tốt rồi, tác dụng thánh huyết cũng không lớn. Dùng như thế nào, trực tiếp ăn sao? Tiêu Phượng Ngô kích động nhất, nếu như có thể được thánh huyết hỗ trợ, bất luận là thú linh văn hay là thân thể đều sẽ được thay xương đổi cốt, thay đổi toàn diện. Ta đã dùng qua, để ta cho các ngươi một số chú ý. Dạ An Nhiên gọi bọn hắn đi đến bên cạnh, giới thiệu công hiệu, còn có thời điểm phải hấp thu cần phải chú ý những gì. Các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa trơ mắt nhìn, trong lòng đều là hâm mộ. Ta rất thận trọng thỉnh cầu ngươi, đừng lại làm lớn chuyện. Ngươi đến tìm kiếm cơ duyên, không cần thiết trêu chọc nhiều kẻ địch như vậy. Na Yêu lôi kéo Khương Phàm đi đến bên cạnh, nghiêm túc nhắc nhở hắn. Thân phận của ngươi không thể nào giấu mãi được, chỉ cần Ly Hỏa Thánh Địa cẩn thận tra, không đến mấy tháng liền có thể tra được La Phù, tra được Thiên Sư Tông. Đệ tử Ly Hỏa ngươi tàn sát trước đây, Vô Hồi không có lý do gì để bảo đảm ngươi. Cho dù có sư tôn, Vô Hồi nhiều nhất cũng chỉ có thể thay ngươi hòa giải, còn không khẳng định sẽ có hiệu quả gì. Nếu như lại tính cả Hồn Thiên Thánh Địa, Vô Hồi thật không gánh nổi ngươi. Na Yêu thân ở Thánh Địa rất rõ ràng một ít quy củ và thái độ ở giữa các Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa bất luận là từ thực lực hay là lực ảnh hưởng, tất cả đều vượt xa Vô Hồi Thánh Địa. Mà Vô Hồi Thánh Địa những năm này đã tiêu hao rất lớn, thực lực giảm xuống rất nhiều, không phải chuyện cực kỳ bất đắc dĩ, Thánh Chủ sẽ không nguyện ý xung đột cùng Ly Hỏa Thánh Địa. Ta biết được nặng nhẹ, bởi vì Ly Hỏa Thánh Địa suýt chút nữa giết Dạ An Nhiên, ta mới trả thù bọn hắn. Ta và Hồn Thiên Thánh Địa còn không có nghiêm trọng đến trình độ đó. Ta chỉ bắt địa Úy Thiên Lang, không có tính toán Thác Bạt Hoàng và U Dương Yên chính là muốn giải quyết vấn đề. Khương Phàm còn không đến mức hiếu sát như vậy. Hắn chỉ thử thái độ Úy Thiên Lang một chút trước xem sao, nếu có chỗ hòa hoãn thì không thể tốt hơn. Nếu như Úy Thiên Lang không nguyện ý, vậy thì không có gì đáng nói, trực tiếp ép buộc. Vậy là tốt rồi. Na Yêu thở phào một hơi. Nàng thật sợ Khương Phàm sẽ lỗ mãng. Như vậy đi, ta ra mặt hòa giải cho các ngươi một chút, tận lực không nên đem chuyện huyên náo quá lớn. Khương Phàm uyển chuyển cự tuyệt. Ta không muốn gây phiền toái cho Vô Hồi Thánh Địa, cứ để ta tự mình tới xử lý đi. Ngươi đã chọc giận tất cả. Trong mắt Thánh Địa các phương, toàn bộ La Phù đều là lãnh địa của Vô Hồi Thánh Địa, tất cả tông môn đều thuộc về Vô Hồi Thánh Địa.
Ngươi phách lối như vậy, trong mắt bọn hắn chính là xem ngươi đang dựa vào Vô Hồi Thánh Địa. Na Yêu là đệ tử Vô Hồi Thánh Địa, nhắc đến La Phù rất là bất đắc dĩ. Các thánh địa khác khống chế lãnh địa đều là có lực uy hiếp tuyệt đối, Vô Hồi Thánh Địa bọn hắn bởi vì chiếu cố đại hoang mà mấy trăm năm không có quản lý hay khống chế La Phù. Đến mức bây giờ rất nhiều người ở La Phù đều không biết đến Vô Hồi Thánh Địa, ngay cả những tông môn kia cũng chỉ kiêng kỵ mà không có nửa phần tôn trọng, càng đừng đề cập đến ủng hộ. Ta thử thái độ ý Thiên Lang trước một chút rồi lại nói. Khương Phàm ra hiệu bọn hắn rời khỏi trước, mang theo ý Thiên Lang đi đến giữa sườn núi. Ngươi chính là Đường Diễm, đầu tiên là tàn sát Ly Hỏa đệ tử, sau là lại đến đánh lén Úy Thiên Lang ta, rốt cuộc là ai cho ngươi cái sự to gan đó? Úy Thiên Lang chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị bắt sống, càng không nghĩ tới mình vậy mà lại bị bắt đi như thế này. Vô cùng nhục nhã, ta đưa ngươi đưa đến nơi này, có thể nói là bắt sống, cũng có thể nói là mời. Ngươi nghĩ là loại nào? Khương Phàm ngồi trên tảng đá. Lưu ý thể hiện và ánh mắt của Úy Thiên Lang. Có ý gì? Úy Thiên Lang chịu đựng đau nhức ở bụng cố gắng chống thân thể lên. Ta và Hồn Thiên Thánh Địa không có oán hận sâu lớn, ngay từ đầu chính là Thác Bạt Hoàng và U Dương Yên muốn cướp đồ của ta, không giành được thẹn quá hóa giận mà thôi. Ta không muốn lại cùng các ngươi có thêm hiềm khích quá lớn, cho nên muốn thông qua ngươi đến giải quyết chuyện này. Ha ha, ngươi mạo phạm Thánh Địa, còn muốn Thánh Địa thỏa hiệp. Ta nói chính là giải quyết, mà, không phải ta mạo phạm các ngươi, là các ngươi đang mạo phạm ta. Còn có, ta không phải đang yếu thế, nếu ta dám giết đệ tử Ly Hỏa thì sẽ không sợ Hồn Thiên Thánh Địa các ngươi. Hừ, Úy Thiên Lang hừ một tiếng, lại thật lâu không nói gì. Ta chỉ cảm giác chuyện không cần thiết nháo đến tình trạng ngươi chết ta sống, nhưng nếu các ngươi nhất định phải kiên trì như vậy, Đường Diễm ta cũng thể tiếp tới cùng. Quyền lựa chọn là ở trên tay ngươi. Chính ngươi tự quyết định. Khương Phàm không nhanh không chậm nói ra, biểu hiện rất tùy ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Úy Thiên Lang nhíu mày, có thể nhìn ra được gia hỏa này quả thật không sợ, nụ cười nơi khóe miệng như có như không còn giống như đang mong đợi hắn cự tuyệt. Nếu như ta thuộc về Thánh Địa, ngươi sẽ nguyện ý tiếp tục bàn bạc. Nếu như ta không thuộc về Thánh Địa, có phải không xứng hay không? Ha ha, bọn đệ tử Thánh Địa các ngươi đây thật sự đủ kiêu ngạo. Thánh Địa các ngươi rốt cuộc là bảo vệ dân chúng, hay là đang xem dân chúng như nô dịch? Có phải cảm giác phía dưới Thánh Địa, đều là run là dế, lẽ ra phải nên nhìn lên các ngươi, cung phụng các ngươi hay không? Coi như Thánh Địa lẽ ra đã đạt được dân chúng kính sợ, thế nhưng, Úy Thiên Lang ngươi mới mười mấy tuổi, ngươi lại từng làm qua việc nào bảo vệ dân chúng, ngươi có cái gì đáng để chúng ta tôn trọng? Ta không nói cho ngươi những thứ này, chỉ sợ ngươi cũng nghe không vào. Bây giờ có thể quyết định. Khương Phàm nhảy xuống khỏi tảng đá, ánh mắt dần dần lăng lệ. Chỉ cần Úy Thiên Lang gật đầu, hắn nguyện ý thả người, nếu như cự tuyệt, hắn lập tức kéo vào trong lao ngục tầng thứ hai của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Úy Thiên Lang cau mày suy nghĩ một hồi, dùng sức nắm chặt nắm đấm lại, sau đó lại buông lỏng ra. Ta nghe nói Thái Long ước chiến cùng ngươi. Đúng là có chuyện như vậy. Ngươi muốn đi sao? Không đi. Vì sao? Ta không tiếp nhận loại luận võ không có chút ý nghĩa nào này. Úy Thiên Lang nhìn chằm chằm Khương Phàm. Ngươi quả thực không phải người của Thánh Địa không bồi dưỡng ra tính cách như ngươi đây. Ngươi đồng ý giải quyết vấn đề rồi. Ta có hai điều kiện. Đầu tiên, giao tên hỗn đản mạo phạm ta ra. Thứ hai, nói lời xin lỗi với U Dương Yên, ngươi hủy hồn đao của nàng tương đương với hủy những năm nàng bỏ ra này. Ta ngược lại thật ra có thể nói lời xin lỗi với U Dương Yên, nhưng Tiêu Phượng Ngô không thể cho ngươi. Nếu như ta kiên trì, đó chính là ngươi không đồng ý giải quyết vấn đề, chúng ta trở lại ban đầu. Ta nắm lấy ngươi, đối kháng U Dương Yên, Thác Bạt Hoàng. Ngươi thật xem mình là vô địch đúng không? Ta không chỉ là chính ta còn có rất nhiều bằng hữu, nếu thật đứng lên đối kháng, ta có thể bảo đảm kết quả của các ngươi sẽ giống như Ly Hỏa Thánh Địa. Úy Thiên Lang trầm mặc thật lâu, mới nói. Ta đồng ý giải quyết vấn đề, cũng không phải là sợ ngươi, là ta đã lãng phí thời gian mấy tháng, không nguyện ý lại trì hoãn nữa. Hồn Thiên Thánh Địa khống chế Thập Vạn Đại Sơn, phạm vi lãnh địa trong hoang mãng nguyên cực lớn, La Phù và quỷ khắp xâm lâm, nếu thật là náo lên, kết quả cuối cùng của ngươi chính là chết. Khương Phàm không để ý uy hiếp trong lời nói của hắn,
đưa tay ra nói. Cứ quyết định như vậy đi. Úy Thiên Lang nhìn thoáng qua, mới đưa tay nắm chặt cùng Khương Phàm. Chuyện này dừng lại như vậy. Khương Phàm gật đầu nói. Ngươi có thể đi. Ta còn có điều kiện, ta muốn cùng ngươi so một trận. Ta thật không có hứng thú luận võ. Khương Phàm lắc đầu, bọn đệ tử thánh địa này cũng sẽ chỉ có luận võ thôi sao? Ngươi cứ như vậy mà bắt ta đi, ta không muốn mặt mũi sao? Ta đã là tứ trọng thiên, cảnh giới cao hơn so với ngươi. Nếu như không phải ta trì hoãn mấy tháng, cũng đã là tứ trọng thiên. Chúng ta bây giờ không luận võ, chúng ta đến Long Hổ Đài tại Thương Giác Sơn luận võ. Ta không đi. Ngươi phải đi, Long Hổ Đài có rất nhiều quy củ, ví dụ như, nếu như ngươi có thể lấy thân phận thí luyện giả thắng đệ tử thánh địa, ngươi có thể được che chở. Ồ, che chở như thế nào? Trong trí nhớ kiếp trước của Khương Phàm không có tình huống cặn kẽ như vậy. Bên trên Long Hổ Đài đánh bại được đệ tử thánh địa thì thánh địa đó trong vòng 3 tháng phải bất đắc dĩ bảo đảm không có bất cứ hình thức tổn thương gì với ngươi. Đây là phòng ngừa có người khiêu khích đệ tử thánh địa mà sau đó bị tính sổ. Đây cũng là để cổ vũ thí luyện giả khiêu chiến đệ tử thánh địa, cho các đệ tử thánh địa một cơ hội ma luyện. Úy Thiên Lang nói xong, chủ động vươn tay với Khương Phàm. Tiếp nhận không? 3 tháng. 3 tháng đầy đủ ngươi rời khỏi lại trốn đi. Xem ra ta phải đi một chuyến thật rồi. Cho ta chút thời gian, ta sẽ dẫn bọn người U Dương Yên, Thác Bạc Hoàng tới đây. Úy Thiên Lang ăn vào viên đan dược chữa thương, sau đó xuống núi. Na Yêu từ đằng xa đi tới, cười nói. Xem đi, đệ tử thánh địa không có không chịu nổi như vậy. Khương Phàm hỏi Na Yêu. Nếu như ta thắng Thái Long thì có thể được thánh địa che chở sao? Nếu như đệ tử thánh địa chủ động khiêu chiến, người quả thật có thể được che chở. 3 tháng. Nếu như thắng một người, chỉ có thể được 1 tháng. Nếu như có thể thắng 2 người, người quả thật có thể được 3 tháng an toàn. Na Yêu nhẹ gật đầu, xem ra Úy Thiên Lang có ý hòa giải thật. Nếu như sung sướng tiếp nhận điều kiện, ngược lại sẽ có vấn đề. Nhưng Úy Thiên Lang đưa ra lời khiêu chiến, có lẽ còn có chút không cam tâm, muốn tại Long Hổ Đài chiến thắng lấy lại mặt mũi. Rời khỏi Thiên Khải bí cảnh cũng được. Đương nhiên được rồi, nhưng, ngươi cần liên tục khiêu chiến Thái Long và Úy Thiên Lang. Một khi bại, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Na Yêu không đề nghị Khương Phàm đi qua đó, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như quả thật Úy Thiên Lang có tính toán gì trên Long Hổ Đài thì Khương Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Thương Giác Sơn ở đâu? Khương Phàm tính toán thời gian một chút, khoảng cách Thái Long khiêu chiến hình như chỉ còn hơn 20 ngày. Ngươi khẳng định muốn đi, kim giáp thánh văn của Thái Long vô cùng cường đại, không phải ta coi thường ngươi, nhưng ngươi và Thái Long vô cùng có khả năng sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Úy Thiên Lang leo lên Long Hổ Đài, ngươi còn ứng phó thế nào? Khương Phàm cười nói, ta không quan tâm mấy tháng an toàn kia, ta muốn xem rốt cuộc Úy Thiên Lang muốn làm gì. Sau đó không lâu, Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ, Cổ La, Tiêu Phượng Ngô, còn có Chu Thanh Thọ. Tất cả đều lần lượt hấp thu xong năng lượng thánh huyết, cảnh giới toàn bộ đều đột phá một trọng thiên. Nhưng so với đột phá cảnh giới, bọn hắn càng vui mừng hơn là thấy thân thể thay đổi. Loại cảm giác này quá thần kỳ, giống như không còn là mình, các vấn đề đều được thăng hoa. Trước hết Khương Phàm để cho bọn hắn trốn đi, một mình chờ đợi bọn người Úy Thiên Lang. Úy Thiên Lang cũng không để cho bọn hắn đợi lâu, rất nhanh đã mang theo Thác Bạt Hoàng, U Dương Yên tới đây. U Dương Yên, chuyện ngày hôm đó ta xin lỗi cô. Ta không nên trực tiếp hủy hồn đao của cô. Khương Phàm chủ động hạ thấp mình. U Dương Yên trầm mặt nói. Ta có thể chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, nhưng ngươi trước mặt mọi người hủy đi hồn đao của ta, ta không thể nào tha cho ngươi đơn giản như vậy được. Cô còn muốn cái gì? Khương Phàm khẽ nhíu mày. Lúc đó rõ ràng là U Dương Yên đột nhiên ra tay, muốn trắng trợn cướp đoạt đồ của hắn. Còn muốn mạng của hắn. Thương Giác Sơn, Long Hổ Đài, ta, Thác Bạt Hoàng, đều muốn khiêu chiến ngươi. Nếu thua, ta không lời nào để nói. Thắng, U Dương Yên ta giành lại được mặt mũi. U Dương Yên vừa nói xong, Úy Thiên Lang nói. Khiêu chiến tại Long Hổ Đài sẽ không cho phép tổn thương ác ý, đến lúc đó sẽ có số lượng lớn đệ tử thánh địa cùng con em thế gia chứng kiến. Khương Phàm hơi híp mắt lại, giống như cười nhưng lại không phải cười nhìn bọn hắn. Đám gia hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì?
là muốn khiêu chiến thật, hay là có cái gì mưu đồ? Thác Bạt Hoàng bảo đảm nói. Đừng dùng ánh mắt này nhìn chúng ta, không phải chúng ta muốn hại chết ngươi tại Long Hổ Đài. Nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể dùng danh nghĩa Hồn Thiên Thánh Địa giảm bảo, chỉ cần ngươi bảo ngừng, chúng ta lập tức ngừng. Khương Phàm tự định giá một lát, gật đầu. Ta tiếp nhận khiêu chiến. Ký huyết thư, tiếp nhận khiêu chiến. Đừng đến lúc đó đừng bơ chúng ta ở nơi đó, chúng ta gánh không nổi nếu chuyện kia xảy ra. Thác Bạt Hoàng đi đến phía trước, lấy ra ba phần huyết thư. Khương Phàm theo thứ tự đóng dấu tay xuống. Thế này được chưa? Thời gian Thái Long khiêu chiến còn lại 25 ngày, hy vọng ngươi có thể đến đúng giờ. Một trận chiến tại Long Hổ Đài, bất luận kết quả như thế nào, ân oán của chúng ta đều xóa bỏ. Úy Thiên Lang, Thác Bạt Hoàng, U Dương Yên lần lượt quay người, trầm mặt rời khỏi sơn cốc. Chỉ là, lúc xoay người lại, một khắc này, khóe miệng ba người đều khơi gợi lên một vòng tàn nhẫn. Chúng ta không hiểu rõ ngươi. Ăn phải chuyện lỗ vốn. Ngươi, lại làm sao hiểu rõ chúng ta? Chờ đấy đi, Đường Diễm. Chúng ta sẽ không tổn thương một phân một hào nào của ngươi, nhưng chúng ta có thể để ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tại sao ta lại cảm giác hơi có chút kỳ lạ? Đám người Dạ An Nhiên từ chỗ tối đi tới. Mặc dù nhìn rất bình thường, còn lấy danh nghĩa thánh địa đảm bảo, nhưng càng như vậy, càng cảm giác không đúng. Cổ La nói ra, không nên nghĩ đệ tử thánh địa không chịu nổi như vậy, có một số quả thật là hỏng rồi, nhưng cũng có số chỉ là cao ngạo. Thái Long không phải cũng bị ngươi kích thích vài câu đã thay đổi thái độ, sau đó còn khiêu chiến ở Long Hổ Đài sao? Thái Long và bọn hắn không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống? Nói không ra. Tiêu Phượng Ngô nhìn Khương Phàm, nói. Ngươi đang suy nghĩ gì, thật dự định đi sao? Bọn hắn sẽ không từ bỏ dâu, so với lo lắng bị bọn hắn vây bắt, còn không bằng đến Long Hổ Đài giải quyết triệt để. Khương Phàm và Dạ An Nhiên có cảm giác giống nhau. Đám người này xác thực không giống với Thái Long, mang theo cỗ tà khí, cũng có cỗ ngoan khí. Chúng ta chỉ ít có 25 ngày không cần lo lắng nguy hiểm, cố gắng hưởng thụ tài nguyên thiên khải bí cảnh đi. Khương Phàm cùng bọn người Khương Uyển Nhi trao đổi ánh mắt, đều lộ ra nụ cười, hoan hô xông vào rừng rậm. Tới đi, cứ náo lên. Tiêu Phượng Ngô cao giọng la lên, kích hoạt kim cương linh văn, trực tiếp nhào về phía Khương Phàm. Dạ An Nhiên. Chỉ giáo. Yến Khinh Vũ, Khương Uyển Nhi, còn có Cổ La, phóng tới bên trong toàn bộ sông về phía Dạ An Nhiên. Bọn hắn vừa mới tăng cảnh giới, thăng hoa huyết mạch, không kịp chờ đợi muốn nếm thử thay đổi của thân thể. La Phù Sơn Mạch, Thành Bát Bảo. Nạp Lan Thanh Lạc, người coi ta là kẻ ngu sao? Khương Hồng Võ đâu? Vòng thứ ba đã bắt đầu ba ngày rồi, hắn ở đâu? Cửu Nguyên Lương tức giận chỉ trích Nạp Lan Thanh Lạc. Đã nói ngày đầu tiên vòng thứ ba sẽ đấu giá thiên nhân đan đầu tiên, kết quả từ sáng sớm đến tối, Khương Hồng Võ cũng đều không có xuất hiện. Nạp Lan Thanh Lạc nói Khương Hồng Võ ngày thứ hai sẽ đến. Kết quả là tình huống ngày thứ hai vẫn giống nhau. Hôm nay đã là ngày thứ ba, Khương Hồng Võ vẫn không có tới. Cựu tông chủ, kích động đến mức như thế sao? Khương Hồng Võ đang bế quan, không phải đang ngủ ngon, suy nghĩ thời điểm nào sẽ đến. Nạp Lan Thanh Lạc nhẹ nhàng ứng phó mà không chút hoang mang. Còn lại hai ngày cuối cùng. Cửu Nguyên Lương vừa muốn mở miệng, Nạp Lan Thanh Lạc đưa tay ngắt lời nói. Là còn có hai ngày, ngươi gấp cái gì? Nạp Lan Thanh Lạc, các ngươi rốt cuộc muốn viên đan dược kia hay không? Tại sao ta cảm giác các ngươi hình như không hề có hứng thú? Cửu Nguyên Lương chờ mong thiên nhân đan đã trọn vẹn một tháng, nếu như Khương Hồng Võ không mắc câu. Hắn còn chiếm lấy đan dược như thế nào được? Nạp Lan Thanh Lạc cười nhạt nói. Chúng ta khẳng định là hy vọng có được thiên nhân đan, coi như Khương Hồng Võ không cần, Dạ Thiên Lan tông chủ cũng có thể dùng. Các ngươi muốn cho Dạ Thiên Lan. Cửu Nguyên Lương cũng không ngốc, hắn mẫn cảm nghe ra được chút gì ở bên trong. Có cái gì không thích hợp sao? Nếu như Khương Hồng Võ có thể đến, ngươi có thể ở trước mặt của mọi người đem thiên nhân đan cho hắn. Nếu như cuối cùng Khương Hồng Võ thực sự không tới được, Dạ Thiên Lan tông chủ sẽ đại biểu Thiên Sư Tông tự mình xuất hiện, tiếp nhận thiên nhân đan của ngươi. Nạp Lan Thanh Lạc bây giờ hoàn toàn có thể khẳng định mục tiêu của Cửu Nguyên Lương là Khương Hồng Võ. Nhưng, Cửu Nguyên Lương muốn làm gì? Trong thành bát bảo trải rộng người của Thiên Sư Tông, Thánh Nữ Tông,
còn có thị vệ Nạp Lan gia và Khương gia. Cửu Nguyên Lương cũng không đến mức ở trên hội đấu giá đâm chết Khương Hồng Võ đấy chứ. Ta hy vọng có thể giao thiên nhân đan cho Khương Hồng Võ. Cửu Nguyên Lương sốt ruột, đây chính là chuyện ngoài dự tính. Mục đích của ngươi là muốn được thông cảm Thiên Sư Tông, làm cho tất cả mọi người đều biết Thiên Sư Tông tha thứ cho ngươi. Dạ Thiên Lan Tông chủ tự mình tới, chẳng phải càng nể mặt ngươi sao? Nạp Lan Thanh Lạc mỉm cười, đôi môi xinh đẹp động lòng người, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Cửu Tông chủ khăng khăng muốn gặp Khương Hồng Võ, sẽ không phải có mục đích gì đặc biệt đấy chứ? Cửu Nguyên Lương run lên trong lòng. Nói đùa cái gì vậy, với tình huống Thiên Cương Tông chúng ta bây giờ, ta nào dám có mục đích gì khác? Vậy thì tốt rồi. Nạp Lan Thanh Lạc đứng lên nói. Nếu như Cửu Tông chủ thực sự sốt ruột, chúng ta không đợi Khương Hồng Võ nữa, hôm nay sẽ đưa thiên nhân đan đến phía trước đấu giá, ta sẽ an bài Dạ Tông chủ tự mình tới. Cửu Nguyên Lương cũng đứng dậy theo. Không cần, ta thấy ta vẫn nên chờ một chút. Cửu Tông chủ muốn đi đâu? Không phải hôm nay Khương Hồng Võ tới không được sao? Ta về trong tông trước. Từ nơi này đến Thiên Cương Tông là ngàn dặm đường, Cửu Tông chủ mỗi ngày vừa đi vừa về quá dài vò. Không bằng trước hết cứ ở tại thành Bát Bảo này đi. Không cần, trong tông còn rất nhiều chuyện, ta còn phải trở về xử lý. Ta thấy Cửu Tông chủ vẫn ở chỗ này mới tốt hơn. Nạp Lan Thanh Lạc nói xong, hơn 10 vị huyết ngục mang theo mặt nạ bạch ngọc đi đến. Sắc mặt Cửu Nguyên Lương hơi biến. Các ngươi đây là có ý gì? Nạp Lan Thanh Lạc mỉm cười nói. Cửu Tông chủ không cần khẩn trương, bọn hắn chỉ đến bảo vệ ngươi. Ta không cần bảo hộ, người đâu? Cửu Nguyên Lương hô to với bên ngoài. Bên ngoài lại vô cùng an tĩnh, các đệ tử và trưởng lão Thiên Cương Tông đều không hề đáp lại. Người của ta đâu? Cửu Nguyên Lương cảm giác không đúng. Giờ khắc này, các đệ tử và trưởng lão ngoài điện đều cứng tại ở tại chỗ, bị huyết ngục đột nhiên xuất hiện khống chế, không thể động đậy. Nạp Lan Thanh Lạc, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta là tông chủ Thiên Cương Tông đấy. Cửu Nguyên Lương vừa khẩn trương lại tức giận. Cửu Tông chủ an tâm, xin đừng vội. Chúng ta đã đem tin tức thiên nhân đan thả ra, người người đều biết ngươi phải hiến thiên nhân đan cho Thiên Sư Tông. Đến lúc đó đại diện tông môn toàn La Phù đều sẽ đuổi tới chứng kiến thời khắc này. Cái này không phải chính là hiệu quả ngươi muốn sao? Ta giữ Cửu Tông chủ lại là không muốn ra lại ngoài có chuyện gì ngoài ý muốn. Ví dụ như, ngươi đột nhiên đổi ý chăng? Cuộc bán đấu giá này quan hệ đến danh dự Nạp Lan gia chúng ta, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào, còn xin Cửu Tông chủ hiểu cho. Nụ cười xinh đẹp trên mặt Nạp Lan Thanh Lạc dần dần biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh lùng. Còn xin Cửu Tông chủ, tạm thời giao thiên nhân đan cho chúng ta đảm bảo. Thương Minh đi đến phía trước, nhưng không phải đưa tay muốn, mà đặt liêm đao xuống trên vai Cửu Nguyên Lương. Cửu Nguyên Lương run lên, không biết là khẩn trương. Hay là chuôi trên liêm đao này mang theo lực lượng đặc biệt gì, huyết dịch khắp người hắn trong chớp mắt đều hỗn loạn, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Thiên nhân đan ở Thiên Cương Tông, ta không mang ở trên người. Cửu Tông chủ, người thấy ta giống đồ đần sao? Thương Minh cười lạnh. Ta dù sao cũng là một tông chủ, người muốn làm gì? Cửu Nguyên Lương đè ép sợ hãi xuống, căm tức nhìn Thương Minh. Ngươi là tông chủ, được Vô Hồi Thánh Địa bảo hộ. Thương Minh giơ liêm đao lên, lại quay đầu nhìn về Nạp Lan Thanh Cảnh đang ngồi yên lặng cạnh góc. Nạp Lan Thanh Cảnh mỉm cười, gật đầu hai cái. Ý tứ thứ nhất, Cửu Nguyên Lương xác thực muốn giết Khương Hồng Võ. Ý tứ thứ hai, thiên nhân đan đang ở trên người Cửu Nguyên Lương. Có ý gì? Cửu Nguyên Lương đang phát giác có chuyện không ổn, chuôi liêm đao vừa nhấc lên liền quăng một cái về phía dưới, máu tươi phun tung tóe. Một quả đấm nắm thật chặt đã rơi xuống đất. A! Cửu Nguyên Lương gắt gao nắm chặt cổ tay, khó có thể tin được mà nhìn cái tay bị chặt xuống của mình. Thương Minh nhặt lên, lấy đi nhẫn không gian. Bắt hắn. Huyết ngục ra tay, bốn chuôi liêm đao đâm xuyên tứ chi Cửu Nguyên Lương. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng cả cung điện, kích thích trưởng lão cùng đệ tử Thiên Cương Tông ở phía ngoài. Cửu Nguyên Lương đâu, làm sao còn không đi ra? Cửu công chúa đợi đến trời tối. Cũng không thấy Cửu Nguyên Lương từ trong thành Bát Bảo rộng rãi náo nhiệt phía trước đi ra tới. Điện hạ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Các thị vệ cảnh giác bóng đêm càng ngày càng dày đặc. Từ trước đó hai ngày Nạp Lan Thanh Lạc đã nhiều lần bắt đầu kéo dài,
bọn hắn cũng cảm thấy không ổn lắm, hôm nay Cửu Nguyên Lương lại chậm chạp không có đi ra, rất có thể đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ta không đi, thiên nhân đan còn ở trên người Cửu Nguyên Lương. Cửu công chúa chờ ở chỗ này muốn lấy thiên nhân đan đi. Dựa theo kế hoạch đã định, chỉ cần Khương Hồng Võ rời khỏi Thiên Sư Tông, Ly Hỏa Thánh Địa sẽ cưỡng ép ra tay. Chuyện gây nên oanh động, cường giả bên trong thành Bát Bảo sẽ lần lượt rút lui. Cửu Nguyên Lương sẽ thừa cơ rời khỏi thành Bát Bảo, tránh về Thiên Cương Tông. Nàng vừa lúc đó sẽ ở ngoài thành chặn đường, dùng lý do đã chuẩn bị xong thoái thác khiến cho Cửu Nguyên Lương giao thiên nhân đan ra. Ta nghi Cửu Nguyên Lương đã lộ ra chân tướng gì rồi. Bọn thị vệ thúc giục Cửu công chúa rời khỏi, chẳng may Cửu Nguyên Lương lộ càng nhiều tin tức, bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Dựa theo ước định của Hoàng Thất và Thiên Sư Tông, một khi phát hiện người của Hoàng Thất, lập tức tru sát, không chút lưu tình. Cửu công chúa xoắn suýt thật lâu. Thông báo Ly Hỏa Thánh Địa, rất có thể Khương Hồng Võ từ lúc bắt đầu đã không có ý định rời khỏi Thiên Sư Tông để bọn hắn xem mà xử lý. Xem mà xử lý. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, Khương Hồng Võ trong Thiên Sư Tông, còn xử lý thế nào? Chẳng lẽ đám người Ly Hỏa Thánh Địa kia còn dám đến trong Thiên Sư Tông đoạt? Trong mật thất thành Bát Bảo. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết giống như là ác quỷ trong màn đêm kêu gọi. Nạp Lan Thanh Lạc đều dùng mình, toàn thân khó chịu. Ta nói, ta đều nói. Cửu Nguyên Lương bị Thương Minh tra tấn đến sắp hỏng mất, tấc xương toàn thân nứt từng khúc, đau đến không muốn sống, huyết dịch cũng không tiếp tục thuộc về mình, khi thì ngược dòng lao nhanh, khi thì mãnh liệt mà ra. Chết đi sống lại rồi chết đi. Lúc vừa mới bắt đầu Cửu Nguyên Lương còn gắt gao kiên trì, bây giờ thật là gánh không được nữa. Ta hỏi ngươi trả lời. Đầu tiên, tại sao muốn tính toán Khương Vương? Thương Minh đưa tay trái khống chế xương, tay phải khống chế máu, đem Cửu Nguyên Lương một mực khống chế giữa không trung. Cửu Nguyên Lương vặn vẹo toàn thân, giống như là một con rối, đau đến không muốn sống. Cửu công chúa tìm tới ta, nói dùng thiên nhân đan dẫn Khương Hồng Võ xuất hiện. Mục đích, ánh mắt Thương Minh đột nhiên lạnh hơn. Ly Hỏa Thánh Địa đến rồi, người của Ly Hỏa Thánh Địa đến. Bọn hắn cùng Hoàng Thất hợp tác, muốn bắt sống Khương Hồng Võ, còn có tịch nhan của Thánh Nữ Tông. Thất khiếu của Cửu Nguyên Lương rướm máu, thanh âm khàn khàn. Bảy lỗ trên đầu, hai mắt, hai lỗ mũi, hai hỗ tai và miệng. Bọn hắn muốn bắt Khương Vương ở đâu? Thương Minh chấn động trong lòng, suýt chút nữa đã bóp nát Cửu Nguyên Lương. Cửu Nguyên Lương đau đớn than nhẹ. Chỉ cần Khương Hồng Võ rời khỏi Thiên Sư Tông, bọn hắn sẽ ở bên ngoài Tông. Trực tiếp ra tay. Thương Minh nhìn về phía Nạp Lan Thanh Cảnh ở trong góc. Tất cả đều là nói thật. Trên mặt Nạp Lan Thanh Cảnh lại không nửa phần bình tĩnh lạnh nhạt. Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa tại sao phải nhúng tay vào sự vụ của La Phù, chẳng lẽ không sợ mạo phạm Vô Hồi Thánh Địa? Hoàng Thất thì như thế nào lại mời được Thánh Địa? Không đúng. Hoàng Thất không mời nổi Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa càng sẽ không bởi vì Hoàng Triều mời mà trực tiếp đối kháng Vô Hồi Thánh Địa. Còn có, tại sao Ly Hỏa Thánh Địa muốn đơn độc bắt Tịch Nhan? Tịch Nhan cùng Khương Hồng Võ có cái gì điểm giống nhau? Có gì đáng giá để Ly Hỏa Thánh Địa đến sâu trong La Phủ bố cục? Trong mật thất mờ tối lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người rung động, lại khó có thể tin được. Tính đi tính lại, đều không có tính tới lại là Ly Hỏa Thánh Địa muốn bắt Khương Hồng Võ. Đan dược truyền kỳ, mục tiêu của Ly Hỏa Thánh Địa là đan dược truyền kỳ. Bọn hắn muốn bắt sống Khương Hồng Võ và Tịch Nhan. Nạp Lan Thanh Cảnh hít một ngụm khí lạnh. Lập tức đồng thời thông báo Thiên Sư Tông, mở ra phòng ngự toàn diện, thông báo Ngọc Đỉnh Tông, mời Tông chủ Quý Khải Minh bái phỏng Vô Hồi Thánh Địa. Đan dược truyền kỳ, bọn hắn muốn luyện người lấy đan. Nạp Lan Thanh Lạc mà mọi người chợt hiểu ra, toàn thân lại bất chợt lạnh lên. Đi chết đi. Suýt chút nữa Thương Minh đã chụp chết Cửu Nguyên Lương, nhưng cuối cùng lại cưỡng ép nhịn xuống. Cửu công chúa ở đâu? Bên ngoài thành Bát Bảo. Cửu Nguyên Lương nói xong lại hôn mê bất tỉnh lần nữa. Đội 1 đội 2, lùng bắt Cửu công chúa, không cần lo chết hay sống. Đội 3, lập tức tiếp Ngọc Đỉnh Tông. Những người còn lại, theo ta trở về Thiên Sư Tông. Khi Thương Minh đã cảm thấy không ổn, thời điểm bắt đầu khẩn cấp hành động. Cửu công chúa đã thoát khỏi thành Bát Bảo. Cửu công chúa cũng sắp xếp thị vệ ngay trong màn đêm phóng tới Thiên Sư Tông.
Cửu công chúa đưa tới tin tức, Cửu Nguyên Lương bị giam tại thành Bát Bảo. Bên ngoài Thiên Sư Tông, người nằm vùng của Ly Hỏa Thánh Địa nhận được tin tức Cửu công chúa đưa tới. Xem ra Khương Hồng Võ không có ý định rời khỏi Thiên Sư Tông này. Nam tử trước mặt mở đấu bồng màu đen ra, lộ ra một khuôn mặt cứng rắn như đao tước búa bổ. Đường Thiết Bình, điện chủ một trong bảy điện, Diêm La Điện của Ly Hỏa Thánh Địa, chủ trưởng nội bộ phán quyết, ngoại bộ săn giết, nắm trong tay lực lượng kinh khủng nhất của Ly Hỏa Thánh Địa. Cũng là sư tôn của Diêm Lâu. Khương Hồng Võ có thể nhìn được dụ hoặc, không chỉ bởi vì hắn đã nhận ra nguy hiểm, còn có thể hắn tự nhận là bản thân mình có hy vọng đột phá. Vẻ mặt các cường giả thánh địa sau lưng Đường Thiết Bình trở nên nghiêm trọng. Nếu như Khương Hồng Võ quyết ở Thiên Sư Tông, bọn hắn thật đúng là không dễ ra tay. Phòng ngự của Thiên Sư Tông không ngăn được bọn hắn, nhưng phía sau Thiên Sư Tông có Vô Hồi Thánh Địa. Điện chủ, chúng ta vẫn nên đi đuổi bắt Tịch Nhan thôi. Có Liêu Nguyên Giáp, lại có Tịch Nhan, hẳn là đủ rồi. Các cường giả Diêm La Điện rất không cam tâm, nhưng cũng không nguyện ý trực tiếp mạo phạm đến Vô Hồi Thánh Địa. Chưa đủ, Khương Hồng Võ đều chưa hẳn có thể sống. Thành phần đan dược truyền kỳ há lại dễ dàng luyện ra như vậy. Ánh mắt Đường Thiết Bình lạnh lùng, nếu như không phải thánh chủ nhắc nhở, hắn ngay cả Dạ Thiên Lan cũng đều muốn bắt đi. Thế nhưng, các cường giả Diêm La Điện có chút há mồm, cũng không dám nhiều lời. Đường Thiết Bình liên tục trầm ngâm, khua tay nói. Các ngươi đi bắt Tịch Nhan. Vậy ngài, ta đi bắt Khương Hồng Võ. Các cường giả Diêm La Điện khom người rút đi. Rất nhanh đều đã biến mất trong bóng đêm rừng rậm. Keng! Một tiếng tranh minh rung động màn đêm, âm thanh chấn động trăm dặm sơn lâm. Vừa đột nhiên, lại mãnh liệt. Thời gian cứ như dừng lại ở giây phút này, ánh trăng cũng gần như trở nên ảm đạm. Một đạo đao mang sáng chói phóng lên tận trời, như ngân hà treo ngang, như sông dữ lao nhanh, sơn lâm yên tĩnh, ánh trăng ảm đạm rung động thiên địa. Giữa dãy núi Thiên Sư Tông, vô số trưởng lão, đệ tử đều tại thời khắc này đều vừa kinh hãi lại ngạc nhiên ngóng nhìn. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua tia sáng nào hừng hực như thế, càng không có cảm nhận qua năng lượng khủng bố như vậy. Bọn hắn đều ngây dại. Trăm dặm núi bụi, ngàn vạn cây rừng đều tại thời khắc này bị vô hình đao mang cắt chém. Đao khí sắc bén giống như muốn làm đông cả, lạnh buốt thấu xương. Trốn đi! Dạ Thiên Lan biến sắc. Vừa hoảng sợ càng khó có thể tin hơn mà nhìn Ngân Hà đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài kia. Người khác nhìn không ra nhưng hắn lại rất rõ ràng. Đó là đao mang, tuyệt thế đao mang vượt rất xa linh hồn cảnh, thậm chí là sinh tử cảnh. Trốn đi, mau trốn đi. Các trưởng lão kinh hồn thét lên, điên cuồng nhào về phía các đệ tử xung quanh, muốn dẫn bọn hắn thoát khỏi. Nhưng, ầm ầm, đao mang cách 80 dặm cắt ra cả bầu trời, chôn vùi mây mù. Từ trên trời giáng xuống. Đại địa oanh minh, quần sơn vỡ nát. Thiên Sư Tông còn chưa khởi động ra pháp trận phòng ngự thì đã bị tùy tiện cắt ra, cả ngàn đệ tử, bất luận già trẻ hay mạnh yếu, tất cả đều bị đao mang chôn vùi, vỡ nát thành hạt gạo. Một vết nứt kinh khủng đi ngang qua quần sơn hùng kỳ của Thiên Sư Tông. Nhìn thấy mà giật mình, năng lượng thật kinh khủng, lớn lao như thủy triều. Các đệ tử và trưởng lão may mắn còn sống sót xung quanh vết nứt trên núi cao trợn mắt hốc mồm, linh hồn như đã bay đi, đầu óc trống rỗng. Rất nhiều đệ tử ngồi liệt trên mặt đất, choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Đây là ác mộng sao? Khương Hồng Võ bế quan ở bí cảnh sâu nhất trong Thiên Sư Tông, cấm chế dày đặc, nhưng cũng tại lúc đao mang rơi xuống, một khắc này, tất cả đều hoàn toàn biến thành cát bụi. Ba vị luyện đan sư của Ngọc Đỉnh Tông. Năm vị luyện đan sư của Đan Quốc, toàn bộ chết thảm. Quốc quân Đan Quốc tại một khắc cuối cùng trốn đến phía sau đỉnh lô của mình, lại bởi vì bị đỉnh lô bạo tạc mà cũng bay ra ngoài vài trăm mét, nằm nhoài trong phế tích hấp hối. Toàn thân Khương Hồng Võ máu thịt be bét, bị đặt ở phía dưới mảnh vỡ đỉnh lô. Trong tầm mắt mơ hồ, một nam tử đang đạp trên phế tích đi tới. Khương Hồng Võ. Đường Thiết Bình nắm cổ áo Khương Hồng Võ kéo lên, đưa đến trước mặt mình. Ngươi, là... Khương Hồng Võ có chút há mồm, lại vô lực cúi đầu xuống. Đường Thiết Bình thu Khương Hồng Võ vào bảo khí không gian trước ngực, trong chốc lát mặt đất băng liệt, bay lên trời mấy ngàn thước. Ngươi là ai? Vì sao lại hủy Thiên Sư Tông ta? Dạ Thiên Lan nhìn hằm hằm không trung, muốn rách cả mí mắt. Đường Thiết Bình lạnh lùng nhìn phía dưới,
quay người đi đến tầng mây cuồn cuộn. Khi Thương Minh mang theo đội ngũ phóng tới trong màn đêm, cách vài trăm dặm liền thấy được ánh sáng vạch phá màn đêm kia. Quá sáng, như là ngân hà từ trên trời rơi xuống, chiếu thấu mấy trăm dặm sơn lâm. Trong lòng Thương Minh run lên, hất tất cả đội viên ra, giống như điên xông về Thiên Sư Tông. Ly Hỏa Thánh Địa, ngươi lặp lại lần nữa, là ai? Sắc mặt Dạ Thiên Lan đại biến, Ly Hỏa Thánh Địa rõ ràng ở bên ngoài mấy vạn dặm hoang mãng nguyên, tại sao lại xuất hiện ở đây? La Phù là lãnh địa của Vô Hồi Thánh Địa, Ly Hỏa Thánh Địa điên rồi sao? Bọn hắn phải dùng vương gia luyện đan, bọn hắn muốn đan dược truyền kỳ. Thương Minh tức giận càng hoảng sợ, đây là cường giả cảnh giới gì, chỉ một đao lại có thể bổ Thiên Sư Tông ra. Thiên Sư Tông, một trong 18 tông, cứ như tờ giấy mỏng bị tùy tiện xé rách sao? Ly Hỏa Thánh Địa, đan dược truyền kỳ, sắc mặt Dạ Thiên Lan trở nên tái nhợt, tuyệt vọng. Luyện người, lấy đan. Sâu trong La Phù, Tịch Nhan đang yên lặng ngồi trong hẻm núi sâu thẳm, dẫn dắt linh hồn mãnh thú vừa mới săn giết tiến vào thân thể, nuôi nấng viễn cổ ma vật trong cơ thể. Viễn cổ ma vật này đến từ cổ thành dưới mặt đất rất lâu, có thân phận cực kỳ khủng bố. Luân hồi linh văn của Tịch Nhan đúng lúc là vật dẫn tuyệt hảo của nó. Các nàng đang dần dần hình thành một quan mối hệ cộng sinh đặc biệt. Trốn đi. Một thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong đầu Tịch Nhan. Tịch Nhan mở hai mắt ra, bên trong con mắt màu tím lóe lên ý lạnh, lập tức muốn đứng dậy. Nhưng, luồng khí lạnh thấu xương mang theo tốc độ kinh người quét sạch núi, đông kết cả hẻm núi. Tịch Nhan bị luồng không khí lạnh bao phủ, trong nháy mắt đã bị đông cứng. Trốn đi. Sau khi Tịch Nhan yếu ớt dùng ý thức nhắc nhở ma hồn thì lâm vào hôn mê. Ma hồn ở trong thân thể Tịch Nhan mở ra con mắt tinh hồng, chú ý đến mấy cường giả đang đi tới bên ngoài, than khẽ, nó đã cùng linh hồn Tịch Nhan hoàn toàn giao hòa làm một. Thân thể này, quá yếu. Trong mấy ngày ngắn ngủi, La Phù Sơn Mạch lâm vào oanh động. Cửu công chúa Hoàng Thất khuyến khích tông chủ Thiên Cương Tông, mưu đồ bắt Khương Hồng Võ, Tịch Nhan. Ly Hỏa Thánh Địa nhúng tay vào La Phù, dùng một đao bổ Thiên Sư Tông, bắt sống Khương Hồng Võ, Tịch Nhan cũng đã mất tích. Quần tình xúc động lại tức giận, thấp thỏm lo âu. Thiên Sư Tông cường hãn, lại bị một người một đao bổ ra. Khương Hồng Võ giấu ở nơi sâu nhất trong Thiên Sư Tông, lại bị người khác tùy tiện bắt đi. Ly Hỏa Thánh Địa vậy mà lại không để lãnh địa La Phù được Vô Hồi Thánh Địa khống chế lọt vào mắt. Các tông lần La Phù đầu tiên chân thực cảm nhận được, chênh lệch giữa bọn hắn và Thánh Địa lớn như thế nào, bọn hắn cần Vô Hồi Thánh Địa bảo vệ. Ngọc Đỉnh Tông lập tức mở đại hội La Phù, tuyên án Thiên Cương Tông, vĩnh viễn trục xuất khỏi hàng ngũ 18 tông. Cửu Nguyên Lương cùng ngày bị đám người tức giận xử tử. Thiên Cương Tông, triệt để bị xóa tên. Toàn La Phù dậy sóng lùng bắt cửu công chúa. Quý Khải Minh liên hợp 17 tông tông chủ khởi hành, bái phỏng Vô Hồi Thánh Địa. Bọn hắn muốn xin mời Vô Hồi Thánh Địa chủ trì công đạo. Nhưng, thời điểm La Phù Lâm đang vào oanh động, một trận biến cố lại đột nhiên xuất hiện, oanh động tới gần Lang Gia Hoàng Triều. Một thần binh tuyệt thế từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thành Bát Bảo. Mặt đất sụt lún 300 dặm xuất hiện hố sâu kinh khủng, khí tức hủy diệt kinh người cuồn cuộn không dứt. Bên trong tiếng va đập kinh thiên động địa như sóng triều lại có một tiếng nỉ non cổ quái, Ngô Hoàng. Ly Hỏa Thánh Địa lấn ta quá đáng rồi, Vô Hồi Thánh Địa chỉ buông lỏng quản lý với La Phù. Không có nghĩa chúng ta từ bỏ La Phù Sơn Mạch. Điều tra cho ta, rốt cuộc là lão bất tử nào bổ Thiên Sư Tông. Trong thánh điện Vô Hồi Thánh Địa, một vòng sáng chói như mặt trời tản ra năng lượng cường thịnh, làm cho không người nào có thể mở mắt. Đó là do linh văn của Vô Hồi Thánh Chủ đang trong cơn thịnh nộ nở rộ ánh sáng. Là chủ thánh địa, thống ngự một phương, danh chấn thương huyền, có hoàn cảnh mà chúng sinh khó với tới được, càng đạt đến cảnh giới khủng bố để vô số sinh linh kính sợ. Nàng rất ít khi tức giận, càng rất ít khi giận dữ mắng mỏ thánh địa khác ở trước mặt mọi người, nhưng lần này quả thật đã nổi giận. Ly Hỏa Thánh Địa vậy mà lại chạy đến lãnh địa của nàng gây loạn. Phải biết, trong mắt người ngoài, Thập Bát Tông La Phù phụ thuộc nàng, tương đương với 18 nô bộc. Ly Hỏa Thánh Địa lại không hề lên tiếng kêu gọi liền dám ra tay bổ một đao như thế. Một đao này không chỉ là bổ vào Thiên Sư Tông, càng bổ vào trên mặt chủ nhân Vô Hồi là nàng đây. Nói thánh chủ Ly Hỏa, trong vòng 10 ngày,
tự mình tới đây cho ta một lời giải thích. Giọng Vô Hồi Thánh Chủ đầy tức giận quanh quẩn cung điện, linh văn tỏa ra tia sáng vạn trượng, chiếu thấu cả tòa thánh điện, tràn ngập uy thế khủng bố muốn hủy diệt vạn vật. Không chỉ có Quý Khải Minh mà các tông chủ tề tụ ngoài điện đều run rẩy, không nhịn được mà quỳ xuống đất lễ bái, Túc lão và các trưởng lão trong cung điện cũng đều dùng sức cúi đầu, đau khổ chống cự lại trùng kích đập vào mặt. Bảy vị Túc lão Vô Hồi trước mắt chỉ còn hai vị ở lại bảo vệ thánh địa, còn lại toàn bộ đều đang ở sâu khu vực hắc ám đại hoang. Nhưng hai vị này ở Vô Hồi thánh địa cũng có địa vị trí cao, uy tín, thực lực đều gần với thánh chủ, nhưng vào giờ phút này lại trầm mặc không nói được gì. Các ngươi điếc rồi sao? Giọng Vô Hồi thánh chủ đột nhiên thấp xuống, uy thế kinh khủng cùng với lửa giận đang kiềm chế, giống như thiên sơn nặng nề đặt ở trên người bọn họ. Túc lão Phương Thành Vân chống đỡ áp lực, trầm giọng nói. Không biết thánh chủ muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Ta nói không đủ rõ ràng sao? Để con heo mập thánh chủ Ly Hỏa kia, tự mình đến xin lỗi cho ta. Nếu như ngài chỉ muốn lời xin lỗi, ta đoán thánh chủ Ly Hỏa không chỉ sẽ đến, còn có thể sẽ mang theo lễ vật tới. Nhưng, tông chủ Môn La Phù ở phía ngoài thỉnh cầu cũng không chỉ những thứ này. Bọn hắn còn muốn cái gì? Bọn hắn muốn Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ không thuộc về tông Môn La Phù. Vấn đề chính là như thế. Phương Thành Vân nói xong liếc mắt đến một vị Túc lão bên cạnh khác, Giang Thành Tử. Giang Thành Tử và là lão hữu của Ngụy Thiên Thu, không tiện nhiều lời. Nhưng chú ý tới ánh mắt Phương Thành Vân thì vẫn lên tiếng nói. Khương Hồng Võ mặc dù không thuộc về La Phù nhưng hắn vẫn âm thầm hỗ trợ Thiên Sư Tông xử lý các vấn đề, nếu hắn không thuộc về La Phù, Ly Hỏa Thánh Địa bắt hắn không gì đáng trách. Chí ít, trên danh nghĩa mà nói, không tới phiên bọn họ đến Vô Hồi Thánh Địa chúng ta ra tay. Phương Thành Vân thấy Giang Thành Tử đã mở miệng, cũng nói theo. Lại theo quy củ mà nói. Chúng ta chỉ có thể trách Ly Hỏa Thánh Địa đã mạo phạm Vô Hồi Thánh Địa chúng ta, giết hại số lượng lớn trưởng lão, đệ tử Thiên Sư Tông, nhưng không chỉ nhắm đến Khương Hồng Võ. Mà, nói, Phương Thành Vân lắc đầu nói, ngay cả tịch nhan của Thánh Nữ Tông cũng công khai rời khỏi Tông Môn, Vô Hồi Thánh Địa chúng ta cũng không quản được. Nhưng, Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ vỗ trường án. Phương Lão Đầu, ngươi chưa ăn cơm, hay là không uống nước mà lại nói chuyện ngập ngừng như thế? Hay để ta đem ngươi đè vào trong chum nước trước để làm trơn yết hầu. Phương Thành Vân cố gắng nói ra. Mục đích Ly Hỏa Thánh Địa bắt sống bọn hắn là muốn ném bọn hắn vào trong đỉnh lô, nghiên cứu đan dược truyền kỳ. Nếu quả thật để bọn hắn thành công, đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi. Giang Thành Tử phụ họa theo. Trên danh nghĩa và trên quy củ chúng ta chỉ có thể trách Ly Hỏa đã mạo phạm chúng ta, nhưng từ mặt uy hiếp nhìn lại. Chúng ta nhất định phải mang Khương Hồng Võ và Tịch Nhan về. Vô Hồi Thánh Chủ trầm mặc một lát. Người sống luyện đan, có thể nhận ra được thành phần đan dược sao? Phương Thành Vân nói. Chúng ta không phải luyện đan sư, không hiểu rõ tình huống, nhưng nếu Ly Hỏa Thánh Địa đã dám đến đắc tội chúng ta như thế, dám mạnh tay bổ Thiên Sư Tông, bắt đi Khương Hồng Võ. Ta đoán chừng, khả năng là cực lớn. Vô Hồi Thánh Chủ hừ một tiếng. Vậy các ngươi cảm giác, Ly Hỏa Thánh Địa không tiếc xúc phạm quy củ Thánh Địa mà bắt đi Khương Hồng Võ, sẽ tùy tiện lại giao người ra. Phương Thành Vân lại nói. Tha thứ ta nói thẳng, trừ phi giết đến Ly Hỏa Thánh Địa để đoạt lại, nếu không. Ly Hỏa Thánh Địa quả quyết sẽ không giao người. Giang Thành Tử tính mở miệng nhưng lại không có lời nào để nói. Ly Hỏa Thánh Địa là Thánh Địa đan dược, bên trong đều là chút tên điên luyện đan. Nếu như có thể có cơ hội nghiên cứu ra đan dược có thể thăng hoa linh văn, bọn hắn liền xem như đánh nhau sống chết, cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên, bọn hắn hy vọng có thể cứu người ra, nhưng Ly Hỏa Thánh Địa tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trước hết để cho lão bất tử heo mập kia tới xin lỗi. Xem khẩu khí, thử thái độ một chút, suy nghĩ thêm chuyện Khương Hồng Võ và Tịch Nhan. Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ vô án. Đồ hỗn trướng. Lão nương ta vài chục năm qua không có cùng bọn hắn giao thiệp, coi ta dễ khi dễ sao. Khụ khụ. Phương Thành Vân và Giang Thành Tử dùng sức ho khan, tông chủ các tông La Phù đều ở bên ngoài, chú ý dáng vẻ một chút, thánh chủ đại nhân của chúng ta ơi. Còn nữa, tìm hiểu rõ tình huống đại hoang, nếu như trong thời gian ngắn không có nguy hiểm thì triệu hồi Ngụy Thiên Thu về. Ngài khẳng định muốn triệu hồi Ngụy Thiên Thu, lão gia hỏa kia rất hay bao che khuyết điểm.
đã coi Khương Tuyền là khuê nữ nuôi thật rồi, mà Khương Tuyền lại là muội muội Khương Hồng Võ. Mời về, mặc dù tính tình lão gia hỏa kia thối, nhưng ít ra so với hai lão gia hỏa các ngươi đây vẫn là có khí phách hơn. Chúng ta đây là thận trọng. Phương Thành Vân và Giang Thành Tử dở khóc dở cười. Vô Hồi Thánh Chủ hơi ngẩng đầu một chút, khôi phục vẻ uy nghi tôn quý. Mời các tông chủ La Phù tiến vào. Quý Khải Minh và các tông chủ khác lần lượt đi đến đại điện, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nữ tử như ánh mặt trời trên đài cao kia, nhao nhao quỳ xuống hành lễ với Vô Hồi Thánh Chủ. Trên đường đến Vô Hồi bọn hắn còn muốn giữ vững mấy phần cao ngạo, nhưng bây giờ lại không dám có bất kỳ mạo phạm nào. Mà từ khi đi đến thánh địa cho tới bây giờ, tận mắt chứng kiến hết thảy mọi thứ càng làm cho bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé. Thì ra bọn hắn và thánh địa chênh lệch to lớn như thế. Ly Hỏa mạo phạm La Phù, ta tự sẽ lấy lại công bằng cho các ngươi. Bởi vì ác linh đại hoang uy hiếp, Vô Hồi thánh địa đã ngàn năm chưa quản lý đến La Phù sơn mạch, là chúng ta thất trách. Từ nay về sau, cách mỗi 5 năm đại hội La Phù một lần, đến Vô Hồi thánh địa tổ chức, ta tự mình chủ trì. Giọng Vô Hồi thánh chủ uy nghiêm mang theo chỉ lệnh để bọn người Quý Khải Minh nhao nhao cúi đầu, không dám ngỗ nghịch. Dạ Thiên Lan chống đỡ áp lực, nói với phía trước. Việc này không chỉ có liên lụy đến Ly Hỏa thánh địa, còn dính đến hoàng thất, là Lang gia hoàng triều hợp tác cùng Ly Hỏa thánh địa, còn xin. Lang gia hoàng triều không biết tốt xấu, năm đó nếu không phải Vô Hồi thánh địa chúng ta cảm giác nơi đó sinh linh lầm than, cực khổ, cần thành lập hoàng triều bảo vệ dân chúng. Âm thầm kiềm chế đại hoang, nếu không bọn hắn lấy ở đâu ra vùng đất hoàng triều như bây giờ. Chờ đến khi bọn hắn xâm lấn La Phù, toàn thể La Phù sơn mạch hành động cho ta, tiến đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nếu như La Phù thất bại, 18 tông các ngươi, không, tông chủ 17 tông toàn thể thoái vị, do Vô Hồi thánh địa chọn ra những tông chủ mới. Vô Hồi thánh chủ uy nghiêm để trong lòng tông chủ các tông phát lạnh. Dạ Thiên Lan cũng đều âm thầm nhếch miệng. Ta cũng không phải ý này. Trở về đi, chỉnh đốn toàn bộ lực lượng La Phù, ứng phó Lang gia hoàng triều cho ta. Chuyện Ly Hỏa thánh địa, ta sẽ đích thân xử lý. Vô Hồi thánh chủ đưa tay tiễn khách. Thời điểm này phải chỉnh đốn lại La Phù một lần nữa. Nếu lại tiếp tục như thế, không chỉ có bên ngoài coi là Vô Hồi thánh chủ không quan tâm La Phù, ngay cả các tông La Phù cũng đều quên ai là chủ nhân chân chính của La Phù. Thánh chủ, ta khẩn cầu thánh chủ cứu Khương Hồng Võ trở về. Cũng khẩn cầu thánh chủ, cứu Tịch Nhan trở về. Dạ Thiên Lan và tông chủ thánh nữ tông kiên trì đi về phía trước cầu xin. Khương Hồng Võ là người thiên sư tông sao? Không phải. Phải chăng Tịch Nhan đã rời khỏi thánh nữ tông? Vâng. Nên làm cái gì, ta sẽ tự mình châm trước. Lui ra đi. Bọn người Khương Phàm thuận lợi thăm dò vẻ đặc sắc của bí cảnh. Ngoại trừ luận bàn với nhau. Chém giết mãnh thú thì còn may mắn tìm được rất nhiều bảo bối phi phàm. Linh quả Khương Phàm lấy được từ thế giới dung nham dưới đất cũng đều cho Khương Uyển Nhi, để Khương Uyển Nhi sau khi sử dụng thánh huyết thì lại lần nữa có được thay đổi. Lý Dần từ trong thanh đồng tiểu tháp đi ra, rất mau đã cùng bọn người Khương Uyển Nhi trở thành bằng hữu, dáng vẻ tinh khiết lại u mê mang đến cho bọn hắn không ít niềm vui. Sau 13 ngày, thiên khung băng liệt, ánh sáng rọi khắp nơi tại Thiên Khải bí cảnh. Hình ảnh hỗn loạn phía trên trời cao làm cho người ta cực kỳ hoảng sợ. Người giống ma kêu, ác thú bạo động, bóng người lắc lư, ma khí cuồn cuộn, huyết sắc như sóng triều dâng lên như đại dương mênh mông. Hỗn chiến thảm liệt, sát lực điên cuồng giống như thần linh trên trời đều đã mất đi lý trí. Thiên khung liên tiếp sụp đổ, vết nứt to đến kinh khủng, trải rộng mấy chục dặm trên bầu trời. Số lượng lớn đá vụn nhuốm máu từ trên trời rơi xuống. Rất nhiều mảnh vỡ yêu ma vẩy xuống dãy núi. Các cánh rừng rậm trong vài trăm dặm đều oanh động. Đây tuyệt đối là kỳ cảnh hiếm thấy ở Thiên Khải bí cảnh. Bọn hắn mặc kệ phía trên đang xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ chú ý đến, bảo tàng, rơi xuống đầy trời kia thôi. Khương Phàm ở cách đó rất xa, chờ đến khi chạy đến thì hỗn chiến cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tuy nhiên bọn hắn vẫn là nhổ răng cọp, lấy được không ít đồ tốt. Số lượng lớn hòn đá nhuốm máu. Một cái thiết thuẫn nặng nề, một cái móng thú sắc bén, còn có một thanh thạch kiếm nhìn cực kỳ thu hút. Đó là của ta, ai cũng đừng đoạt. Tiêu Phượng Ngô mang ánh mắt đầy mong đợi nhìn đỉnh lô hừng hực liệt hỏa trong sơn cốc, bên trong là cái móng thú từ trên trời giáng xuống. Trải qua tranh đoạt kịch liệt,
móng thú đã thuộc về hắn. Khương Phàm thì đang luyện chế huyết đan cho hắn. Không ai giành với ngươi. Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ, Dạ An Nhiên vây quanh Thiết Thuẫn nặng nề kia. Thiết Thuẫn chỉ cao có 3 mét nhưng lại tràn ngập cảm giác nặng nề giống như thiên nhạc, ngàn ngọn núi chỉ nhìn mà lại đã có thể để cho người ta không thoải mái. Nhưng thứ các nàng nhìn chính là, sợi rễ, phía trên Thiết Thuẫn. Thiết Long cổ thụ chạy tới chạy lui ở phía trên, cố gắng cắm rễ vào, nhưng làm thế nào cũng đều chui không lọt, cuối cùng chỉ có thể nằm ở phía trên, yên lặng hấp thu khí tức kim loại ở mặt ngoài. Cổ La, tới xem một chút, tiểu gia hỏa này thật thần kỳ. Khương Uyển Nhi gọi Cổ La, đây là lần đầu tiên ca ca lấy tiểu gia hỏa này ra. Cổ La đưa lưng về phía bọn hắn, thờ ơ. Hai tay của hắn đang rướm máu, máu tươi không ngừng liên tục tràn vào thạch kiếm. Thạch kiếm rất an tĩnh, lại không ngừng dâng lên sắc xanh quỷ dị, xông vào thân thể của hắn. Dạ An Nhiên nhìn sang. Cổ La, thạch kiếm kia có cái gì không thích hợp sao? Hai tay Cổ La càng nắm càng chặt, bởi vì mất máu mà sắc mặt đã vô cùng tái nhợt. Hắn kinh ngạc nhìn qua phía trước, con người tan rã, biểu hiện ngây ngốc, chỉ có kiếm văn trên trán càng ngày càng trở nên sáng tỏ. Nhưng xung quanh kiếm văn lại xuất hiện từng vết tích màu xanh quỷ dị. Cứ như đang quấn quanh nó, lại hình như đang ăn mòn nó. Cổ La. Dạ An Nhiên phát giác chuyện không đúng, nhanh bước tới. Cổ La bừng tỉnh, cúi đầu nhìn thạch kiếm trong tay, trên khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện ra sự hoảng sợ. Ngươi làm sao thế? Dạ An Nhiên đi đến trước mặt hắn mà giật nảy mình. Chỉ mới không gặp một lát mà đã gầy đi rất nhiều, nói ra bọc xương cũng đều không đủ. Hốc mắt còn hãm sâu. Mặt tái nhợt không còn chút máu, lại mang theo mấy phần thanh khí, giống như người chết. Yến Khinh Vũ và Khương Uyển Nhi cũng kỳ quái đi tới, nhìn thấy bộ dáng Cổ La thì đều không hẹn mà cùng che miệng lại, đây là thế nào? Cổ La giật giật khóe miệng, cứ như răng cũng đều muốn lung lay. Thanh kiếm này hút huyết nhục của ta, còn không mau ném đi nó. Dạ An Nhiên lập tức muốn đá văng thạch kiếm, lại bị Cổ La tranh thủ thời gian ngăn lại. Ta hình như đã cùng nó nhận chủ. Cổ La ôm lấy thạch kiếm, trên mặt hoảng sợ biến thành nụ cười quỷ dị. Ngươi, nhận chủ. Yến Khinh Vũ nghe hắn, nhìn hắn cười lại cảm giác sợ hãi. Không không, nó, cùng ta nhận chủ. Ngươi khẳng định không có việc gì. Dạ An Nhiên nhìn thạch kiếm, lại nhìn lại Cổ La. Thoạt nhìn thạch kiếm đúng là không sao, nhưng dáng vẻ ngươi đây cũng không giống như không có chuyện gì. Cổ La ăn vào mấy viên đan dược điều bổ khí huyết. Không có việc gì, ta nhặt được bảo vật rồi. Đao Hoàng vòng quanh Cổ La vài vòng, cảm nhận được mấy phần bất an. Dạ An Nhiên trao đổi ánh mắt với hai người kia, bảo bối gì lại đem người hút thành thế này. Xong rồi. Tiêu Phượng Ngô ở bên kia reo hò một tiếng, sau đó liền vọt vào trong sơn cốc. Huyết khí cái móng vuốt này rất được đấy. Khương Phàm đem một viên huyết đan lớn chừng quả đấm ném cho Tiêu Phượng Ngô. Oa, thật dễ chịu. Tiêu Phượng Ngô tham lam hút huyết khí trong huyết đan, huyết dịch khắp người đều nóng lên. Từ sau khi ăn mấy viên huyết đan trước mấy ngày, hắn đơn giản đã mê thứ mùi này. Không chỉ có thể điều bổ huyết khí, còn có công hiệu thần kỳ giúp khỏe mạnh gân cốt, đối với thú linh văn như hắn mà nói quả thực là bảo dược đại bổ. Cổ La sao thế? Khương Phàm vừa muốn đi ra bên ngoài thu hồi Thiết Thuẫn, ngoài ý muốn thấy được Cổ La như người chết. Thạch kiếm nhận chủ, hấp thu huyết khí, điều dưỡng mấy ngày là khỏe thôi. Cổ La nhấc thạch kiếm trong tay lên, cười nói. Ta ở thiên khải bí cảnh đã tìm được cơ duyên thuộc về ta. Chúc mừng, trên trời rơi xuống được thạch kiếm rất có thể ẩn giấu bí mật nào đó. Khương Phàm không nghĩ nhiều. Ngồi xổm ở phía trước Thiết Thuẫn đụng đụng sợi rễ đang nằm thoải mái ở phía trên hấp thu lực lượng kim loại, cùng thu bọn hắn vào thanh đồng tiểu tháp. Ta sẽ quý trọng ngươi. Cổ La nhẹ vỗ về thạch kiếm, há lại chỉ có bí mật nào đó, quả thực là bí mật cực kỳ to lớn. Dạ An Nhiên đi đến bên cạnh Khương Phàm, nói khẽ. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Vẫn tốt mà, thời điểm ta cùng Đỉnh Lô nhận chủ, thiếu chút nữa cũng bị hút khô. Chỉ là không có khoa trương như Cổ La thôi. Đúng vào lúc này, bầu trời lại lần nữa oanh động, chấn thiên động địa, kinh hãi rất nhiều mãnh thú đều thấp thỏm lo âu. Lúc thí luyện giả các nơi đang xem lại có bảo bối gì rơi xuống, bất chợt, mây mù cuồn cuộn giữa bầu trời liên tiếp xuất hiện hai đoàn vòng xoáy, to như hồ nước,
trong vòng xoáy lấp lóe cường quang như có lôi điện, có nhật nguyệt tinh thần, tràn ngập uy thế làm cho dân chúng sợ hãi. Tựa như là Thương Thiên đang mở hai mắt ra, nhìn trộm thế giới này. Thạch kiếm trong tay Cổ La khẽ run lên, trước tiên là dung nhập vào thân thể Cổ La, chìm vào khí hải. Vòng xoáy chậm rãi hạ xuống, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng lại như đã chạm đến cấm kỵ của Thiên Khải bí cảnh, mây mù nhanh chóng bạo động khắp bốn phương tám hướng hội tụ ở nơi đó, lấp đầy vòng xoáy. Vòng xoáy không hề kháng cự, mặc cho mây mù nuốt hết nó. Tuy nhiên trước khi bọn chúng hoàn toàn tiêu tán, đám người Thiên Khải bí cảnh rõ ràng nghe được vài tiếng nói nhỏ như ẩn như hiện, giống như đến từ trên trời. Người đa nghi rồi, hắn hẳn là chết rồi. Chỉ mong là thế, chuẩn bị báo với Minh tộc, bọn chúng. Thiên Khải bí cảnh lâm vào bình tĩnh thật lâu, rất nhiều thí luyện giả đều cho rằng mình đã nghe lầm, hoặc là ảo giác. Kẻ nào chết rồi? Trận ác chiến vừa rồi kia, chẳng lẽ đang vây bắt lấy người nào sao? Minh tộc. Cái gì là Minh tộc? Trên trời thật sự có thần linh sao? Khương Uyển Nhi ngước nhìn bầu trời, thì thào khẽ nói. Yến Khinh Vũ lắc đầu nói. Nơi đó hoàn toàn không giống với thế giới này, không có quan hệ với chúng ta. Khương Phàm nhìn qua bầu trời đã khôi phục lại bình tĩnh, nơi đó. Có liên quan tới ta. Bởi vì Cổ La cần điều trị, Tiêu Phượng Ngô cần luyện hóa huyết đan, bọn hắn đành ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó mới lại vào rừng rậm, tiếp tục xông xáo, tìm kiếm cơ duyên. Dạ An Nhiên mới đầu còn lo lắng Cổ La, nhưng sau khi quan sát cẩn thận thì thực sự không nhìn ra vấn đề gì. Sau khi Lý Dần, tự học thành tài, phóng xuất ra mãnh hổ quyền, lực chú ý của mọi người cũng đều thật sự bỏ vào cái tên gia hỏa kỳ lạ này. Người rốt cuộc là ai? Sau khi Tiêu Phượng Ngô tự mình cảm nhận uy lực của mãnh hổ quyền thì càng kinh ngạc hơn. Đây cũng không phải là chỉ có hình dáng, mà còn có được lực va đập và lực bạo tạc thật sự, không có gì khác biệt so với mãnh hổ quyền của Khương Phàm. Ta tên Lý Dần, những cái khác đều không nhớ rõ. Lý Dần hình như lại không hề chú ý tới ánh mắt quái dị của mọi người, hắn đắm chìm trong vui mừng khi đã phóng xuất ra võ pháp. Linh văn hắn đang thay đổi, cho ta cảm giác chính là còn đang thức tỉnh, không có hoàn toàn định hình. Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Phàm. Nhưng có một câu lại không nói ra, linh văn này làm sao lại càng lúc càng giống Khương Phàm. Khương Phàm đã sớm chú ý tới linh văn thay đổi, nhưng thật không nghĩ tới Lý Dần vậy mà có thể diễn biến ra mãnh hổ quyền. Đây là thánh cấp võ pháp, làm sao có thể nói phóng xuất thì liền có thể phóng xuất ra được. Khương Phàm bỗng nhiên có một cảm giác quái dị, gia hỏa này sẽ không phải là đang sao chép hắn đấy chứ. Không thể nào. Quá không thể tưởng tượng nổi. Khương Phàm nói. Lý Dần, mạo phạm, ta muốn đưa ngươi vào trong thanh đồng tiểu tháp ở vài ngày. Vì sao, ta có phải hay không làm sai chuyện? Cho đến khi ngươi nhớ lại thân thế của ngươi. Cho ta một lời giải thích có thể làm cho ta an tâm. Khương Phàm có cảm giác bất an. Thương Giác Sơn, ngọn núi nổi danh trong Thiên Khải bí cảnh. Ngọn núi nguy nga hùng vĩ, đột ngột nhảy lên hơn 6.000 mét. Đỉnh núi tràn ngập khe rãnh, còn phân tán mấy chục tòa đỉnh nhọn khoảng 100 mét, như đá rừng thẳng tắp, hùng kỳ lại tráng lệ. Bao quanh đỉnh nhọn là một mảnh đất trống phạm vi 800 mét, vuông vức cứng rắn, khắc đầy phù văn cổ xưa. Bao quanh là cột đá tráng kiện lại sáng long lanh. Nó chính là 1 trong 18 long hổ đài tại Thương Giác Sơn của Thiên Khải bí cảnh. Đường Diễm, hắn tới rồi. Lúc khi Khương Phàm đến nơi này, đỉnh núi đã tụ tập mấy trăm vị cường giả. Ngoại trừ Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa, Vô Hồi Thánh Địa ra thì còn có rất nhiều đệ tử Thánh Địa khác cũng đều gom lại nơi này. Bọn hắn yên lặng chú ý tới Khương Phàm đang ở nơi xa đi tới. Nghe nói người này cực kỳ phách lối, từ bên ngoài thành Thiên Khải đã bắt đầu khiêu khích thánh địa, sau khi tiến vào Thiên Khải bí cảnh càng không cố kỵ gì. Đồ sát ly hỏa thánh địa, bắt sống Diêm Lâu, hủy hồn đao, săn bắt Úy Thiên Lang. Còn cùng Kim Giáp Thái Long khiêu chiến tại Long Hổ Đài. Người này cuồng ngạo đã vượt qua giới hạn mà thánh địa có thể tha thứ. Nếu như cứ để cho tên hỗn trướng này làm ra tập tục, tương lai Thiên Khải bí cảnh sẽ có tên Đường Diễm thứ hai, thứ ba. Càng nhiều Đường Diễm khiêu khích thánh địa. Khương Phàm nhìn xung quanh đỉnh núi, lưu ý tới tất cả đệ tử thánh địa, cũng lưu ý tới những người thí luyện các nơi. Trừ Dạ An Nhiên, Đao Hoàng làm bạn ở hai bên hắn ra thì bọn người Tiêu Phượng Ngô, Cổ La đều đã sớm tới đây,
xâm nhập vào trong đội ngũ thí luyện giả. Bọn người Tiêu Phượng Ngô đón ánh mắt Khương Phàm, chậm rãi gật đầu. Hắn đang tìm hắn bạn mình. Úy Thiên Lang thuận theo ánh mắt Khương Phàm, nhìn vào đám người trên đỉnh núi. Khẳng định có 5 tên. U Dương Yên nhỏ giọng nói nhỏ. Không sai được, hắn muốn 5 giọt thánh huyết, chính là chuẩn bị cho 5 người kia. Đường Diễm không tự mình dùng. Lúc ta rời khỏi chỗ Đường Diễm, thừa dịp hắn không chú ý đã liếc mắt đến sơn cốc, đúng là có 5 đám huyết khí. Úy Thiên Lang cười lạnh, trò hay sắp bắt đầu. Chờ một lúc nữa Đường Diễm và Thái Long đánh nhau, các ngươi tìm cơ hội tản ra, xác định vị trí 5 người kia cho ta, sau đó, chờ lệnh của ta. U Dương Yên phân phó đệ tử bên cạnh, đáy mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo. Một tên cũng không chạy được. Các đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa thấp giọng đáp. Trên Long Hổ Đài, Thái Long xếp bằng ngồi đó, kim quang toàn thân hừng hực, sáng lạn như mặt trời. Áo giáp màu vàng giống như lân phiến cứng rắn, bao trùm lấy mỗi một bộ phận. Sừng nhọn trên đầu khuấy động khí tức làm cho người khác sợ hãi, pháp trận dưới thân trải rộng ra hơn 100 mét, ánh sáng không ngừng liên tục bắn tới trời cao, rung động ầm ầm. Số lượng lớn xiềng xích màu vàng vờn ở xung quanh như kim xà. 2 tháng điên cuồng khổ tu, cảnh giới thuận lợi đột phá tứ trọng thiên. Từ tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, không chỉ vượt qua cảnh giới, càng tương đương với từ linh nguyên cảnh sơ kỳ bước vào giai đoạn quá độ. Từ linh văn đến huyết mạch, từ linh nguyên đến khí hải, Thái Long đều có thay đổi giống như trưởng thành. Đường Diễm, mời lên Long Hổ Đài. Đệ tử linh kiếp thánh địa phân tán ở giữa các núi đá gập ghềnh mời gọi Khương Phàm. Khương Phàm nhỏ giọng nhắc nhở Dạ An Nhiên. Chú ý an toàn, đề phòng Hồn Thiên Thánh Địa. Không cần lo lắng cho bọn ta, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, Na Yêu sẽ ra tay. Dạ An Nhiên bồi tiếp Khương Phàm đi đến phía trước Long Hổ Đài. Người quả thật đã tới. Thái Long ở bên trong trận pháp màu vàng mở 2 mắt ra, âm thanh vang vọng khắp dãy núi. Đệ tử linh kiếp thánh địa nghe đây, ai dám nhúng tay trận luận võ hôm nay, giết cho ta, dù cho hắn là đệ tử thánh địa. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, Thái Long ta gánh. Đột nhiên xuất hiện một tiếng ra lệnh để bọn người Úy Thiên Lang cau chặt lông mày, cũng làm cho các đệ tử thánh địa khác 2 mặt nhìn nhau. Ta thích tên này. Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc. Có câu nói này của Thái Long, lại có Vô Hồi thánh địa âm thầm hỗ trợ, hắn cũng muốn nhìn xem Hồn Thiên thánh địa có dám làm loạn hay không. Giống. Lúc này, Tiểu Kim Hầu từ đằng xa nhảy lên đỉnh núi, ánh mắt vàng óng quét các nơi, tập trung vào Khương Phàm đang đi tới Long Hổ Đài. Hống hống hống. 6 con hắc hầu cao 10 mét theo sát nhảy lên, cũng tập trung vào Khương Phàm ở xa xa. Bọn chúng đi ra hơn 10 ngày, không có tìm kiếm Khương Phàm mà mai phục tại gần Thương Giác Sơn, chờ đợi Khương Phàm xuất hiện. Bọn chúng lại muốn xem thực lực thật sự của thiếu niên này. Rốt cuộc có tư cách tiếp nhận huyết khế ước hay không? Khương Phàm đi đến Long Hổ Đài, cảm nhận được khí thế của Thái Long. Phân thắng thua như thế nào? Ngươi không kiên trì nổi, ta ngừng. Ta không kiên trì nổi, hô ngừng. Ta đã nói rồi, Long Hổ Đài chi chiến, thần thánh lại công chính, chỉ luận thắng bại, không bàn sinh tử. Bắp thịt toàn thân Thái Long kịch liệt nhúc nhích, tấm thân cao hơn 3 thước tràn ngập áp lực khiếp người. Ta chờ ngươi rất lâu, chiến thôi. Sau một câu Thái Long lập tức tấn công, xông về phía Khương Phàm. Pháp trận dưới thân lại theo di chuyển theo từ mặt đất. Khương Phàm sâu hít một hơi, ánh mắt hừng hực, dậm chân phóng tới, ngang nhiên nghênh đón Thái Long. Khoảng cách vài trăm mét đã nhanh chóng tới gần. Giống. Thái Long đột nhiên phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc như lôi đình, toàn thân hừng hực kim quang, chiếu sáng đến nỗi người khác đều không mở mắt ra được. Toàn bộ xích xiềng hội tụ đến 2 bên nắm đấm. 2 mắt Khương Phàm phát ra tinh mang rạng rỡ, nhìn thấu cường quang, khóa chặt Thái Long, 2 tay biến thành móng vuốt chu tước, cùng quyền 6 cộng sinh. Keng! Một tiếng va chạm giống như đao kiếm chạm mạnh, sóng âm chói tai trong chốc lát đã chấn động toàn trường. Thái Long đánh ra lực bộc phát siêu cường, trong nháy mắt đã đưa ra 13 vạn lực quyền, phối hợp với xiềng xích, cưỡng ép đẩy lui Khương Phàm. Sau đó dậm chân phóng tới, trọng quyền như mưa to trùng kích xuống. Khương Phàm dựa vào móng vuốt và quyền sáo bạo phát ra lực lượng 100.000 cực cảnh. Nhưng, cảnh giới Thái Long đã tăng lên, lực quyền đã thêm mấy vạn, giống như lần đầu tiên giao phong đè lại Khương Phàm như thế. 100.000 cực cảnh, tốt.
Thái Long lại phấn chấn hô to, rõ ràng cảm nhận được lực lượng Khương Phàm đã thay đổi. Đây là người đầu tiên trong tất cả đối thủ hắn gặp phải đạt tới 100.000 cực cảnh. Đây là lực lượng cực hạn, càng là một loại thăng hoa thể chất. Thế này mới là chiến đấu thật sự. Không uổng công hắn đau khổ đợi 2 tháng. Mặc dù Khương Phàm bị Thái Long tấn công điên cuồng áp chế, nhưng không có bất kỳ chật vật gì, cũng không có chút hỗn loạn nào. Giữa lúc đại khai đại hợp, móng vuốt liên tiếp oanh kích, toàn thân sôi trào khí huyết, không ngừng liên tục đánh thẳng vào 2 tay. Càng đánh càng cuồng, càng đánh càng ổn. Tất cả các đệ tử thánh địa đều 2 mặt nhìn nhau, tên điên này vậy mà có thể cùng Thái Long so đấu lực lượng. 100.000 cực cảnh. Gương mặt bọn người Úy Thiên Lang cũng hơi có phản ứng, ngoại trừ Thái Long biến thái như thế, ai có thể tại 13 tương đương 14 tuổi đánh ra được lực lượng 100.000 cực cảnh. Đây chính là lực lượng cực hạn, chỉ cần đột phá, hoàn toàn có thể chính diện ngạnh kháng võ pháp cường đại. Sau cú va chạm thứ 300, Khương Phàm đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, huyết khí cuồn cuộn, linh nguyên gáy to, 2 tay hoàn toàn bị huyết văn bao phủ, triệt để hóa thành chu tước chảo. Bành! Quyền chảo bạo kích mãnh liệt lập tức nổ tung, 2 người đều run rẩy toàn thân, nhưng cũng lại đều cưỡng bức dừng lại, không có người nào lui lại nửa bước. Hắn đỡ được rồi. Các cường giả vây xem trợn mắt hốc mồm, vậy mà lại có thể dựa vào cơ thể, gánh vác bạo kích của Thái Long. Thái Long hét lớn, ánh sáng hủy diệt màu vàng sôi trào toàn thân tựa như sóng chiều dâng lên, như ngàn vạn lôi điện tạo thành bão táp. Khương Phàm bị đánh bay, nhưng vẫn liên tiếp đối kháng, cũng triệt để kích phát huyết tính của hắn, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, hỏa dực cũng triển khai, cưỡng ép thân thể không được lui lại. Kết thúc làm nóng người, Thái Long, nên đánh thật rồi. Khương Phàm huy động 2 cánh nhấc lên sóng gió lao thẳng tới Thái Long. Ha ha, tốt, vô cùng tốt, so với mong đợi của ta càng đặc sắc. Đến đây, toàn bộ xiềng xích vần quanh Thái Long đều tán ra, nhiều đến 30 sợi, so với trước đó càng tráng kiện hơn, nhanh chóng hơn. Khương Phàm trực tiếp lao tới, ngọn lửa màu vàng óng tấn mãnh cuồn cuộn, ở bên trong trong nháy mắt tuôn ra 80 mảnh hỏa tinh sáng long lanh, gào thét bạo kích tới. Xiềng xích màu vàng đang muốn vung lên bị đối diện đánh trúng. Tất cả hỏa tinh màu vàng đều do liệt diễm ngưng tụ, kích cỡ tương đương ngón cái nhưng lại ẩn chứa liệt diễm kinh người. Mà nhiệt độ lại cực cao, có thể cao gấp 2 lần dung nham. Ầm ầm, toàn bộ xiềng xích bị đánh tan, nổ lên liệt diễm sôi trào nuốt sống Thái Long. Rất nhiều hỏa tinh đánh vào trên mặt đất hòa tan cả nham thạch. Tốc độ Khương Phàm không giảm, 2 tay kéo lên một cái hỏa liên vàng óng ánh, xuyên qua liệt diễm đánh về phía Thái Long. Hỏa liên màu vàng tiểu xảo lại tinh xảo, hào quang rực rỡ, giống như một loại hàng mỹ nghệ nhưng lại khuấy động lực lượng làm cho người hồi hộp. Giống. Thái Long lại gào thét như dã thú, không sợ hãi, mặc cho toàn thân dính đầy lửa, hắn nâng trọng quyền đánh đến kim liên. Oanh. Trận bạo tạc kinh khủng quét sạch hơn 100 mét, Khương Phàm và Thái Long đều bị đánh bay ra ngoài. Sảng khoái, thật sảng khoái. Lân giáp toàn thân Thái Long bị kim viêm hòa tan, kim viêm cũng giống như dịch nhờn, đã bám vào thì không vung đi được. Nhưng kim giáp thánh văn của Thái Long lại có được sức khôi phục cực mạnh, nó đang ương ngạnh chống cự hòa tan, chữa trị tổn thương. Loại đau đớn này có thể khiến người ta phát cuồng, nhưng Thái Long lại hồn nhiên không sợ, càng giống như đang hưởng thụ. Kim giáp thánh văn, cũng không chỉ có thế. Pháp trận dưới chân Thái Long oanh động kịch liệt. Một tay tỏa ra kim quang chậm rãi dâng kim giáp chiến đao lên. Lại đến đây. Thái Long nắm chặt chiến đao, khí chất cường thịnh, cuồng bạo, sắc bén, 2 chân hắn làm băng liệt mặt đất, phóng lên mấy chục mét. Rầm rầm. Toàn bộ xiềng xích bay theo lên không. Tốt thay cho một kim giáp thánh văn. Khương Phàm lao xuống, liệt diễm vần quanh, 2 cánh sáng chói lại hoa lệ, liên tiếp đánh ra 5 trưởng ấn. Đây là liệt diễm tam trọng kích. 5 đạo trưởng ấn, một đạo so với một đạo càng khổng lồ hơn, càng chân thực hơn, như thần linh đánh ra trưởng. Mở ra cho ta. Thái Long trừng trừng 2 mắt, lực lượng sôi trào khắp người, kim giáp chiến đao liên tục chém xuống, tùy tiện rạch ra trưởng đầu tiên. Gần như là đồng thời, xiềng xích đi theo phía sau lập tức bạo kích, toàn bộ đánh vào trên người hắn. Trong tiếng mọi người kinh hô và trong âm thanh tranh minh, Thái Long bay lên không 50 mét. Tốc độ cực nhanh, đao thế càng mạnh. Ầm ầm,
đao thứ hai trưởng ấn đánh nát. Ngay sau đó, xiềng xích tiếp tục oanh kích, đẩy Thái Long nhiều lần bay lên không. Thao tác thô cuồng càng kinh diễm để tất cả các đệ tử thánh địa đều rất kinh ngạc. Ầm ầm, kim giáp chiến đao sôi trào lên đao khí kinh người, va chạm với đạo liệt diễm trưởng thứ năm, nổ lên cuồng liệt kim viêm như sóng chiều. Nhưng lần này, kim giáp chiến đao không thể lại bổ trưởng ấn ra được nữa. Đạo trưởng ấn này giống như tòa kim sơn đang rơi xuống. Trưởng ấn đánh vào trên thân Thái Long, cũng đánh tan tất cả xiềng xích. Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, lần nữa ngưng tụ ra hỏa liên, tốc độ nhanh như thiểm điện lao thẳng đến Thái Long. Nhưng, một sợi xiềng xích may mắn còn sống sót, nói chính xác hơn thì hẳn là bị Thái Long khống chế trốn ở sau lưng, nó đột nhiên cuốn lấy thân thể hùng tráng của hắn kéo về phía dưới. Khương Phàm đánh hụt, mà Thái Long thì lại lấy tốc độ kinh người rơi xuống đập vào Long Hổ Đài. Ngưu bức thật, Tiêu Phượng Ngô vừa rung động lại càng chấn động, kim giáp thánh văn đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh, cái tên Thái Long này càng là đem kim giáp thánh văn vận dụng đến cực hạn. Thật mạnh, vẻ mặt Na Yêu đều có chút nghiêm trọng, từ trên thân Thái Long nàng cảm nhận được một phần áp lực, một loại uy hiếp. Cái này nếu có thể thật sự trưởng thành, sẽ cường hãn tới trình độ nào đây? Thái Long vừa mới rơi xuống đất liền nhìn thẳng lên trời gầm thét, pháp trận dưới thân càng tỏa sáng hơn, từng lớp vảy màu vàng óng dần dần tách ra, sáng chói, lại vô cùng sắc bén. Trong chớp mắt, pháp trận oanh minh phát ra tiếng. Hơn 50 miếng vảy vàng nổ bắn lên trời cao, cắt đứt không gian, kim quang hừng hực, toàn bộ đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm lập tức vỗ cánh bay lên không. Ngưng tụ ba đạo hỏa diễm tinh thuẫn ngăn chặn đòn tấn công kia lại. Rầm rầm rầm, kim lân va chạm mãnh liệt, tiếp tục bạo tạc. Khương Phàm bị tấn công liên tục nên tháo chạy mấy trăm mét ở trên không. Toàn bộ tinh thuẫn bị phá hủy. Ba mảnh kim lân còn lại thì trực tiếp đánh vào trên thân Khương Phàm, máu thịt be bét. Đến đây, Thái Long cầm đao gầm thét với trời cao, xiềng xích màu vàng kích động bắn vọt. Khương Phàm ở trên không huy động hỏa diễm mãnh liệt, vừa đau đớn càng phấn khởi, hoàn toàn quên đi bọn người Úy Thiên Lang. Kim quang cuồn cuộn, rọi khắp nơi thiên khung. Thánh pháp, bạo hùng quyền. Linh nguyên gáy to, thánh văn dẫn dắt. Một con hỏa hùng uy mãnh dài 7, 8 mét xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, toàn thân nó quấn quanh liệt diễm nóng hổi, sinh động như thật, hung hãn lại táo bạo. Một tiếng giống to rõ. Bạo hùng đạp giữa không trung phóng tới Thái Long ở phía dưới. Thái Long cảm nhận được uy thế kinh khủng kia nhưng lại cao ngạo không tránh né, dùng sức nắm chặt kim giáp chiến đao oanh minh. Giống. Bạo hùng từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đem tất cả năng lượng liệt diễm hội tụ đến móng vuốt. Ánh sáng chói mắt, năng lượng khủng bố, giống như một mặt trời nhỏ đột nhiên rơi xuống. Sắc mặt Thái Long hơi hoảng. Kim giáp chiến đao muốn bổ lên bạo hùng nhưng lại cưỡng ép thay đổi tuyến đường, đánh thẳng đến móng vuốt kia. Oanh! Tiếng oanh minh mãnh liệt vang vọng đỉnh núi, chấn động đến rất nhiều người ở đây đều vô thức rụt cổ một cái. Ngay sau đó liệt diễm nhấc lên, Thái Long chật vật bay ra ngoài, hai tay máu thịt be bét, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có sự cuồng tính trong người, hắn vừa rơi xuống đất liền nhịn đau kích phát trận pháp lên lại, trải rộng ra dưới chân. Đúng vào lúc này, một con man ngưu hùng tráng ngút trời theo sát bạo hùng đánh về phía Thái Long. Đầu tóc Thái Long bay loạn, nhìn lên trời gầm thét, trong pháp trận dưới đất khống chế lên hơn 30 sợi xiềng xích, phóng lên tận trời. Nhưng, lần này cũng không phải dùng xiềng xích chặn đánh, mà nắm xiềng xích trong pháp trận từ trong tay vung ra một trận chiều dâng màu vàng giống như tòa kim sơn uy nghiêm bạo kích lên trên. Ầm ầm, kim sơn bay lên không, va vào man ngưu. Cả hai đều nổ tung, kim quang, kim viêm cuồn cuộn vài trăm mét, năng lượng chấn động kinh không dứt. Toàn trường kinh sợ, cũng đều quên đi những tạp niệm trước đó, tập trung tinh thần chú ý vào trận chiến đấu đặc sắc này. Mặc kệ cường thế hay là cao ngạo, đều cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Không chỉ đến từ Thái Long, càng đến từ Đường Diễm. Đường Diễm, người xuống đây cho ta. Thái Long gào thét, ở sau lưng hình thành bóng người vàng óng khổng lồ. Nhìn qua như một chiến thần màu vàng từ một không gian nào đó xuất hiện. Đại địa oanh minh, người trong cả dãy núi hồi hộp. Khí thế thật mạnh. Đám người lần nữa cảm nhận được áp lực mãnh liệt, còn có khí tức táo bạo hủy diệt hết thảy mọi thứ.
Ngay cả rất nhiều cường giả linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên đều âm thầm hít một hơi, đây là giao phong giữa tứ trọng thiên sao. Oanh! Rầm rầm rầm! Thái Long dậm chân bay lên không, xiềng xích đều bạo tạc như trọng trụy oanh kích hai chân, oanh kích thân thể, tốc độ của hắn liên tục tăng vọt, bay thẳng lên 200 mét. Bóng người khổng lồ ở sau lưng nắm chặt trọng quyền. Khương Phàm cảm nhận được uy hiếp, không tiếp tục nhìn nữa, liệt diễm cuồn cuộn ở sau lưng, từng con kim viêm mãnh thú thành hình. Năm con hỏa lang cùng mãnh hổ, cự tượng, hỏa mãng, bạo hùng và man nghiêu. 10 con mãnh thú, phân tán ở hai giống như liệt diễm đại yêu thực thụ, vờn ở xung quanh, bảo vệ chủ nhân của bọn chúng. Bọn chúng thân dài vài mét thậm chí mười mấy mét, cường thế uy mãnh, không chỉ có thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng, khí thế kinh người mà còn có nhiều thêm mấy phần lệ khí của chú tước linh nguyên. Nhiều như vậy. Hắn làm sao làm được? Thánh phẩm thú linh văn, lực khống chế thật kinh khủng. Chênh lệch thật. Những người thí luyện nhao nhao sợ hãi lại thán phục, hôm nay xem như thật đã được mở mang tầm mắt. Mặt khác, mấy vị thánh văn thánh địa cũng đều đang thán phục đồng thời lại có chút không thể tưởng tượng nổi, nếu như mỗi một con yêu thú đều bị khống chế độc lập, trình độ khống chế linh văn của Đường Diễm cũng quá biến thái đi. Bọn hắn, làm không được. Tốt. Thái Long cuồng hống. Phấn chấn đến kích động, khí huyết toàn thân đều đang sôi trào. Đây mới là trận chiến mà hắn mong muốn. Chiến đấu như vậy mới có thể được Long Hổ Đài ghi chép. Ầm ầm, huy quyền của kim giáp hư ảnh mãnh liệt, trong chớp mắt, bầu trời đã có 300 đạo trọng quyền kim quang đánh về phía Khương Phàm. Toàn trường kinh hô, số lượng lớn cường giả bỗng nhiên biến sắc. Đây là thế công của linh nguyên cảnh sao? Giống, Khương Phàm há mồm. Gào thét như thú, ngang nhiên phóng xuất ra thập thú bá thế quyền. Linh nguyên gáy to, linh văn nở rộ ra đại thừa thánh uy, hoàn chỉnh lại khống chế độc lập mỗi đạo thú quyền. Thập thú kêu gào, âm thanh chấn động thiên khung. Bọn chúng phóng tới kéo lấy lửa nóng hừng hực phá hủy tất cả kim quang trọng quyền. Không trung lập tức vang tiếng nổ mạnh lên liên miên, cường quang màu vàng cùng ngọn lửa màu vàng óng chiếu sáng đến mức khiến rất nhiều người đều không thể nào mở mắt ra. Thập thú hung mãnh cuồng bạo, dễ như trở bàn tay phóng tới phía trước, nhưng kim quang quyền cũng không kém, lít nha lít nhít quyền đầu bạo kích, thắng ở số lượng. Một trận quyết đấu làm cho tất cả mọi người sợ hãi than, đây là trận trình diễn đặc sắc ở trên không. Nhưng, không đợi tình hình chiến đấu kết thúc, một tia sáng hủy diệt xé rách chiến trường, uy thế kinh người, đánh về phía Khương Phàm trên bầu trời. Thời điểm khi Thái Long nhìn thấy Khương Phàm phóng thích 10 con mãnh thú, hắn liền biết võ pháp mình vừa nghiên cứu ra rất có thể không đạt được hiệu quả trấn nhiếp mong muốn. Cho nên, lúc hai bên võ pháp va chạm nhau, một khắc này, hắn lấy kim giác phóng thích ánh sáng hủy diệt, đồng thời khống chế xiềng xích rơi xuống một lần nữa bay lên không, phản chấn để hắn rời khỏi. Kim giác hủy diệt so với tốc độ ánh sáng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi, cứ thế mà đánh thẳng đến chỗ Khương Phàm. Nhưng, kinh nghiệm chiến đấu của Khương Phàm cũng không kém. Lúc hai bên va chạm hắn đã sẽ đoán được Thái Long sẽ không đơn giản ngồi đợi tình hình chiến đấu kết thúc, vô cùng có khả năng sẽ vận dụng kim giác của hắn. Cho nên, Khương Phàm đã vung tàn đao lên trước. Ầm ầm, ánh sáng hủy diệt lao tới vừa vặn đánh vào trên tàn đao. Năng lượng chấn động tàn đao, nổ lên đao khí kinh khủng, đánh bay cả Khương Phàm đi. Ngươi, tốt, tốt. Thái Long kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cùng lúc đó toàn thân cũng nổi lên từng trận sóng nhiệt. Đối thủ như vậy thì mới gọi là đối thủ chứ. Cái này không chỉ là đối kháng linh văn võ pháp, càng là so đấu kinh nghiệm chiến đấu. Giờ khắc này mà, Đường Diễm còn né tránh được, quá đặc sắc, để hắn cũng nhìn không được mà khen ngợi một tiếng. Hai tay Khương Phàm đều bị va chạm kịch liệt làm mất đi cảm giác, nhưng vẫn cố cưỡng ép khống chế thân thể, nhanh chóng lao xuống. Vạch ra một đường cong đặc sắc nhào về phía Thái Long. Rầm rầm, xiềng xích bay lên không, vần quanh Thái Long, kéo hắn quay về mặt đất. Tuy nhiên, khi Thái Long va chạm mặt đất, ánh mắt hắn liền lóe lên, xiềng xích được nắm trong tay bỗng nhiên dương lên, hung hăng quăng hắn về phía không trung. Lại đến, Thái Long hét lên, nâng trọng quyền muốn tấn công Khương Phàm, đánh để hắn trở tay không kịp. Nếu so đấu kinh nghiệm, vậy xem ai phong phú hơn. Coi chừng. Dạ An Nhiên nhìn không được mà hét to, những sợi xiềng xích màu được Thái Long lợi dụng đến cực hạn. Ngươi tính sai rồi.
Khương Phàm lại đột nhiên tăng tốc tránh khỏi Thái Long, đánh tới pháp trận. Trong vòng xoáy ngưng tụ ở phía sau tuôn ra 8 đạo trọng quyền liệt diễm. Thương Nhật băng quyền vô cùng tiêu hao linh lực, nếu như đổi lại là trước đó, hắn không dám sau khi phóng thích thập thú bá thế quyền lại vận dụng Thương Nhật băng quyền. Nhưng, địa tâm liên tử đã phát triển khí hải hắn to gấp đôi, tương đương với cấp bậc lục trọng thiên. Khương Phàm, hao tổn nổi. Ầm ầm. 8 đạo trọng quyền giống như thiên thạch va chạm đánh vào pháp trận. Pháp trận kịch liệt lắc lư, sụp đổ tại chỗ, xiềng xích từ bên trong mở rộng đi ra đều bị chôn vùi. Thái Long cưỡng ép lao vào không trung rốt cuộc cũng đã mất đi lực lượng. Số lượng lớn người xem chiến nhịn không được mà tiến về phía trước 2 bước, khẩn trương nhìn một màn này. Khương Phàm chấn kích 2 cánh một cách mãnh liệt, tốc độ nhanh đến kinh người, một con mãnh hổ, một con bạo hùng được linh văn ngưng tụ, theo Khương Phàm xông về phía Thái Long. Thái Long, nhận thua đi. Thái Long cực kỳ không cam tâm, thế nhưng ngẩng đầu nhìn va chạm kịch liệt giữa không trung một chút. Hỏa lang bị vỡ nát, mãnh hổ bị tạc nứt, cự tượng băng liệt, hỏa mãng cũng bị đè ép mà biến mất. Nhưng con bạo hùng và man nghiêu kia lại thành công đột phá quang quyền quyền ánh sáng đầy trời. Có nghĩa là, đòn tấn công mạnh nhất của hắn đã thất bại. Tính tình Thái Long táo bạo, tranh cường háo thắng, nhưng ánh mắt hắn bây giờ lại hơi rung nhẹ. Ở giữa không trung thản nhiên hô to. Nhận thua. Khương Phàm đang muốn thả mãnh hổ và man nghiêu ra thì lập tức bay lên không, vọt tới hai bên trái phải Thái Long. Oanh! Thái Long vững vàng rơi trên mặt đất, không có nhận vết thương nào quá nghiêm trọng, nhưng hắn biết hôm nay mình không thắng được. Nếu như là trước đó, hắn sẽ không để ý mà điên cuồng liều đến triệt để, nhưng hôm nay Đường Diễm hình như còn phải tiếp nhận khiêu chiến của bọn người Úy Thiên Lang. Dạ An Nhiên thoáng thở phào, tên Thái Long này coi như không tệ, không phải loại hung hăng càn quấy chết sĩ diện kia. Tên Thái Long này được đấy. Tiêu Phượng Mô đối với Thái Long lại có thêm một chút xem trọng, có rất ít có thể người chịu thua, nhất là đối với đám đệ tử thiên tài thánh địa. Thắng, Đường Diễm vậy mà lại thắng cái tên cuồng chiến đấu Thái Long này sao? Kỳ thật Thái Long còn có hy vọng, hắn là kim giáp thánh văn, lực phòng ngự kinh người, ngạnh kháng va chạm. Dựa thế rơi xuống đất vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn vậy mà lại chủ động nhận thua, là tự nhận không bằng, hay là sợ cuối cùng thua càng chật vật. Đám người bạo động, tất cả đều không tin được. Thế nhưng hồi tưởng lại trận chiến đấu vừa rồi, tên Đường Diễm này xác thực cường đại. Mặt các đệ tử thánh địa khác trao đổi ánh mắt, đều từ lẫn nhau nhìn thấy mấy phần chấn kinh. Bọn hắn không hiểu rõ Đường Diễm, nhưng lại rõ ràng kim giáp thánh văn cường đại như thế nào. Đó tuyệt đối là linh văn cấp bậc bảo tàng. So với thánh phẩm thú linh văn đều không kém chút nào. Mà, Thái Long lại còn là chiến binh siêu cấp được linh kiếp thánh địa bồi dưỡng chu đáo, làm sao có thể bại bởi một tên con hoang. Ca ca quá mạnh. Khương Uyển Nhi rung động thấy chênh lệch giữa mình và Khương Phàm càng lúc càng lớn. Bọn người Thác Bạc Hoàng trao đổi ánh mắt, thể hiện vẻ nghiêm trọng, tên điên này xác thực mạnh đến mức có chút biến thái. Long Hổ Đài. Giao cho ngươi. Thái Long thản nhiên rời khỏi, không quan tâm thắng thua, hắn quan tâm biểu hiện của mình. Hắn đều đã hiện ra tất cả những gì mình có, cũng nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận, rất hài lòng. Hắn tin tưởng Long Hổ Đài sẽ ghi chép trận chiến này, càng tin tưởng thời điểm truyền ra khắp thiên hạ, mọi người cũng sẽ không để ý hắn thắng thua, mà là bày ra uy lực tứ trọng thiên kim giáp thánh văn của hắn đây. Tuy nhiên, thời điểm Thái Long rời khỏi Long Hổ Đài, không biết vô tình hay cố ý mà nhìn vị thiếu nữ như tinh linh mỹ lệ ở nơi xa. Trận chiến thứ hai, ai bước lên? Khương Phàm ăn vào vài viên thuốc, nhấc tàn đao lên chỉ đến bọn người Thác Bạc Hoàng. Còn có trận chiến thứ hai. Hình như là bọn người Úy Thiên Lang đều khiêu chiến Đường Diễm. Thế sao, hôm nay thật có nhiều thứ để xem rồi. Đám người đang chuẩn bị người rời khỏi đều lần lượt dừng lại, Thái Long đánh rất đặc sắc. Bọn hắn chờ mong biểu hiện của ba vị thiên tài hồn thiên thánh địa. Bọn người Tiêu Phượng Ngô cách rất xa ra hiệu với nhau. Nếu như bọn hắn quá lo lắng thì thật tốt, nếu như hồn thiên thánh địa thật dùng ám chiêu gì đó, hôm nay tránh không được sẽ xảy ra một trận ác chiến, bọn hắn phải tận lực đảm bảo an toàn của Khương Phàm. Chúng ta đã nói xong, nên ra tay liền ra tay. Chu Thanh Thọ nhỏ giọng nhắc nhở Na Yêu bên cạnh, nếu quả thật có chuyện ngoài ý muốn. Còn phải dựa vào vô hồi thánh địa. Trận đánh vừa rồi quá phấn khích,
trách không được lại làm việc phách lối, không cố kỵ gì. Thác Bạt Hoàng, U Dương Yên, Úy Thiên Lang đều thản nhiên cười khẽ, từ ba hướng khác nhau bước lên Long Hổ Đài. Các ngươi muốn cùng tiến lên. Khương Phàm nhíu mày, mẫn cảm nhìn thấy ánh mắt của bọn chúng được sự nguy hiểm. Đương nhiên là ba người chúng ta cùng nhau lên, không phải ngươi lập xuống huyết thư, muốn khiêu chiến ba người chúng ta à? Chúng ta tiếp ngươi. Bọn hắn liên tiếp vung vẩy huyết thư trong tay, ném xuống dưới chân. Là các ngươi muốn khiêu chiến ta. Khương Phàm nắm chặt chiến đao, cảnh giác ba người bọn hắn. Mặc dù có chút lòng tin đối với thực lực của mình, nhưng nếu quả thật cả ba muốn cùng tiến lên, hắn không có bao nhiêu nắm chắc. Ha ha, không dám thừa nhận sao. Rõ ràng là ngươi muốn khiêu chiến ba người chúng ta. Tiếng cười giá lạnh của bọn hắn quanh quẩn tại Long Hổ Đài, càng truyền khắp sơn lâm. Bọn hắn muốn làm gì? Không biết xấu hổ như vậy sao? Dạ An Nhiên không hiểu thấu, ba chọi một, thật không nghĩ ra. Đây chính là kế hoạch của bọn chúng sao? Bọn người Tiêu Phượng Ngô thở phào, mặc dù cách làm không biết xấu hổ, nhưng Khương Phàm hẳn là có thể ứng phó. Không đúng, Úy Thiên Lang vừa đột phá, U Dương Yên lại không có chữa trị hồn đao, coi như bọn hắn liên thủ, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Long Hổ Đài lại không cho phép vận dụng vũ khí quá mạnh. Bọn hắn, ta hiểu rồi. Na Yêu đột nhiên biến sắc, đi mau ra hai bước lo lắng hô to. Mau ra đây, nhanh đi, bọn hắn muốn đưa ngươi rời khỏi Thiên Khải bí cảnh. Tiễn hắn rời khỏi. Bọn người Dạ An Nhiên đồng loạt nhìn về phía Na Yêu. Ha ha, Úy Thiên Lang ta làm việc đều nói tín nghĩa, nếu thề sẽ không tổn thương ngươi thì tuyệt đối sẽ tuân thủ. Ngươi sẽ không chịu chút tổn thương nào, ngươi sẽ vô cùng an toàn. Rời khỏi Thiên Khải bí cảnh. Trên khuôn mặt gầy gò của Úy Thiên Lang lộ ra nụ cười tàn nhẫn. U Dương Yên nói. Long Hổ Đài có quy định, ai muốn cưỡng ép rời khỏi Thiên Khải bí cảnh, có thể leo lên Long Hổ Đài, khiêu chiến đệ tử ba vị thánh địa. Nếu như thành công, Thiên Khải bí cảnh sẽ lập tức đưa ngươi rời khỏi nơi này, sẽ còn chiêu cáo thiên hạ, trong vòng một năm. Bất kỳ đệ tử thánh địa nào cũng không được làm hại ngươi, nếu không sẽ nhận chế tài nghiêm khắc. Thác Bạt Hoàng hừ một tiếng. Chúc mừng ngươi, ngươi sắp phải rời khỏi nơi này. Cũng chúc mừng ngươi, ngươi đã được kỳ hạn an toàn dài đến một năm. Đồ hèn hạ. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến, lập tức muốn xông ra Long Hổ Đài. Ha ha, muộn rồi. Thác Bạt Hoàng, U Dương Yên, Úy Thiên Lang, trước tiên xoay người lui lại, về tới bên ngoài Long Hổ Đài. Đồng thời cắn nát đầu ngón tay, vẩy xuống máu tươi, hướng về không trung lên tiếng gào thét. Chúng ta, nhận thua, xin mời Thiên Khải bí cảnh đưa người thắng trận, rời khỏi. Máu tươi bay lên vừa vặn nhỏ lên bên trên huyết thư bọn hắn sớm để ở dưới đất. Huyết thư nở rộ tia sáng, chữ bằng máu phía trên thẩm thấu tới mặt đất, bao gồm cả chữ bằng máu Khương Phàm lưu lại. Ầm ầm, thiên khung kinh động, mây mù cuồn cuộn. Một cái cột sáng hoa mỹ từ trên trời giáng xuống. Khương Phàm nhanh chóng lao vùn vụt, rời khỏi phạm vi Long Hổ Đài, nhưng quang trụ lần theo chữ bằng máu mà khóa chặt huyết mạch Khương Phàm, trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. A! À, Khương Phàm kịch liệt giãy giụa, lại bị một lực lượng vô hình nhanh chóng kéo hắn bay lên không. Ca ca! Khương Uyển Nhi kêu lên đầy sợ hãi, mấy người Tiêu Phượng Ngô cũng nhanh chóng phóng tới, xông về phía trụ sáng. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ mục tiêu của Hồn Thiên Thánh Địa. Không phải Khương Phàm, mà là bọn hắn đây. Thực lực Khương Phàm nhanh nhẹn dũng mãnh, lại có thể bay lượn, truy bắt quá khó khăn. Nếu như có thể ném Khương Phàm ra khỏi Thiên Khải bí cảnh, ngược lại bắt bọn hắn, không chỉ có thuận tiện mà còn có thể dùng bọn hắn làm con tin, kiềm chế Khương Phàm ở ngoài thành Thiên Khải, khoanh tay chờ bị bắt. Tất cả đệ tử Thánh Địa, những người thí luyện, thậm chí là Thái Long đều bị một màn bất ngờ này làm trở tay không kịp. Rất nhiều người không rõ tình huống đều không kịp phản ứng. Ha ha, đi ra, tự mình đi ra đi, bọn hắn chính là bạn của Đường Diễm, đều tập trung vào cho ta. Thác Bạt Hoàng lớn tiếng quát lên ra lệnh các đệ tử hồn thiên cùng những người thí luyện mà bọn hắn triệu tập phân tán ở xung quanh. Thật đúng là năm tên. U Dương Yên nhìn khắp bốn phía, lưu ý đến nữ hài và xạ yêu. Có 5 người đang ở bên ngoài phóng tới chỗ nàng. Cái này gọi là tự chui đầu vào lưới. Đường Diễm, đoán xem ta sẽ tra tấn bạn của ngươi như thế nào, đoán xem bọn hắn sẽ trải qua những đau đớn gì. Nhưng,
ngươi lại có thể làm thế nào? Ha ha, ở bên ngoài thành thật đợi cho ta. Sau khi thiên khải bí cảnh một lần nữa mở ra, chúng ta muốn nhìn thấy ngươi quỳ gối ở phía trước tế đàn. Ha ha, ha ha. Quý thiên lang cất tiếng cười to, rốt cuộc cũng nói ra những lời độc ác này. Vậy mà lại dám đi đến trước mặt hắn rồi bắt hắn, đơn giản là không có đem Úy Thiên Lang hắn để vào mắt. Khoảng cách thiên khải bí cảnh mở lại còn 3 tháng, hắn muốn để Đường Diễm ở bên ngoài lo lắng dày vò 3 tháng. Nhưng vào lúc này, một đệ tử hồn thiên thánh địa đột nhiên hướng về phía U Dương Yên kêu lên đầy sợ hãi. Coi chừng, U Dương Yên, coi chừng phía sau ngươi. Giờ này khắc này, có thể là mọi người đều đang nhìn cột sáng ở giữa không trung. Hoặc có thể là đang lo lắng nhìn bạn bè của Đường Diễm đang tháo chạy, hay hoặc là đang kinh ngạc sự điên cuồng của đám người Úy Thiên Lang, ai cũng không chú ý tới có một thân ảnh mạnh mẽ màu vàng đang nhanh chóng lướt qua đám người, chạy về phía Long Hổ Đài. Chuyện gì? U Dương Yên vừa muốn quay người, bóng người vàng óng trong nháy mắt lao tới. Tiểu Kim Hầu với gương mặt dữ tợn vung lên côn sắt nặng nề quét qua phía trước. Côn sắt nặng nề cuồn cuộn yêu khí trong nháy mắt bạo kích. Nhấc lên tiếng gào thét chói tai như ngàn vạn yêu hầu đang thét lên. Bành! Côn sắt rắn chắc đánh vào trên bụng U Dương Yên. Góc độ quá xảo trá, nghiêng lên phía trên phát lực. Toàn thân U Dương Yên run rẩy, há mồm phun ra cả nước bọt, thân thể bỗng nhiên cong lên bay ngược khỏi mặt đất, bay tới cột sáng. A! À! Khương Phàm gào thét, liều mạng giãy giụa với sự trói buộc của cột sáng, bổ nhào về phía dưới. Mặc dù biên độ không lớn nhưng lại thành công bắt lấy U Dương Yên đang bay tới. U Dương Yên cơ hồ đã bị nện đứt, phía sau thắt lưng đều nát, nội tạng sai chỗ, nàng đau đến mức đầu óc trống rỗng. U Dương Yên, đám người Úy Thiên Lang quá sợ hãi, khó có thể tin được mà nhìn một màn đột nhiên xuất hiện này. Đó là cái gì? Rất nhiều người đồng loạt nhìn về nơi đó, là một con tiểu kim hầu sao? Hồn Thiên Thánh Địa. Dám can đảm làm tổn thương huynh đệ ta một phân một hào, ta sẽ xé sống U Dương Yên. Khương Phàm tức giận gào thét quanh quẩn Thương Giác Sơn, nhét U Dương Yên đang hôn mê vào thanh đồng tiểu tháp. Không cần lo lắng nơi này. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không để hồn thiên thánh địa tổn thương bọn hắn. Na Yêu nhìn về phía không trung hô to, lo lắng, tức giận lại càng hối hận. Nếu như không phải nàng đề nghị Khương Phàm phải tin tưởng thánh địa, cũng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như thế này. Bành! Tiểu Kim Hầu đột ngột nhảy lên lao tới chỗ Úy Thiên Lang. Ngăn nó lại! Tiểu Súc Sinh, ngươi cũng xứng khiêu chiến thánh địa. Ba vị thí luyện giả bị mời chào lập tức xông lại chặn đường nó. Nhưng! Giống! Kim Hầu cuồng dã gào thét, thân hình nó nhỏ nhắn xinh xắn nhưng giọng lại cuồn cuộn như lôi đình, chấn động đến mức ba người đều sôi trào khí huyết. Võ pháp vừa muốn thả ra đều mất đi hỗn loạn, kêu thảm tháo chạy. Kim Hầu nhanh chóng phóng tới, một chân đạp ở trên đầu một người trong đó. Răng rắc một tiếng, đầu người kia vỡ vụn, tiểu Kim Hầu lại phóng lên hơn 30 mét, lao thẳng đến Úy Thiên Lang. Nó vốn định chờ sau khi luận võ tại Long Hổ Đài sẽ ký huyết khế ước, không nghĩ tới lại bị mấy tên khốn kiếp này đảo loạn hết. Đường Diễm, đi, rất có thể mãi mãi cũng không trở về nữa. Nó thật vất vả mới quyết định, vậy mà. Giống. Tiểu Kim Hầu điên cuồng đuổi giết Úy Thiên Lang. Sáu con hắc hầu cao 10 mét mà tức giận đến điên cuồng, dậm chân phóng tới, thẳng đến các đệ tử hồn thiên thánh địa. Còn nữa sao? Các phương kinh động, những yêu hầu này đã xảy ra chuyện gì, giống như là bị điên vậy. Uyển Nhi, giết một tên bớt được một tên. Hôm nay giết một tên, ngày mai chúng ta sẽ bớt đi một kẻ uy hiếp. Dạ An Nhiên đột nhiên quát lên, dung nhan xinh đẹp vừa giá lạnh lại tức giận, nàng cưỡi đao hoàng phóng lên tận trời, lao thẳng đến thác Bạt Hoàng nơi xa. Thời khắc kịch biến này để nàng vừa ngoài ý muốn lại càng lo lắng, nhưng không có rối tung lên, mà dứt khoát đối diện tất cả. T. Đao hoàng vỗ cánh bay lên không, tốc độ nhanh đến cực hạn, từng luồng hồng quang từ vĩ đao cho đến đầu lưỡi, hỏa diễm mãnh liệt được phun ra ngoài, va chạm mặt đất, nuốt hết mấy tên thí luyện giả. Dạ An Nhiên tung bay áo xanh, tóc dài bay lên, hai tay huy động, không còn cần bia cổ đã nhanh chóng ngưng tụ thành hai mảnh binh tự phù. Năng lượng thiên địa oanh minh, các tia sáng gào thét lao tới, hai binh phù văn tỏa ra ánh sáng khắp nơi, hóa thành hai hư ảnh chiến tướng cường hãn hét lên giận dữ với trời cao. Không cần phải để ý đến chúng ta,
chúng ta có thể sống sót ở thiên khải bí cảnh, bảo vệ mình tốt. Tiêu Phượng Ngô gầm thét, hài cốt toàn thân loạn hưởng, hai tay hai chân đều biến thành móng vuốt màu bạc, phóng tới qua 200 mét, ngang nhiên đụng phải núi đá 100 mét phía trước. Từng tiếng ầm ầm bạo tạc, cương khí cuồn cuộn, núi đá cứng rắn bị đụng nát. Mấy chục tấn, mấy trăm tấn tảng đá bay loạn. Toàn thân Tiêu Phượng Ngô phát sáng, lực lượng tăng vọt, tốc độ càng nhanh đến kinh người, từng tay bắt lấy các tảng đá bay lên, đánh tới đám người xa xa kia. Khương Uyển Nhi, Cổ La, Yến Khinh Vũ, còn có Chu Thanh Thọ đều giết ra ngoài ngay đầu tiên. Dạ An Nhiên nhắc nhở đúng, nếu Hồn Thiên Thánh Địa muốn ăn thua đủ, bọn hắn không có gì phải cố kỵ cả. Khương Phàm bị quăng đi ra, Hồn Thiên Thánh Địa khẳng định sẽ triển khai vây bắt, hai bên không thể nào có chỗ để giảng hòa. Nếu đã như vậy thì cứ buông ra giết, hôm nay giết một tên, ngày mai sẽ bớt đi một tên. Bọn hắn đột nhiên điên cuồng không chỉ có làm cho đám người xem chiến kinh hãi, cũng để đám người Hồn Thiên Thánh Địa kia kinh sợ. Ai đang tính kế ai? Ai muốn vây bắt ai? Đây đều là những tên điên không muốn mạng từ chỗ nào đó xuất hiện, làm sao đều là một cái đức hạnh như thế này. Dừng tay cho ta. Thái Long trừng trừng hai mắt, tiếng gầm thét vang cả Thương Giác Sơn, thét lên ra lệnh đệ tử Linh Kiếp Thánh Địa ra tay ngăn lại hỗn chiến. Hồn Thiên Thánh Địa, các ngươi lăng mạ Long Hổ Đài Thần Thánh, lập tức dừng tay cho ta. Hồn Thiên Thánh Địa làm việc không ai cản các ngươi, nhưng không được nhục nhã tôn nghiêm Thánh Địa. Ngăn toàn bộ lại cho ta. Thương Hàn Nguyệt xuất hiện trên đỉnh núi, chỉ những người thí luyện bị Hồn Thiên Thánh Địa triệu phía xa kia. Ta lấy danh nghĩa Vô Hồi Thánh Địa, giao trách nhiệm cho các ngươi lập tức lui ra. Ai dám không theo, Vô Hồi Thánh Địa, truy sát, không chút lưu tình. Hai đại thánh địa nghiêm khắc tức giận quát tháo lập tức trấn trụ những người thí luyện sao động. Nhưng, bọn hắn đã ngừng, còn bọn người Tiêu Phượng Ngô đang bão nổi lại không? Nhất là Kim Hầu, dữ tợn lại khủng bố, táo bạo lại điên cuồng, liên tiếp giết lùi 7 vị thí luyện giả trước mặt, thẳng tiến không lùi đánh đến Úy Thiên Lang. Tiểu súc sinh, ngươi phạm vào kiêng kỵ, hôm nay xử lý ngươi, lần sau xử lý toàn tộc ngươi. Hai vị cường giả ngũ trọng thiên Hồn Thiên Thánh Địa kịp thời giết tới, kích hoạt linh văn, cường thế chặn đánh. Nhưng, không chờ bọn hắn ra tay, toàn thân tiểu kim hầu vang lên tiếng hài cốt răng rắc giòn vang, bả vai xông ra hai cánh tay trắng kiệt, móng vuốt như đao, khuôn mặt hung hăng ở sau ót mở ra hai mắt tinh hồng, lóe ra ánh sáng tàn nhẫn, giữa răng nanh nhọn như có hỏa diễm hủy diệt đang cuộn trào. Oanh! Tiểu kim hầu đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất. Thân thể phóng lên bỗng nhiên xoay tròn, mặt hung mở lớn miệng, một cỗ huyết sắc bắn ra, theo thân thể nó vung vẩy, hung hăng quét về phía trước. Đây là cái gì? Hai vị cường giả ngũ trọng thiên ở trước mặt, cùng Úy Thiên Lang ở phía sau vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị huyết sắc tập trung, toàn thân run rẩy bay ra ngoài. Bọn hắn giống như bị một thanh huyết đao nặng nề chém vào trên thân, mạch máu toàn thân đều vỡ vụn, đau đớn không chịu nổi, kêu lên đầy thê lương thảm thiết. Tiểu kim hầu nắm chặt cây gậy lao thẳng đến chỗ Úy Thiên Lang đang quỳ xuống đất gào thảm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thái Long bỗng giết tới, nắm cầm kim giáp trọng quyền ngang nhiên nghênh kích côn sắt. Ta nói, dừng tay. Một tiếng nổ vang, toàn thân Thái Long run rẩy, lại bị đẩy lui vài chục bước. Tiểu kim hầu cũng lảo đảo lui lại, nhìn Thái Long gầm lên giận dữ, gương mặt dữ tợn nhào tới. Sáu con hắc hầu cao 10 mét cũng giết tới. Chúng nó vung lên trọng quyền, đánh xuống chỗ Úy Thiên Lang. Không đợi Úy Thiên Lang từ trong đau đớn tỉnh táo lại đã bị loạn quyền đánh chết, trực tiếp biến thành thịt nát. Ngọa tào! Chết rồi, Úy Thiên Lang chết rồi. Bầy khỉ này thật điên rồi. Đám người nơi xa hít một ngụm khí lạnh. Các ngươi! Thái Long đều có chút ngây người, nhưng tiểu kim hầu vẫn nổi điên giết tới phía hắn. Tốt, giết là tốt! Tiêu Phượng Ngô hét lên, quá giải hận. Cơ thể hắn đột nhiên phồng lên, cao tới 3 mét, ánh sáng màu bạc sôi trào, lao thẳng tới chỗ các đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa. Úy Thiên Lang, giết, giết. Các đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa cũng đều kịp phản ứng, toàn lực vây bắt bọn người Dạ An Nhiên. Những người thí luyện thập vạn đại sơn, giết cho ta. Các thánh địa khác không quản được các ngươi, càng không uy hiếp được các ngươi. Chỉ cần có thể giết một tên, Thác Bạt Hoàng ta bảo đảm người đó tiến vào Hồn Thiên Thánh Địa. Thác Bạt Hoàng kích hoạt linh văn, thét lên ra lệnh cho những người thí luyện thập vạn đại sơn phấn khởi phản kích.
vào hồn thiên thánh địa. Toàn bộ những người thí luyện đến từ thập vạn đại sơn đều trở nên điên cuồng, không hề cố kỵ, không hề giữ lại, lao thẳng tới vô hồi thánh địa cùng bọn người Tiêu Phượng Ngô. Tình cảnh xung quanh Long Hổ Đài lập tức trở nên hỗn loạn. Giết cho ta! Thương Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày, mang theo các đệ tử đánh tới hồn thiên thánh địa. Na Yêu đã sớm lao ra, Ngọc Thỏ Linh Văn nở rộ cường quang, tốc độ liên tục tăng vọt, linh hoạt mạnh mẽ, lao thẳng vào vòng chiến. Vô hồi thánh địa, Đường Diễm là người của La Phù Sơn mạch các ngươi. Một vị đệ tử hồn thiên thánh địa mang theo trọng chùy ngang nhiên oanh kích, cương khí sôi trào, không lưu tình chút nào. Na Yêu thoăn thoắt lao đi, trong chốc lát đã tránh khỏi bạo kích, chuyển tới sau lưng nam tử, vung lên chân phải quét ngang như roi sắt, sau đó lại quất vào trên đầu nam tử. Nam tử co rụt con ngươi lại, cái đầu bỗng dưng hóa đá, cứng ở nơi đó. Na Yêu, ngươi dám hạ sát. Một vị đệ tử hồn thiên thánh địa ở bên cạnh giận dữ, bạo phát lôi chiều, gào thét lao tới tấn công nàng. Na Yêu giơ cao hai tay lên, mặt đất bỗng nhiên nén lại. Khí tức hóa đá cuồn cuộn, hơn 100 mét mặt đất hoàn toàn ngưng kết thành một thể. Khi lôi điện phóng tới, một khắc này, Na Yêu bỗng nhiên đứng dậy, nhấc lên một tấm mặt đất rộng hơn 100 mét, giống như tấm chắn chặn đánh từ chính diện. Ầm ầm, mặt đá sụp đổ, bị lôi chiều vỡ nát. Nhưng Na Yêu đã phóng lên tận trời, hai chân mảnh khảnh có lực bộc phát mạnh mẽ, bay lên không mấy chục mét, lại rơi xuống sau lưng người kia cách đó 30 mét. Tốt thay cho một ngọc thỏ thú văn. Nam tử muốn né tránh, nhưng hắn không ngờ Na Yêu lại xuất hiện ở trước mặt hắn, một trường khắc ở ngực. Ngươi làm sao? Toàn thân nam tử cứng ngắc, khí tức hóa đã ăn mòn trái tim, chết ngay tại chỗ. Nhưng hắn vẫn còn có chút khó có thể tin được. Trước khi chết hắn đã dùng hết sức lực toàn thân liếc mắt nhìn rõ ràng, Na Yêu, đã đứng cách đó 30 mét. Một cơn gió mạnh thổi qua, Na Yêu, nơi đó tan rã. Đó là, bóng dáng, hay là, năng lượng. Nam tử mang theo nghi vấn ngã trên mặt đất. Thấy Na Yêu hạ sát thủ, toàn bộ đệ tử hồn thiên thánh địa nổi giận, rất nhiều người thậm chí đã bỏ qua bọn người Tiêu Phượng Ngô, triển khai vây bắt vô hồi thánh địa. Nhưng luồng không khí lạnh của Thương Hàn Nguyệt quá kinh khủng, quét ngang tám phương, cứ như có thể ảnh hưởng đến tất cả võ pháp. Những đệ tử vô hồi còn lại càng nghiêm túc, bọn hắn đều đã được đưa tới Đại Hoang lịch luyện qua, không chỉ có thể chiến đấu, càng biết giết chóc. Đệ tử Linh Kiếp Thánh Địa muốn ngăn lại, lại bị trận hỗn loạn liên tiếp đánh bị thương, cũng tức giận gia nhập vòng chiến. Tràng diện nhanh chóng từ hỗn loạn diễn biến đến mất khống chế. Các đệ tử thánh địa khác đều đứng ở đằng xa thờ ơ. Đặc sắc thật, Long Hổ Đài vậy mà lại có thể xuất hiện hỗn chiến. Hồn thiên thánh địa cũng dám lợi dụng Long Hổ Đài sao? Bọn hắn không nghĩ sẽ giết tên tiểu tử kia, mà lựa chọn ném ra, là sợ hắn sao? Ha ha, U Dương Yên còn bị bắt đi, Úy Thiên Lang thì bị một con khỉ đập chết, thật sự là làm trò cười. Trận loạn chiến mất khống chế cũng không có tiếp tục quá lâu. Đao Hoàng dùng tốc độ của mình nhanh chóng lao vùn vụt, xung đột hai bên thành công đem Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ, Cổ La, Khương Uyển Nhi, còn có Yến Khinh Vũ tụ tập trung một chỗ. Tiểu Kim Hầu hất Thái Long ra, mang theo 6 con hắc hầu trở về, đứng ở phía trước, tức giận gầm thét. Thương Hàn Nguyệt mang theo bọn người Na Yêu thủ ở phía trước, cường thế rằng co với hồn thiên thánh địa cùng những người thí luyện của thập vạn Đại Sơn đang tức giận. Các ngươi! Thác Bạt Hoàng Hồng hộc thở hổn hển, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện sẽ náo thành cục diện như vậy. Không chỉ có U Dương Yên bị bắt đi, Úy Thiên Lang bị đánh chết mà cả hai đại thánh địa lại ngang nhiên đối kháng với bọn hắn, thậm chí không tiếc tay hạ thủ. Thác Bạt Hoàng, cút ra khỏi Thương Giác Sơn cho ta. Thái Long tức giận đến mức run rẩy, cách hồn thiên thánh địa làm không chỉ lăng mạ tính thần thánh của Long Hổ Đài, càng lăng mạ trận chiến hôm nay của hắn. Trận chiến này lúc đầu vô cùng đặc sắc, hoàn toàn có thể truyền ra các thánh địa thiên hạ. Kết quả bọn hắn lại làm loạn như thế, sẽ chỉ trở thành trò cười, thậm chí sẽ không được truyền ra thánh địa. Mà, rõ ràng là hắn mời Đường Diễm tới, kết quả Long Hổ Đài lại biến thành một cái bẫy. Thác Bạt Hoàng giận dữ mắng mỏ. Thái Long, ngươi muốn tuyên chiến với hồn thiên thánh địa sao? Ta tuyên tổ tông ngươi, mang theo đầu óc ngươi biến ra khỏi Thương Giác Sơn. Đừng ép ta đánh phế bỏ thứ rác rưởi như ngươi. Thái Long nói đến không có một chút khách khí để các đệ tử hồn thiên thánh địa đều giận dữ.
ngực Thác Bạt Hoàng kịch liệt chập trùng, nhưng lại không thể không nhịn mà nhượng bộ. Thương Hàn Nguyệt, trước tiên giao người ra. Thương Hàn Nguyệt mang theo ngọc diện như xương, nói. Đám người sau lưng này, Thương Hàn Nguyệt ta bảo đảm. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi xác thực nghe không hiểu tiếng người. Hồn thiên thánh địa thế hệ này. Phế đi. Thương Hàn Nguyệt cũng không khách khí. Nàng không có ý định ra tay can thiệp, nhưng nếu đã ra tay thì sẽ không có do dự, càng không có chút lo lắng nào. Thác Bạt Hoàng chau mày. Hắn là người của La Phù Sơn mạch các ngươi. Nếu như Thái Long nhúng tay coi như có thể thông cảm được, Thương Hàn Nguyệt phát cái gì điên, trừ phi. Thương Hàn Nguyệt hừ một tiếng. Ta thu hồi lời vừa mới nói, ngươi còn không tính là quá phế. Người của La Phù Sơn mạch. Rất nhiều thí luyện giả đều vểnh tai. Thái Long cũng nhìn về phía Thương Hàn Nguyệt. Đường Diễm tên thật là gì? Khương Phàm. Hắn là người của Vô Hồi Thánh Địa các ngươi. Không phải. Thiên phú như vậy, các ngươi không mời đến Vô Hồi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Địa đã mời, nhưng thật đáng tiếc, hắn chiêu cáo toàn La Phù, không đi. Thái Long cau chặt lông mày, lại có cự tuyệt người của Thánh Địa, còn chiêu cáo La Phù. Những người thí luyện các phương hai mặt nhìn nhau, quả nhiên là người có cá tính. Các ngươi khả năng cảm thấy hắn có rất nhiều hành vi là không tôn trọng các ngươi, để cho các ngươi cảm thấy không thoải mái. Sai. Hắn là thật không coi các ngươi ra gì cả. Thương Hàn Nguyệt mặt không thay đổi lại nói một câu để các đệ tử thánh địa xung quanh đều cau chặt lông mày. Thế nhưng, ngẫm lại Khương Phàm ngay cả chủ nhân La Phù là Vô Hồi Thánh Địa đều không tôn trọng, thì hình như thật không có lý do gì để tôn trọng bọn hắn cả. Các ngươi cùng Khương Phàm có mâu thuẫn, tìm Khương Phàm giải quyết, đám người đằng sau ta đây, các ngươi không thể chạm vào. Thương Hàn Nguyệt phất tay ra hiệu đệ tử Vô Hồi chuẩn bị rút khỏi Thương Giác Sơn. Khoan đã, bọn hắn giết đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa chúng ta, không được đi. Thác Bạt Hoàng lập tức ngăn lại. Thương Hàn Nguyệt hừ lạnh. Là các ngươi tính toán trước đây, bọn hắn chỉ là phản kháng. Thác Bạt Hoàng, đừng cho mặt lại không biết xấu hổ, nếu thật muốn náo đến cùng, ngươi không chiếm được chỗ tốt gì. Thác Bạt Hoàng cười. Nếu thật muốn náo đến cùng... Thua thiệt là Vô Hồi Thánh Địa các ngươi. Không chỉ có mấy kẻ các ngươi đây đi không ra khỏi Thiên Khải bí cảnh được mà Vô Hồi Thánh Địa các ngươi cũng sẽ gặp nạn. Gặp nạn là có ý gì? Hồn Thiên Thánh Địa các ngươi lại bởi vì ngươi một tên Thác Bạt Hoàng, giết đến La Phù Sơn Mạch. Bọn hắn, dám sao? Thương Hàn Nguyệt đột nhiên nâng giọng, sát khí lăng liệt. Thác Bạt Hoàng cau chặt mày, vừa muốn nói cái gì đó nhưng lại bị Thương Hàn Nguyệt giận dữ mắng mỏ. Thứ mất mặt xấu hổ, cút ngay. Nói xong nàng trực tiếp nghênh đón các đệ tử đi qua Hồn Thiên Thánh Địa. Bọn người Chu Thanh Thọ trao đổi ánh mắt, Thánh Địa đệ tử nổi giận lên đều thật đủ sức lực. Bọn người Na Yêu theo sát ở phía sau, toàn bộ đều đằng đằng sát khí, bọn hắn đều đã huyết luyện qua tại Đại Hoang, các đệ tử Thánh Địa khác có mặt ở đây cũng không có khí tức sát lục như thế. Đệ tử Hồn Thiên các từng bước lui lại, muốn ngăn cản nhưng biết rõ Thương Hàn Nguyệt đáng sợ như thế nào. Thái Long cũng lên tiếng gầm thét. Biến ra khỏi Thương Giác Sơn. Còn có, ta khiêu chiến Đường Diễm. Không, là Khương Phàm, là ta mời Khương Phàm, ta sẽ phụ trách tới cùng, những bằng hữu này của hắn, Thác Bạt Hoàng ngươi không thể chạm vào. Lui ra. Sau khi Thác Bạt Hoàng giãy giụa một phen rốt cuộc cũng từ bỏ. Mặc dù bọn hắn đông hơn nhưng bọn người Thái Long và Thương Hàn Nguyệt cũng không ít, huống chi còn có mấy con khỉ hung tàn kia. Lui. Các đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa chau mày, nếu quả thật lui, bọn hắn hôm nay quả thực rất mất mặt xấu hổ. Lui. Thác Bạt Hoàng rất không cam tâm, nhưng nếu náo tới cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi các phương lần lượt tản ra, Thác Bạt Hoàng cũng không nén được lửa giận nữa, cứ thế đứng trên đỉnh núi tức giận gào thét. Không chỉ có chưa bắt được con tin, còn để mất U Dương Yên, hại úy Thiên Lang chết. Vô Hồi Thánh Địa liên thủ với Linh Kiếp Thánh Địa bảo đảm. Hắn quả thật không có cơ hội ra tay nữa. Làm sao bây giờ? Hồn Thiên Thánh Địa bọn hắn chưa từng gặp chuyện như vậy. Chờ trở lại Thánh Địa, các sư tôn khẳng định sẽ nghiêm khắc trừng phạt hắn. Trước tiên không nên gấp gáp, Khương Phàm hẳn là sẽ ở lại thành Thiên Khải, chờ chúng ta ra ngoài. Khương Phàm mặc dù cuồng ngạo, nhưng hẳn phân rõ nặng nhẹ, trước khi chúng ta chưa ra ngoài, hắn sẽ không dễ dàng tổn thương U Dương Yên. Các đệ tử Hồn Thiên an ủi Thác Bạt Hoàng. Úy Thiên Lang chết rồi, không có cách nào khác nữa,
bây giờ phải bảo đảm cho U Dương Yên. Cảm ơn các ngươi. Sau khi rời khỏi Thương Giác Sơn, Dạ An Nhiên và mọi người trịnh trọng nói lời cảm ơn với đám người Thương Hàn Nguyệt. Khương Phàm ở bên ngoài hẳn là rất lo lắng, nhưng không có cách nào khác, tin tức của chúng ta không truyền ra được. Còn 3 tháng nữa Thiên Khải Bí Cảnh mới lại mở ra, các ngươi đi theo chúng ta đi.